Đám người thầm kinh hãi. Bọn họ cũng không biết Trần Phi kiếm kia ý lai lịch, bất quá bọn họ lúc này lại cảm nhận được, huyết ưng thực lực quả thật lợi hại, rất mạnh. Vậy đầy trời mỗi một luồng ánh sáng đen trong, từng viên cứng rắn như sắt phũ mao quá đáng sợ, tốc độ cũng là sắp đến để cho người nghẹt thở. Nhưng vào lúc này, Trần Phi giương tay một cái, một mặt tầm thường kiếm mang màn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn 10 mét bên ngoài. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh. Rậm rạp chằng chịt khủng bố công kích rơi xuống kiếm kia mạc lên, người sau mặc dù lóng lánh tia sáng chói mắt, nhưng không nhúc nhích tí nào, không chút tổn hao nào, làm vậy tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tiếp tục, Trần Phi ngẩng đầu nhìn vậy mặt đầy kinh dị huyết ưng, không ý xuất thủ, cười nhạt nói. Nghe vậy, cảm nhận được Trần Phi lời này tiếng chính giữa khinh miệt, máu kia ưng mặt dữ tợn bàng đi theo cũng là đỏ lên, cắn răng nghiến lợi, uy nghiêm thanh âm là tại tất cả người trong lỗ tai vang lên. Con kiến hôi cũng dám cùng vầng trăng tranh sáng, chỉ bằng ngươi. Chết! Huyết ưng lại lần nữa ra tay, hắc phú chấp động, nhất thời trong tay hắn vậy bánh xe quạt lông lại là có vô tận hắc quang bay bắn ra, hóa thành khí tức kinh khủng ánh sáng, ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành chùm tia sáng, hướng Trần Phi đánh tới. Đây chính là chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp thực lực. Cũng không quá như thế nào, cho nên ngươi nếu là cảm thấy cái này nên tự phụ, kiêu ngạo nói. Vậy ta cảm giác vậy cần phải nhắc nhở ngươi, cái gì, gọi là làm nhận rõ thực tế. Trần Phi nhìn vậy tới đánh chùm ánh sáng, thân thể không nhúc nhích tí nào, rồi sau đó đột nhiên gian tất cả mọi người đều khó hiểu cảm giác lạnh đứng lên, sợ hãi nhìn hắn. Lại một khắc sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, lấy tay đời kiếm, hư không chém một cái, đồng thời trong miệng nói nhỏ. Chém! Phịch! Bồng bột khí thế đè xuống. Quang thúc kia nhất thời ngay tức thì giống như bị cái gì kinh khủng đồ đè lại vậy, không thể nhúc nhích, rồi sau đó một đạo kiếm mang bay vùn vụt mà qua, đem một đao hai đoạn. Này đồng thời máu kia ưng trong tay bánh xe quạt lông cũng là ầm ầm dạn nứt đứng lên, rắc 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 rắc. Huyết ưng sắc mặt đỏ lên khạc ra mấy búng máu to, màu đen, bất chấp khói trắng, gặp phải cắn trả. Làm sao có thể, hắn tuyệt đối không tới chân nhân cảnh tầng 5. Nhưng vì cái gì lại có thể như vậy lợi hại? Mọi người thần sắc khiếp sợ, nhất là trước cho rằng huyết ưng thì không thể sẽ người thua, lúc này bọn họ cũng là ánh mắt cứng ngắc, trong lòng sinh ra dao động. Bởi vì một màn này chưa từng tương tự à, vậy Vương Siêu, không phải là thảm như vậy bại. Máu kia ưng lúc này cũng là sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, trong tay dạn nứt bánh xe quạt lông trùng trùng vung lên, phát ra thạc thạc tiếng vang, đem vậy không khí cũng chém ra, khí lưu lộn. Thành là thật thế chấp, hướng Trần Phi chỗ khu vực đánh giết, có thể sát theo Trần Phi lại lần nữa bình thản phất phất tay, và mới vừa rồi như nhau, Trần Phi hoàn toàn không có sao, mà hắn công kích cũng đã là bị một đạo kiếm mang cho vỡ ra tới, hoàn toàn vỡ nát. Đừng trách ta khi dễ ngươi, chuẩn bị xong, ta muốn động thủ. Đây là, Trần Phi chậm rãi mở miệng, xì một tiếng, trong tay hắn trực tiếp là có một đoàn màu đỏ thẫm ngọn lửa xuất hiện. Hừng hực lượn lờ, ngưng tụ thành một thanh kiếm tư thái. Ánh lửa nhức mắt, vô cùng khiếp người. Kiếm này cũng không phải là do Tử Tiêu vẻ ngưng tụ thành, bởi vì vậy chân thực có chút quá khi dễ người, cho dù là Trần Phi như vậy ra mặt dày, vậy không biết xấu hổ làm như vậy. Kiếm này là do xà tâm địa linh diễm ngưng tụ thành, dùng để đối phó dưới mắt cục diện này, ngược lại cũng là đủ rồi. Thiên địa dị hỏa, cẩn thận! Thấy vậy xà tâm địa linh diễm ngưng tụ ngọn lửa trường kiếm xuất hiện, may là vậy Hắc Thương chân quân cũng một chút ánh mắt ngưng, diễn cảm phiền muộn trước, mở miệng nhắc nhở một chút. Mà ở nghe nói như vậy, trong lòng mọi người phức tạp cùng hỗn loạn, tất cả đều là sâu hơn. Bọn họ nhìn Trần Phi, ánh mắt có chút kinh hãi, có chút kính sợ, người này rõ ràng trẻ tuổi như vậy, nhưng vì cái gì, lại sẽ như vậy lợi hại, mạnh đến liền bọn họ các chủ đều cảm giác có cần phải lên tiếng nhắc nhở đến nước. Máu kia mắt ưng thần run rẩy, rồi sau đó hắn cả người hơi thở nhưng hơn nữa hưng thịnh. Ánh mắt dữ tợn, liền gặp hắn nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nhạt nói, giả thần giả quỷ. Bằng ngươi, có thể làm ta thế nào? Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi lạnh lùng quét hắn một mắt, giơ tay lên trực tiếp là một kiếm, nhất thời một đạo kiếm mang kinh khủng đi đôi với vô tận nhiệt độ cao điên cuồng cuộn sạch mở, vô cùng khủng bố, vô cùng đáng sợ, màu đỏ thấm diễm quang đâm đau mọi người con ngươi. Vậy làm bọn họ cảm nhận được hít thở khó khăn nhiệt độ. Mà máu kia ưng, lúc này vậy là cả người cũng sắc mặt biến đứng lên, ánh mắt lộ vẻ được sợ hãi, hét giận dữ một tiếng,
đi theo hắn hai tròng mắt đều hóa thành một mảnh màu máu, ngưng tụ ra khổng lồ lực lượng, muốn phản công, kích hủy đạo này kiếm mang. Đáng tiếc, một kiếm này đích thực quá đáng sợ, chặt đứt hết thảy, làm hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Không chỉ là hắn, một kiếm này vậy làm những người khác, cùng với vậy hai vị chân quân cảnh nhân vật cũng sắc mặt kịch biến đứng lên. Dừng tay, một tiếng quát chói tai truyền tới, trong hư không, một đạo sáng chói lực lượng vô cùng kinh khủng trấn áp tới. Đó là một cái bàn tay, lượn lờ nhức mắt linh quang, uy thế kinh người, xuất từ vị kia hắc thương chân quân tay. Mắt thấy Trần Phi một kiếm này cũng nhanh muốn huyết ưng mệnh, hắn lúc này, rốt cuộc cũng là ngồi không yên. Phịch, hư không run lên, vậy sáng chói lực lượng lớn tay ngăn cản Trần Phi một kiếm này, thậm chí còn đem bấm lên, hai ba tức gian liền đem hắn vặn gãy thành mảnh vỡ, vỡ nát tại không. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy vẫn là run rẩy, tràn đầy sợ hãi, kinh hãi, khó tin. Bởi vì lúc này xuất thủ nhưng mà bọn họ Phù Tiên các hai đại các chủ lớn một người trong, hắc thương chân quân đại nhân. Tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, có thể coi là như vậy, một kiếm kia hoàn toàn không có lập tức hủy diệt, mà là chống giữ hai ba tức thời gian, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi sức chiến đấu tuy không thể cùng hắc thương các chủ vậy chờ chân quân cảnh nhân vật sánh bằng, nhưng chỉ sợ cũng có thể là chu toàn một hai. Có thể cùng chân quân cảnh nhân vật chu toàn một hai, cái này chẳng lẽ còn không lợi hại, còn không khủng bố sao? Đây thật là làm người ta khó tin. Muốn bọn họ sớm biết Trần Phi mới có thể có thực lực này, danh ngạch kia, quỷ mới sẽ đi chú ý. Mà máu kia ưng lúc này cũng là bị sợ được can đảm câu liệt, toàn thân phát rét. Mặt đầy trắng bệch, sụi lơ ngồi dưới đất, ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi, vậy tựa hồ ở khó mà tin tưởng, Trần Phi thực lực, lại mạnh như vậy. Kết quả này là tại sao? Mới kiên trì đến 2-3 tức thì không được, xem ra 50% thực lực xuống kiếm ý, đối mặt tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật vẫn là có chút không đủ xem. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu lên, tiến lên đón vậy hắc thương chân quân tràn đầy âm lãnh con ngươi, sắc mặt không chút nào biến hóa. Hết sức bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói. Lấy các hạ người thân phận đối với ta ra tay, có phải hay không có chút mất mặt? Vậy hắc thương chân quân mặt liền biến sắc, nhìn Trần Phi, đồng dạng là châm chọc nói, từ đầu tới đuôi đều ở đây ngụy trang sao? Thật là vô sỉ người. Ngụy trang, ta có thể chưa thấy được. Trần Phi nhìn lướt qua vậy hắc thương chân quân, nhàn nhạt nói, ta chưa từng nói không bằng hai phế vật kia. Chẳng qua là chính các ngươi mù mắt, xem thường ta mà thôi, ta nói có sai sao? Dĩ nhiên, lời như vậy đề đúng hay sai, thật ra thì vậy không việc gì trọng yếu. Trọng yếu chính là, các hạ ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không khoái khí, khó chịu ta, có muốn thử một chút hay không cũng đúng ta ra tay. Đối với hắn cũng ra tay, Trần Phi cuồng ngạo làm vậy hắc thương chân quân ánh mắt đông lại một cái, vô cùng âm trầm. Thằng nhóc này, lại để cho hắn vậy ra tay. Để cho hắn cái này chân quân cảnh nhân vật đối với một tên tiểu bối ra tay, nói ra cũng mất mặt. Nhất là bây giờ thằng nhóc này tựa hồ vậy không đơn giản như vậy. Cũng đã là lần ba, Trần Phi khiêu khích khiêu chiến, mà kết quả lại là Vương Siêu, huyết ưng lần lượt thảm bại, một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không có, mà lúc này, thằng nhóc kia không ngờ chủ ý đánh tới hắn hắc thương trên đầu. Người nói đây là cuồng ngông, ngu xuẩn, ai tin? Dẫu sao đất này võ thành không phải bên ngoài, rồng rắn hỗn tạp tình huống quá phức tạp, đầm rồng hang hổ cũng là rất nhiều. Không đại thiên vị thực lực, sợ rằng thật không có ai dám ở nơi này võ thành coi trời bằng vung, coi thường người bất kỳ. Vậy vì vậy, cái này hắc thương chân quân lúc này tuy trong bụng nín nổi giận trong bụng, có thể hắn vẫn là không có giống như võ thành ra, những cái kia thiên ngung nông thôn lên tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả như vậy tâm tính bành trướng. Hơn nữa có một chút hắn cũng rất rõ ràng, nếu như không bối cảnh, yêu nghiệt này thực lực là như thế nào. Người nói mình tu luyện, vậy cũng có thể. Đền bên ngoài, một mảnh yên lặng, vậy hắc thương chân quân sắc mặt âm hàn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, có thể cứng rắn là không lập tức ném ra một câu lời độc ác, phản kích Trần Phi. Thấy tình cảnh này, những người khác cũng là cảm nhận được một loại từ trong thâm tâm lòng rung động cảm giác. Dẫu sao bọn họ chẳng qua là tu vi hơi kém hơn hắc thương các chủ, nhưng đầu óc nhưng là đều giống nhau. Hắc thương chân quân có thể cân nhắc đến sự việc, bọn họ như thế nào cân nhắc không tới. Vì vậy tất cả mọi người bọn họ, từng đạo run rẩy, kinh dị ánh mắt,
nhìn vậy cách đó không xa lại dám khiêu khích bọn họ Phù Tiên Các Hắc Thương chân quân đánh người bóng người, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm. Tên này kết quả là ai? Bọn họ làm sao không rõ ràng? Cái này nguyên bản nhìn như thông thường tiểu tử, nếu như không nghịch thiên lai lịch, lại sao có thể có như vậy thực lực, liền huyết ưng vậy chờ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp cũng có thể đánh bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Vậy Linh Đồng chân quân lúc này cũng là sâu cau mày, nhìn Trần Phi, ánh mắt khó lường. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền mơ hồ trực giác Trần Phi không đơn giản, mà bây giờ, không nghĩ tới lại là thật thực hiện. Ngươi, mà lúc này huyết ưng phó các chủ rốt cục thì có chút bừng tỉnh, ánh mắt run rẩy, âm lãnh chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hiện ra vẻ oán hận. Các chủ, tên này lại tới chúng ta Phù Tiên các chủ sở chính ngang ngược, định không thể bỏ qua cho hắn. Sát theo liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nhìn vậy Hắc Thương chân quân. Hắn bây giờ chứ có sợ hãi Trần Phi vậy thực lực kinh khủng run sợ ra, cũng là cảm thấy cực kỳ làm nhục, tức giận. Hắn nguyên vốn cho là Trần Phi đỉnh thiên cũng chính là so Vương Siêu lợi hại hơn, không thể nào là hắn đối thủ, nhưng bây giờ lúc này mới giao thủ không tới mấy hiệp, hắn liền bại được thảm như vậy, mất hết mặt mũi. Cái này làm hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Tuy nói Trần Phi thực lực cường hãn đến làm hắn lòng rung động, có thể đây là địa phương nào? Đây chính là bọn họ Phù Tiên các chủ sở chính. Hai vị chân quân cảnh các chủ đại nhân cũng đều ở nơi này, chỉ cần bọn họ ra tay, định có thể đem vậy đáng giận nhãi con chém chết nơi này. Đến lúc đó, người đều chết hết, vậy sẽ không còn người nhắc tới, như vậy hắn mới có thể chẳng phải mất thể diện. Mà nguyên bản trong lòng thậm chí vùng vẫy, thậm chí còn đã có chút muốn cùng rõ ràng bỏ qua chuyện này Hắc Thương chân quân nghe vậy sắc mặt mau chóng lại chính là biến đổi, chợt sắc mặt âm trầm xuống, hận không được đem vậy ngu xuẩn một tay bóp chết. Bởi vì lời này vừa nói ra, hắn coi như là có chút nhớ nhung hòa giải, có thể lời kia, thì như thế nào có thể nói sau lối ra. Hắn Hắc Thương chân quân chẳng lẽ là không biết xấu hổ sao? Có thể thật nếu để cho hắn sẽ cùng thằng nhóc này rằng co nữa, hoặc là tự mình ra tay, trước không nói hắn trong lòng vậy phỏng đoán, vậy cố kỵ, vậy không an. Liền nói lấy hắn thân phận, hắn thực lực, hơn nữa còn là ở bọn họ cái này Phù Tiên các tổng so, còn lại tự mình luân lạc tới sẽ đối một cái không phải chân quân cảnh nhân vật xuất thủ đến nước, truyền đi, không bị người cười đến rụng răng mới là lạ. Bất quá ngay tại hắn trong lòng vùng vẫy, do dự lúc đó, Trần Phi đổ lại là chủ động hướng hắn mở miệng, nói, xem ra các hạ không dự định tự mình động thủ. Vậy thì như vậy, ta liền cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người giống như là muốn rời đi. Đứng lại, một đạo âm lãnh quát chói tai tiếng để cho hắn đứng lại. Trần Phi bước chân ngừng lại, mặt không cảm giác xoay người, thanh âm không hề bận tâm hướng vậy Hắc Thương chân quân nhàn nhạt nói, làm sao, các hạ đây là không chuẩn bị thả ta đi sao? Hắc Thương chân quân sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, muốn đi dễ dàng, có thể ngày hôm nay chuyện này, người không chuẩn bị trước cho ta Phù Tiên các một câu trả lời hợp lý. Giải thích, Trần Phi cười một tiếng, nói ta một không có giết người, hai không gây chuyện, bất quá chỉ là đánh hai trận chiếc, thuận tay dạy dỗ một chút hai cái không biết trời cao đất rộng người mà thôi. Giải thích, các hạ ngươi cảm thấy ta cần cho một mình ngươi cái gì giải thích? Nói bậy nói bạ. Máu kia ưng giống như là đụng phải làm nhục, đỏ mặt lên, thành màu gan heo, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói, dám đến ta Phù Tiên các gây chuyện, ngươi lấy là bằng ngươi nói bậy nói bạ mấy câu là có thể tính. Ta nói cho ngươi, hôm nay chúng ta cũng không muốn ngươi cái gì, mệnh lưu lại là được. Hắc Thương chân quân nghe vậy hơi biến sắc mặt một chút đổi, có thể sự việc đến bước này, quan hệ đến hắn Phù Tiên các thậm chí hắn người mặt mũi, cũng là cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Hắn không thể nào chủ động nói trước nhượng bộ, cúi đầu nói. Vậy Linh Đồng chân quân cũng là chân mày sâu nếp nhăn híp một cái cặp mắt, chợt nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, hôm nay chuyện này sao ngươi thật sự nên cho chúng ta Phù Tiên các một câu trả lời hợp lý. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, có thể vậy xin chính giữa, nhưng cũng là có lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc hiện ra. Giải thích là không có, bất quá hai vị nếu như muốn chỉ giáo một hai. Vậy ta ngược lại là cũng muốn cả gan thử một chút. Mọi người ánh mắt ngay tức thì là rụt một cái, thằng nhóc này điên rồi sao? Lại dám như vậy khiêu khích bọn họ Phù Tiên các hai đại các chủ, hai vị chân quân cảnh nhân vật. Hắn chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác, đem mình vậy ảo tưởng thành là vậy chờ tồn tại chứ? Thật là điên rồi. Vậy Hắc Thương chân quân nghe vậy,
rốt cục thì chịu đựng không nổi Trần Phi vậy cuồng ngạo thái độ, trong mắt sắc bén chớp mắt, càn rỡ. Thật lấy là thắng hai cái chân nhân cảnh là có thể coi trời bằng vung. Phịch, dứt lời, bàn tay hắn chợt vung lên, chỉ gặp vậy trong hư không trực tiếp là xuất hiện một cái sáng chói bàn tay, hướng Trần Phi đè xuống, tràn ngập khí thế đáng sợ, để cho mọi người cảm nhận được tuyệt vọng chập chờn. Oanh! Lực lượng này thật sự là quá đáng sợ, làm vậy trong không khí khí lưu cũng tựa như là bị mổ ra, mắt thường có thể thấy được chia ra. Mà lực lượng kia càng hình như là có ăn mòn lực, thiêu đốt không khí, làm vậy người sau xuất hiện nhọn minh tiếng. Nhất thời, Trần Phi ánh mắt híp một cái, một cổ minh mông đáng sợ kiếm ý trực tiếp là từ hắn bên trong thân thể tăng vọt đi ra. Giống như là có thể đem ngày đó khung cũng xé, kiếm khí ngang dọc. Phốc suy, một giây kế tiếp vậy xà tâm địa linh diễm vậy là theo chân xuất hiện, lại lần nữa ngưng tụ thành lửa kia đỏ trường kiếm, ngọn lửa lượn lờ, phụt ra phụt vô tinh mang, vô cùng đáng sợ, chém xuống một kiếm, tất cả mọi người theo bản năng cảm nhận được phát rét. Một kiếm này, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, cảm nhận được kiếm ý này đáng sợ, thật sự là quá mạnh mẽ, phỏng đoán coi như là vậy nửa bước nguyên đan cũng đều không đạt được như vậy đến nước. Như vậy thực lực, người này kết quả là thật lợi hại à? Chẳng lẽ hắn đã có thể sánh bằng chân quân cảnh nhân vật? Có thể điều này sao có thể à? Trên mặt tất cả mọi người hiện đầy hoang đường, cùng với sợ hãi, run rẩy. Một giây kế tiếp, mọi người trong tầm nhìn chỉ thấy được vậy Trần Phi giơ tay lên chính là một kiếm, cuốn lên vân không, xé thiên khung, xuyên thủng khí lưu, làm vậy tất cả mọi người đều là bị một kiếm này rung động. Không cách nào hình dung tâm thần run run. Sát theo, phịch một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này hung hăng đụng vào vậy sáng chói bàn tay trên, vô tình xé, tàn khốc vặn cổ, đáng sợ lực lượng lại là đem bàn tay kia lột gần một nửa. Như vậy khoa trương. Rồi sau đó, vậy sáng chói bàn tay rốt cục thì phát huy, hào hùng lực lượng bao quanh kiếm mang, hung hăng một nặn, lực lượng vô tận, mất đi ở tầng mây kia trong. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi thần sắc đều là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, run rẩy, khoa trương mâu vẻ. Hắn lại có thể thật có thể cùng chân quân cảnh cấp bọn họ phù tiên các hắc thương chân quân so chiêu một chút, đây không phải là đang nằm mơ chứ. Người phải nói Trần Phi cũng là chân quân cảnh nhân vật, đây cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề là Trần Phi rõ ràng thì không phải là chân quân cảnh nhân vật à. Liền vậy linh khí chất lượng đều không cùng, có thể, nhưng lại có thể. Trên mặt tất cả mọi người một mảnh chết lặng, con người kịch liệt co rúm lại, liền vậy hắc thương. Linh đồng phù tiên các hai lớn chân quân lúc này đều là như vậy. Trần Phi sức chiến đấu, cùng với yêu quái kia cấp vượt cấp mà chiến năng lực, đã là có chút hù được bọn họ. Bởi vì theo bọn họ biết, phàm là chân quân cảnh trở xuống, có thể có đến gần, thậm chí không kém tại chân quân cảnh cấp sức chiến đấu người, cái nào không phải nhân trung chi long. Cái nào không phải bối cảnh thông thiên, cái nào không phải quái vật. Ngươi kết quả là người nào? Hắc thương chân quân ánh mắt phiền muộn nhìn Trần Phi, kiêng kỵ nói. Hắn sợ không phải Trần Phi, mà là sau lưng tuyệt đối. Khả năng tồn tại thông thiên bối cảnh, thế lực đáng sợ. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là tiện tay ném đi, đem vậy một quả tựa như quân phù ngọn lửa vật thất lạc đi ra. Bá! Một giây kế tiếp, đếm không hết có cường hãn hơi thở bóng người lóe ra hiện. Lại một giây kế tiếp. Trần Phi sau lưng vậy mảnh bầu trời cũng trực tiếp là bị mấy trăm đạo quang ảnh cho lấp đầy. Phịch, kinh khủng chiến ý bùng nổ, làm người ta tròng mắt co rúm lại. Quân đội, một màn này, làm vậy mọi người, thậm chí là hắc thương, linh đồng hai lớn chân quân cảnh cũng trực tiếp là chợt con người co rúm một cái. Rồi sau đó, hai người bọn họ sắc mặt liền trực tiếp là lớn đổi đứng lên, cực kỳ phức tạp. Mà lúc này, quân đội kia trong... Một đạo vài mét cao khổng lồ bá đạo bóng người cuối cùng xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện sau đó, bá đạo, nghiền ngẫm con ngươi liền trực tiếp là rơi xuống hắc thương, linh đồng trên người hai người, chớp miệng, nói, ừ. Hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh, thiếu gia ngươi lần này gây phiền toái không nhỏ à. Bất quá, hắn ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, có thể hắn trên mặt vậy bình thản thần thái, nhưng lại giống như là ở nói cho mọi người, cái này thì như thế nào. Bọn họ nhưng mà không sợ. Cái này quân đội cùng với vậy vài mét cao khổng lồ phách đạo thân ảnh người đàn ông vạm vỡ tự nhiên không phải người khác, chính là Xích Tiêu quân cùng với cơ tinh thống lĩnh bọn họ. Thiếu gia, nghe được cơ tinh đối với hắn gọi,
Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cặp mắt hơi híp cười lên. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Cái này Cơ Tinh, vừa ra tới thì tựa hồ xem hiểu cục diện. Thiếu gia, cùng lúc đó, vậy Hắc Thương, Linh Đồng nghe vậy lập tức là sắc mặt thay đổi bởi vì ở quân đội kia lên, liền bọn họ hai người đều là cảm nhận được nồng đậm áp lực, hàn mao dựng đứng. Đổi câu mà nói, cái này quân đội khẳng định, tuyệt đối là có không thua gì bọn họ hai người đơn độc đảm nhiệm một người thực lực, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể kêu thằng nhóc kia thiếu gia. Quả nhiên là như vậy, cái này đặc biệt đến tột cùng là đâu nhà tiểu tổ tông, tiểu quái vật. Nhàn rỗi như vậy không có việc gì tới chúng ta phù tiên các tìm thú vui. Vậy Linh Đồng chân quân trong lòng không khỏi cười khổ cười, rồi sau đó trên mặt chất lên nụ cười, đứng ra làm người hòa giải, cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Cái này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Trần Phi cười mỉa nhìn vậy Linh Đồng chân quân, lại quét mắt một bên vậy Hắc Thương chân quân, người sau cả người khẽ run, làm bộ như là không thấy được vậy ánh mắt lặng lẽ rời. Hiển nhiên, đến bây giờ Hắc Thương chân quân cũng là rõ ràng chàng này chiếc không đánh xuống được. Nếu không, hậu quả bọn họ phù tiên các chỉ sợ là không gánh nổi. Lại là hiểu lầm, vậy ta bây giờ có thể đi. Bất quá Trần Phi vậy không dự định ở được voi đòi tiên. Tới một cái, từ đầu tới đuôi hắn không chỉ có cái gì thua thiệt cũng không ăn, vẫn còn đùa bỡn uy phong đùa bỡn đến bây giờ, thứ hai người khác không biết, hắn mình đương nhiên rất rõ ràng. Đối phương kiêng kỵ là hắn bối cảnh, nhưng vấn đề là hắn lấy ở đâu bối cảnh gì. Như vậy chiến trận, bất quá là hù dọa người mà thôi. Tự nhiên, vậy Hắc Thương chân quân buồn bực khó chịu nói, có chút không biết làm sao. Cơ thống lĩnh, các vị huynh đệ, phiền toái, các người đi về trước đi. Trần Phi cười một tiếng, đưa tay một chiêu, đem vậy Xích Tiêu quân cho đòi trở lại quân phủ chính giữa. Vậy quân phủ không trung lần linh lợi một chuyển, rơi vào Trần Phi lòng bàn tay, bị hắn thu vào. Vậy đã như vậy, ta liền đi trước cáo từ. Trần Phi hướng vậy Hắc Thương chân quân cùng với Linh Đồng chân quân ôm quyền, ánh mắt lại hướng Mục Quân Hòa quét mắt, khẽ mỉm cười, đi theo chính là không dừng lại nữa. Xoay người rời đi. Tuy nói hắn là Mục Quân Hòa mang tới, nhưng bây giờ, quả thật không thích hợp lại theo hắn cùng nhau rời đi. Mà theo Trần Phi rời đi, vậy Xích Tiêu quân biến mất, nguyên bản bao phủ ở trong trời đất này khủng bố chiến ý, cảm giác bị áp bách, cũng là sau đó tiêu tán. Vậy Hắc Thương chân quân khóe mặt giật một cái, sắc mặt lại âm trầm, mặt mày xanh lét, lẩm bẩm nói, tiểu thiên vị chân quân cảnh quân đội lại bỏ được cầm tới làm tùy tùng. Ra tay thật lớn sao? Mục Quân Hòa, cái này tiểu quái vật ngươi đến tột cùng là đâu tìm tới? Mục Quân Hòa nghe vậy ngẩn người, chợt cũng là gương mặt đau khổ, mặt đầy phức tạp nói ta cũng không biết à. Theo hắn biết, cái này Trần Phi rõ ràng là thành U Lang vậy chờ địa phương nhỏ nông thôn thiên tài hiếm thấy mà thôi, nhưng bây giờ, mới vừa rồi vậy kinh khủng như vậy quân đội vậy là cái gì? Hắn là thật không biết à. Báo, đây là... Xa xa đột nhiên truyền tới tiếng âm. Một khắc sau liền gặp một cả người khoác hắc bào người trung niên tốc độ thật nhanh chạy tới. Chuyện gì? Linh Đồng chân quân nhìn người nọ khẽ cau mày nói. Hai vị các chủ, mới vừa phát sinh việc lớn, mời các người xem qua. Vậy trong hắc bào người đàn ông đưa ra một quyển bức họa, còn có một tờ giấy vàng, nói. Linh Đồng chân quân vung tay lên một cái, đem vậy giấy vàng cầm trong tay nhìn xem, chợt ánh mắt chợt co rúm một cái. Nói cái gì, có người muốn và lan vô dụng lên huyết sát đài. Cái gì, Hắc Thương chân quân mặt liền biến sắc, đem vậy giấy vàng cầm sang xem, chợt ánh mắt kinh nghi, nói chuyện bao lâu rồi mà. Người nọ là ai? Tuy nói nếu bàn về sức chiến đấu, lan vô dụng nhân vật nhất lưu phần lớn cùng bọn họ vẫn là có chút khoảng cách, nhưng nếu bàn về thân phận bối cảnh, tiềm lực thiên phú, lan vô dụng vậy nhất lưu phát hiện võ thành tuổi trẻ nhất đại. Thập cường nhân vật coi như là bọn họ, cũng biết cao xem mấy phần. Không vì cái gì khác, liền là xưa nay võ thành từng đời một tuổi trẻ nhất đại thập cường nhân vật, những người này có thể thành tựu chân quân cảnh vị hy vọng theo tỷ lệ, đều là rất cao rất cao. Hơn nữa, còn bởi vì những thiên tài này tiềm lực theo nội tình, khi bọn hắn bước vào chân quân cảnh môn hạm này sau đó, hắn sức chiến đấu bình thường cũng biết so phổ thông tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật lợi hại rất nhiều. Không khéo. Hắn hai người tuy là thứ thiệt tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, có thể thiên phú, tiềm lực cũng chỉ tương đối vậy, là vậy, phổ thông, hàng ngũ. Hồi Hắc Thương các chủ, đây chính là mới vừa chuyện phát sinh, không tới 3 giờ trước.
đây chính là người kia bức họa, hiện ở bên ngoài đều đã nổ tung nồi, truyền khắp. Hắc bào nhân kia nói, đem trong tay bức họa đưa cho Hắc Thương Chân Quân. Người sau lập tức mở ra vừa thấy, rồi sau đó ánh mắt đông lại một cái, chết nhìn chằm chằm bức họa kia người trên, tay run một cái, bức họa kia quyển trục, đi theo lại phiêu rơi xuống đất. Hắc Thương ngươi làm sao? Đây không phải là, Linh Đồng Chân Quân gặp Hắc Thương Chân Quân lại có thể tay run. Lập tức là nhướng mày một cái, ánh mắt ngưng ngưng, cảm thấy bất ngờ, có thể một giây kế tiếp làm hắn ánh mắt vừa vặn liếc về trên đất, vậy triển khai trên bức họa, trong miệng đang nói mà nói, lại là một chút nghẹt thở, đi theo sắc mặt kinh nghi lẩm bẩm đứng lên. Bởi vì vậy trong quyển trục nhân vật không phải người khác, đang trước kia chính là mới bị bọn họ thả đi người quen. Trần Phi, nguyên lai là hắn, gặp dám cùng Lan Vô Dụng lên huyết sát đài lại là Trần Phi. Hắc Thương Chân Quân trên mặt vậy vốn là kinh dị, hoài nghi, lúc này vậy toàn tiêu tán, thay vào đó là một loại khó hiểu phức tạp, bình thường, vẻ. Đúng vậy, chính là bình thường. Dẫu sao người nọ liền ở trong tay hắn cũng có thể có chiêu có thức qua mấy chiêu, Lan Vô Dụng. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy trình độ mà thôi chứ. Thậm chí sợ rằng cũng vẫn chưa tới. Hắc Thương, người mới vừa rồi cùng hắn động thủ, người cảm thấy, hắn và Lan Vô Dụng ai sẽ thắng? Đây là, Linh Đồng Chân Quân đột nhiên hỏi. Ai sẽ thắng? Hắc Thương Chân Quân ngẩn người, trầm mặc một chút, nói ta nói thằng nhóc này hẳn có thể cùng Vũ Chiến đấu một trận, người tin không? Vũ Chiến, sấm trận khách Vũ Chiến. Linh Đồng Chân Quân mặt liền biến sắc, sấm trận khách Vũ Chiến chính là võ thành tuổi trẻ nhất đại trước ba nhân vật, hơn nữa còn là hiếm thấy sấm trận sư, vô cùng lợi hại. Hắn biết Hắc Thương Chân Quân từng cùng thằng nhóc kia động tới tay, có thể, nhưng mà... Ừ, là hắn, Hắc Thương Chân Quân con ngươi nhanh tránh, chậm rãi nói, Lan Vô Dụng mặc dù là lợi hại, có thể hắn nhiều nhất cũng chính là nửa bước nguyên đan tầng kia lần, cảnh giới quá thấp, chỉ có chân nhân cảnh tầng 5, có thể nhìn vậy cũng chỉ là hắn tiềm lực, thiên phú mà thôi. Vũ Chiến nhưng không giống nhau. Như ta nhớ không lầm, lần trước ta giao thủ với hắn lần đó, hắn cảnh giới tu vi thì đã là thật người cảnh tầng 5 đỉnh phong. Hơn nữa... Hắn thật giống như còn so Lan Vô Dụng trẻ tuổi hơn một ít. Linh Đồng Chân Quân sắc mặt đổi một cái, chợt lắc đầu khẽ thở dài, cái này Vũ Chiến đích xác là một tiểu yêu quái. Tuổi trẻ nhất đại xếp thứ nhất thứ hai hai người kia đều đã là nửa bước nguyên đan, hơn nữa thật ra thì bọn họ tuổi tác vậy đều không nhỏ, mau vượt qua giới hạn, cho nên thật nếu nói, cái này Vũ Chiến mới là đáng mặt thứ nhất. Ngươi thật cảm giác thằng nhóc kia có thể cùng Vũ Chiến đấu một trận. Ừ. Hắc Thương Chân Quân diễn cảm nghiêm túc, vẫn gật đầu một cái. Hắn mặc dù chỉ và Trần Phi qua một chiêu, có thể nhãn lực vẫn phải có, hắn không xuất toàn lực, Trần Phi vậy giống vậy không xuất toàn lực. Một điểm này hắn hết sức chắc chắn. Vậy nói như thế, không phải xảy ra đại sự. Linh Đồng Chân Quân ánh mắt run lên, cười khổ nói. Huyết sát đài đó là địa phương nào? Một khi đi lên, người không chết căn bản đừng nghĩ xuống. Có thể vậy Lan Vô Dụng cũng không Vũ Chiến như vậy thực lực. Cái này Lan Vô Dụng nếu là chết, chết ở máu trên chiến đài, Lan gia không nổi điên mới là lạ. Sớm rất nhiều năm bọn họ cũng đã biết, Lan gia là ở đem vậy Lan Vô Dụng làm là hạ đảm nhiệm tộc trưởng đào tạo. Cái này bên trong định hạ đảm nhiệm tộc trưởng nếu như nửa đường bị người, chặn hồ, làm thịt, đổi bất kỳ thế lực đừng nổi điên sợ rằng vậy cũng không bình thường. Lớn hơn nữa chuyện đều cùng chúng ta Phù Tiên Các không liên quan. Đây là, vậy Hắc Thương Chân Quân nhún vai một cái, đột nhiên cười lạnh, không quá ta ngược lại muốn thăm hắn chuẩn bị làm sao đối phó Lan gia. Lan gia cũng không giống như chúng ta Phù Tiên Các, tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa còn là huyết cừu. Tuy nói hắn là thả Trần Phi đi, có thể vậy miệng ác khí nhưng cũng vẫn là giấu ở trong lòng, không có thể ba mở. Một khi lên huyết sát đài, Trần Phi, Lan Vô Dụng tất chết một người, còn như chết sẽ là ai? Hắn trong lòng không sai biệt lắm đã có rõ ràng câu trả lời. Đến lúc đó, bên trong định hạ đảm nhiệm tộc trưởng bị người giết, Lan gia không điên liền vậy tìm người nọ báo thù mới là lạ. Khi đó hắn chỉ cần làm trên vách xem, yên tĩnh xem cuộc vui, không nói trả thù cái gì, ít nhất có thể thư thư cái này miệng ác khí nhất định là không vấn đề gì. Hơn nữa nếu, Trần Phi nếu là bị giết, hắn dĩ nhiên sẽ cao hứng hơn. Bữa nay, dài thanh lâu. Đây là một tòa rất có quy mô, hết sức náo nhiệt nhà hàng, tọa lạc tại Võ Thành Tây Thành bên trong khu vực trung tâm, kích thước cùng trình độ sầm uất tuy không bằng Hoa Tiên Lâu,
nhưng cũng là cái này Tây Thành bên trong xếp hạng thứ trước. Rất nhiều Tây Thành tu sĩ cảm thấy Hoa Tiên Lâu ở khu vực trung tâm quá xa, hơn nữa quá đắt, sẽ gặp đem cái này Giải Thanh Lâu liệt là uống rượu, nói chuyện trọn đầu. Mà vào lúc này, cái này Giải Thanh Lâu tầng chót, một gian tầm mắt vô cùng là bao la cao cấp phòng tiếp khách bên trong, Trần Phi ngồi ở bên trong, trước mặt trên bàn thả không thiếu rượu, nổi lơ lửng mùi thơm lạ lùng, làm vậy trong không khí hiện đầy thuần hậu rượu ngon mùi thơm. Kết đây là có người đẩy cửa ra đi vào, là vậy Kim Hổ giúp Tôn Hạo Nhiên. Phi ca, Nghị ca mới vừa cho ta đưa tin nói lập tức phải đến, mời ngươi hơi đợi một chút. Vừa vào cửa Tôn Hạo Nhiên liền nói, thái độ vô cùng là kính cẩn dáng vẻ. Ngồi xuống uống rượu đi, ta và cái gì đó Lan vô dụng chuyện kia thế nào? Người cả thành đều biết, Trần Phi tiện tay bưng ly rượu nhấp một miếng, hỏi. Vừa nghe Trần Phi nhắc tới chuyện này, Tôn Hạo Nhiên rõ ràng đổi được kích động một ít, nói, đúng vậy, bây giờ toàn bộ bên trong thành đều là ở nhiệt nghị chuyện này. Lan vô dụng chính là chúng ta trong vòng trước 10 người, người bình thường căn bản liền xúc phạm hắn can đảm, dũng khí cũng không có, mà phi ca ngươi bây giờ lại muốn cùng hắn lên huyết sát đài. Bây giờ rất nhiều người đều ở đây đoán, phi ca ngươi kết quả là thần thánh phương nào đây? Thần thánh phương nào, đến lúc đó bọn họ chẳng phải sẽ biết. Trần Phi khóe miệng vẽn lên, uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, trong miệng khạc ra cam cay khí lưu, cười nói. Trên thực tế, chính là một cái Lan vô dụng hắn đã sớm có thể không coi vào đâu, hơn nữa, vậy huyết sát đài thật ra thì cũng không phải nếu không phải là lên. Bất quá, bây giờ một là vậy Lan vô dụng chủ động chọn lên, muốn mạng hắn, thứ hai, hắn cũng là có chính hắn mục đích. Hắn cần tạo thế, để cho mọi người cũng lấy là hắn là có không phải thông thiên bối cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể kế tiếp thiên ất long trúc tranh đoạt chiến chính giữa, mưu được một ít lá bài tẩy, mưu được một ít sức. Nếu không lấy lực lượng bây giờ của hắn, nếu muốn cùng một vị tiểu thiên vị đỉnh cao nhân vật, điểm chính còn là một vị vương cấp luyện đan sư chìa khóa mở ốc cổ tay, vẫn là có chút quá non nớt, quá thanh sáp. Tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp cộng thêm vương cấp luyện đan sư như vậy tổ hợp, người phải nói hắn không áp lực, vậy khẳng định là giả. Hắn trong lòng bây giờ mặt cây kia huyền nhưng mà sớm nhảy so với ai khác cũng chặt. Dẫu sao hắn tìm lâu như vậy, cũng mới chỉ có một cái như vậy thiên ất long trúc tung tích, nếu là không có, đợi thêm cái kế tiếp, vậy được là năm nào vì sao tháng. Hắn kia chờ nổi. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại hỏi nữa chút hắn muốn biết sự việc, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không tốt sau một hồi, cửa kia lại lần nữa, két, mở ra. Trần Huynh, một bóng người đi vào, là Long Nghị, bất quá hắn lại có thể không phải tới một mình. Ở sau lưng hắn, một đạo thân ảnh khác, đen cây màu vàng mặt, màu đậm trường bào, sóng vai tóc đen, dáng người to lớn, bước chân thô cuồng đi vào. Mãng ca, người cũng tới. Vừa thấy được người nọ Tôn Hạo Nhiên lập tức đứng lên, chào hỏi. Cái này người đến hắn hiển nhiên là biết, là bọn họ cái này trong vòng quan hệ so với gần gũi nhân vật lớn, họ La, tên một chữ một cái mãng chữ, công nhận tuổi trẻ nhất đại trước năm, mơ hồ so Long Nghị Nghị ca còn mạnh hơn ra một phần, không nghĩ tới hắn hôm nay lại có thể cũng tới. Địa thi và thi binh không sai biệt lắm, đều là không ăn không uống quái vật, nhưng lại có chỗ bất đồng, bởi vì địa thi là có sinh mệnh, thi binh không có. Mà địa thi như là vận khí tốt, cơ duyên tới, nói không chừng đem mình chôn trăm ngàn năm là có thể lại sống thêm một lần. Liền giống bây giờ. Vậy mà nói, âm hà xuất hiện, chính là đại biểu nào đó tôn mạnh mẽ địa thi sống lại kế hoạch lâu dài đã mau muốn thành công đến gần cuối. Mà đây trăm dặm ngân hà quy mô trình độ, như không ra ngoài dự liệu, thật nếu là sống lại, ít nhất cũng là lớn thiên vị chân quân cảnh vậy tầng thứ quái vật. Vậy nửa bước nguyên đan, tiểu thiên vị chân quân cảnh sẽ bị nuốt, cũng không kỳ quái. Địa thi, vậy thì là cái gì? La Mãng, Long Nghị các người cau mày. Bọn họ bác học so với Trần Phi mà nói, quá cạn, cho nên ngay cả thi. Âm Hà cũng không biết là cái gì. Một vấn đề cuối cùng, có người nói mộ huyệt kia bên trong có thiên ất long trúc, thiệt hay giả? Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Thiên ất long trúc, vậy La Mãng nhíu mày một cái, nói, hình như là có như vậy tin tức. Giang Vạn Lý Đan Vương là luyện một loại cổ xưa bảo đan. Kỳ chú nguyên vật liệu chính là cái này thiên ất long trúc, tìm gần 10 năm, mới ở mộ huyệt kia chính giữa dừng lại xuống. Cho nên tin tức này, hẳn là thật sao? Tin tức là thật vậy thì tốt,
Trần Phi lẩm bẩm gật đầu một cái, hắn không sợ cái gì đó Giang Vạn Lý Đan Vương, thậm chí cũng không sợ mộ huyệt kia bên trong rõ ràng cho thấy sắp sống lại địa thi nhân vật lớn, chỉ sợ tin tức này là giả, vậy hắn làm hết thảy là được phí công. Đi tìm cái có thể nói chuyện tới, ta có khoản mua bán muốn cùng các người làm. Rồi sau đó Trần Phi bỏ lại như thế một câu nói, nhắm mắt không nói. Vậy La Mãng, Long Nghị ngẩn người, hai mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, trực tiếp là rời đi. Ngày thứ hai, vẫn là vậy dài thanh lâu tầng chót khách quý gian, đến từ Tề Gia Bảo cùng với cửu U cung nhân vật lớn đều đã là trước một bước ngồi ở đó bên trong, yên lặng chờ Trần Phi đến. Lúc này, Long Nghị đứng ở đó bên trong căn phòng bên trái, trước mặt hắn là có một vị hùng phát to lớn chừng 40 tuổi người trung niên, cả người bá đạo khí chất, bên cạnh để một cái anh thương, sắc bén vô cùng, làm người không cách nào nhìn thẳng. Mà lúc này nếu có Võ Thành Bách Sự Thông ở nơi này, tất nhiên sẽ thất kinh, kêu lên, rung động nói, Diệt Anh Thương Lý Bảng Bác. Diệt Anh Thương Lý Bảng Bác, Tề Gia Bảo chân quân cảnh nhân vật, tiểu thiên vị tầng thứ, tốt nhất đời đất này võ thành tuổi trẻ một đời đỉnh cao nhân vật. Đứng sau vậy chết ở trăm dặm âm hà chính giữa Cố Thanh. Mà ở hôm nay mọi người giác quan, ấn tượng chính giữa, cái này nhất đại võ thành người tuổi trẻ, xa không có bọn họ vậy đời như vậy lợi hại. Có thể cái này Diệt Anh Thương Lý Bảng Bác nhưng là năm đó thứ hai nhân vật, đây có thể nói là vô cùng là giỏi lắm thành tựu. Còn như bây giờ, hắn lại đổi được thật lợi hại, mạnh bao nhiêu, không người biết. Bất quá vậy Vạn Thế Điện Cố Thanh nếu là không có chết, tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật thấy hắn, cũng được né tránh. Như vậy cũng có thể suy đoán ra một hai. Cái này Diệt Anh Thương Lý Bảng Bác, tuyệt không kém tại Cố Thanh nhiều ít. Mà lúc này, hắn nắm trước mặt bầu rượu ừng ực trùng trùng uống mấy hớp, lại phịch một tiếng thả trên bàn, ngẩng đầu nhìn một chút lúc này hắn phía đối diện ông già, nhíu mày một cái, không nhịn được hỏi, Giang Tả lão đầu, lời của tiểu tử đó, ngươi thật tin. Lý Bàng Bác phía đối diện ông già, một bộ áo bào đen, vóc người khô tiểu, da là màu đen, trên mặt mặt cái hố nếp nhăn hoa hoa, nhưng là, ở hắn trên mình, cho mơ hồ gian cho người một loại tựa như hung thú vậy hung sát khí. Lúc này La Mãng đang đứng ở sau lưng hắn, khá vậy vẫn là tội liên đới hạ cũng không có. Người này lúc đầu họ đã không người biết là cái gì, chỉ biết là tên hắn kêu Giang Tả, sau đó thành chân quân cảnh sau đó, thuận tiện lấy Giang Tả chân quân danh hiệu kéo dài cho tới bây giờ. Mà người này giống vậy không đơn giản, thậm chí còn so với kia Diệt Anh Thương Lý Bảng Bác còn muốn giả hơn một cái thời đại, làm việc quả quyết, tàn nhẫn, hung danh bên ngoài. Chính là một vị thứ thiệt tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Tề Gia Bảo Diệt Anh Thương Lý Bảng Bác. Cửu U Cung Giang Tả chân quân. Cái này hai thế lực lớn có thể đem cái này hai vị mỗi người nội bộ cự đầu nhân vật tầm thường phái tới, cũng coi là thể hiện ra đối với Trần Phi vô cùng coi trọng. Chỉ gặp vậy Giang Tả chân quân hơi đưa lên một chút trong mắt, lười biếng nói, ngươi tin không tin. Ta không tin, Lý Bảng Bác không chút do dự nói. Bọn họ Tề Gia Bảo, cửu U Cung là tầng thứ gì, thân phận gì? Liền bọn họ cũng không biết, không hiểu tà dị, thằng nhóc kia dựa vào cái gì biết? Dù sao hắn là thật không tin. Không tin người cũng không phải là tới sao? Giang Tả chân quân bĩu môi, nhàn nhạt nói. Ta, Lý Bàng Bác một hơi thiếu chút nữa không đem hắn nghẹn chết. Sững sờ đợi thật lâu, mới gặp hắn tức giận, nói, Giang Tả lão đầu ngươi từ trước đến giờ nhất giật mình, cũng là giảo hoạt nhất. Ngươi đừng nói cho ta ngươi chân tướng tin thằng nhóc kia nói bậy nói bạ. Nói xạo, Giang Tả chân quân không nhịn được mắng liền một câu, tức giận nói cái gì gọi là xảo quyệt. Ta đó là đa mưu túc trí. Thôi, và ngươi cái này người thô lỗ nói không hiểu, ngươi vậy du mộc não đại. Ai? Hắn lắc đầu một cái, để cho Lý Bàng Bác không nhịn được sắc mặt đỏ lên chút, nói ta biết ta đầu óc không ngươi linh quang, bất quá, ngươi nếu là lại làm nhục ta như vậy. Ta có thể muốn trở mặt. Hắn đầu óc đích xác không tốt, nếu không năm đó cũng không biết một mực bị Vạn Thế Điện Cố Thanh đè. Cho tới bây giờ, có thể đổi một góc độ suy nghĩ một chút, cái này một gân người có thể không dùng đầu óc, bằng cả người rất lực xông tới như ngày hôm nay, cũng coi là đáng sợ. Người bình thường căn bản không làm được. Nghe vậy, vậy Giang Tả chân quân lườm một cái, hết ý kiến nửa ngày. Lúc này mới lại đột nhiên nói, tối hôm qua chúng ta phái người khẩn cấp liên lạc bên trong vực bên kia, đi Bách Hiểu Cung mua chút tin tức. Người biết chúng ta mua được cái gì không? Cái gì? Lý Bàng Bác hỏi.
Chúng ta cung cấp chính xác tin tức, chính là thằng nhóc kia nói địa thi, âm hà. Kết quả chỉ là cái trước, liên quan tới vậy địa thi tin tức cụ thể, vậy Bách Hiểu Cung sẽ phải chúng ta 3 triệu hạ phẩm linh thạch, còn như vậy người sau, liên quan tới âm hà tin tức thì càng không được, thiếu hai kiện hoàng kim cấp pháp bảo không đổi. Vậy Giang Tả Chân Quân chậm rãi nói. Nghe vậy, vô luận là Lý Bàng Bác vẫn là hai người bọn họ sau lưng Long Nghị, La Mãng sắc mặt cũng là lớn đổi đứng lên. Thất kinh, Bách Hiểu Cung bọn họ đều biết, đó là vượt qua đất nước giới hạn siêu cấp cự đầu thế lực. Bước ngang qua các nước, thậm chí lan tràn đến ba đại hoàng vực. Vậy vì vậy, vô luận là Kiềm Nam cổ quốc phương tộc, hoặc giả là nửa đoạn sau năm thế lực lớn, cũng không dám trêu chọc Bách Hiểu Cung. Bất quá cái này Bách Hiểu Cung vậy coi là khiêm tốn. Bọn họ tới Kiềm Nam cổ quốc cắm dễ không là những thứ khác, liền là một cái mục đích, làm ăn. Nghe nói cái này Bách Hiểu Cung chính là dựa vào làm ăn lập nghiệp, buôn bán tin tức. Chỉ cần là liên quan tới tin tức, vô luận cái gì, bỏ mặc bất kỳ khu vực, bọn họ cũng làm. Nhưng dù vậy, quang một cái tin tức vậy Bách Hiểu Cung lại muốn cửu U Cung 3 triệu hạ phẩm linh thạch, không chỉ có như vậy, liên quan tới vậy âm hà tin tức cụ thể, lại còn muốn hai kiện hoàng kim cấp pháp bảo mới đổi. Hắn nói là sự thật, chẳng lẽ hắn cái gì cũng biết? La Mãng ánh mắt ngưng, lóe lên nói. Nghe được vậy La Mãng lẩm bẩm tiếng, Lý Bàng Bác ngẩn người, trầm mặc xuống, không nói lời nào. Hắn mặc dù đầu óc không tốt, khá vậy vẫn là có cái ưu điểm, đó chính là nghe lọt ý kiến. La Mãng ngày thường và hắn tiếp xúc cũng không thiếu, hắn cũng biết đối phương đầu óc cơ trí nhiều, liền cùng vậy Giang Tả lão đầu như nhau. Nói như vậy mà nói, thằng nhóc kia nói chẳng lẽ là thật. Đây là, cửa phòng két bị người đẩy ra, rồi sau đó liền gặp Trần Phi chậm rãi đi vào. Ừ, hắn mới vừa vào cửa, liền chú ý tới vậy Tề Gia Bảo Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác, cùng với Cửu U Cung Giang Tả Chân Quân, chợt ánh mắt ngưng, trong lòng hơi rung, hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp. Cái này ngược lại có chút để mắt hắn à. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt không cảm giác đi tới bên trong căn phòng ngồi xuống. Rồi sau đó hướng hai người kia cung kính giơ tay lên một cái, nói. Tiểu tử Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối. Ừ, hai người đồng thời gật đầu một cái. Lý Bàng Bác nhìn Giang Tả Chân Quân một mắt, người sau con ngươi híp một cái, chợt lắc đầu một cái, đi thẳng vào vấn đề, nói, nghe La Mãng nói ngươi muốn cùng chúng ta làm một đổi trác. Không biết, là giao dịch gì? Ừ, gặp đối phương đi thẳng vào vấn đề, Trần Phi cũng sẽ không vòng vo. Nói, hai vị có biết địa thi còn có âm hà? Địa thi ta biết, chúng ta Cửu U Cung tối hôm qua đi Bách Hiểu Cung mua tin tức. Vậy Giang Tả Chân Quân gật đầu một cái, nói, địa thi, ủng có sinh mệnh, nếu như lấy được cơ duyên nhất định thậm chí có thể sống lại sống cả đời. Có đúng không? Bách Hiểu Cung, cái này Kiềm Nam cổ quốc còn có Bách Hiểu Cung sao? Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới vạn thần tiên quốc Bách Hiểu Cung, lại có thể lái đến cái này Kiềm Nam cổ quốc tới. Không hổ là làm ăn, đây quả thực là trời Nam biển Bắc, hải giác thiên nhai à. Làm sao, ngươi không biết Bách Hiểu Cung? Vậy Giang Tả Chân Quân cũng là hơi ngẩn ra. Chợt lại gặp hắn hỏi, chúng ta chỉ mua liên quan tới thi tin tức, vậy âm hà quá mắc, liền không có mua, tiểu hữu ngươi có biết vậy âm hà, kết quả là cái gì? Trước tiền bối ngươi không phải đã nói rồi sao? Địa thi như có duyên, đem mình chôn, vận khí tốt là có thể lại sống cả đời. Dĩ nhiên. Cái này tỷ lệ là rất thấp, bất quá nếu là mau thành công, liền sẽ xuất hiện cái này âm hà, tương đương với một cái ký hiệu. Mộ huyệt kia bên trong, hẳn là có một người đem mình chôn trăm ngàn năm lão quái vật, muốn sống lại. Trần Phi rũ tròng mắt tử, nhàn nhạt nói. Bá! Cái gì? Cái này, ngươi chắc chắn. Bàn ghế ngay tức thì bị vén lên, ngã trái ngã phải, Lý Bàng Bác cùng với Giang Tả Chân Quân toàn đứng lên. Thần sắc chấn động nhìn Trần Phi. Địa thi có thể sống lại, ban đầu bọn họ còn không có vậy nhiều thực chất cảm, liền khi biết liền cái cổ văn, truyền thuyết, cái loại đó tâm tính hạ là sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Trần Phi nói trong mộ huyệt kia có người đang muốn sống lại. Đây chính là sống lại à. Đừng nói là có thể thành hay không, coi như là chỉ có một ít hy vọng, vậy cũng đủ để làm bọn họ thốt nhiên động tâm, kích động không thôi. Bởi vì nói khó nghe một chút, giống như bọn họ những truyền thừa khác liền mấy trăm năm thế lực cường đại, một nhà kia không phải có một hai cái hoạt tử nhân. Những người này chẳng lẽ không muốn lại đụng một cái, sống sót.
vậy khẳng định là nghĩ, không nghi ngờ chút nào. Không người muốn chết, càng cái loại đó sống được càng lâu, càng lợi hại lão gia thì càng muốn cho mình bị người kêu lão bất tử. Tại sao? Bởi vì không chết à? Quyền lợi, tài sản, địa vị, người phụ nữ. Còn sống, những thứ này mới có. Chết, đó chính là một đống xương, cái gì cũng không còn lại. Nguyên bản, bọn họ căn bản cũng không biết cái này đường tắt, sắp chết, vậy thì thật là sắp chết. Tự mình một người lạnh lẽo thê lương lạnh tìm khối chôn xương địa phương, từ từ chết già, hoặc là dứt khoát một chút, trực tiếp đi. Mà bây giờ, bọn họ lại biết một cái mới đường tắt. Một cái mới, có thể sẽ sống ra một đời sau đường tắt. Đối với lần này, ai có thể chấn định lại? Địa thi và thi binh không sai biệt lắm, đều là không ăn không uống quái vật, nhưng lại có chỗ bất đồng, bởi vì địa thi là có sinh mệnh, thi binh không có. Mà địa thi như là vận khí tốt, cơ duyên tới, nói không chừng đem mình chôn trăm ngàn năm là có thể lại sống thêm một lần. Liền giống bây giờ. Vậy mà nói, âm hà xuất hiện, chính là đại biểu nào đó tôn mạnh mẽ địa thi sống lại kế hoạch lâu dài đã mau muốn thành công đến gần cuối. Mà đây trăm dặm ngân hà quy mô trình độ, như không ra ngoài dữ liệu, thật nếu là sống lại, ít nhất cũng là lớn thiên vị chân quân cảnh vậy tầng thứ quái vật. Vậy nửa bước nguyên đan, tiểu thiên vị chân quân cảnh sẽ bị nuốt, cũng không kỳ quái. Địa thi, vậy thì là cái gì? La Mãng, Long Nghị các người cau mày. Bọn họ bác học so với Trần Phi mà nói, quá cạn, cho nên ngay cả thi. Âm Hà cũng không biết là cái gì. Một vấn đề cuối cùng, có người nói mộ huyệt kia bên trong có thiên ất long trúc, thiệt hay giả? Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Thiên ất long trúc, vậy La Mãng nhíu mày một cái, nói, hình như là có như vậy tin tức. Giang Vạn Lý Đan Vương là luyện một loại cổ xưa bảo đan, kỳ chủ nguyên vật liệu chính là cái này thiên ất long trúc. Tìm gần 10 năm, mới ở mộ huyệt kia chính giữa dừng lại xuống. Cho nên tin tức này, hẳn là thật sao? Tin tức là thật vậy thì tốt. Trần Phi lẩm bẩm gật đầu một cái, hắn không sợ cái gì đó Giang Vạn Lý Đan Vương, thậm chí cũng không sợ mộ huyệt kia bên trong rõ ràng cho thấy sắp sống lại địa thi nhân vật lớn, chỉ sợ tin tức này là giả, vậy hắn làm hết thảy là được phí công. Đi tìm cái có thể nói chuyện tới, ta có khoản mua bán muốn cùng các người làm. Rồi sau đó Trần Phi bỏ lại như thế một câu nói, nhắm mắt không nói. Vậy La Mãng, Long Nghị ngẩn người, hai mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, trực tiếp là rời đi. Ngày thứ hai, vẫn là vậy dài thanh lâu tầng chót khách quý gian, đến từ Tề gia bảo cùng với cửu u cung nhân vật lớn đều đã là trước một bước ngồi ở đó bên trong, yên lặng chờ Trần Phi đến. Lúc này, Long Nghị đứng ở đó bên trong căn phòng bên trái. Trước mặt hắn là có một vị hùng phát to lớn chừng 40 tuổi người trung niên, cả người bá đạo khí chất, bên cạnh để một cái anh thương, sắc bén vô cùng, làm người không cách nào nhìn thẳng. Mà lúc này nếu có võ thành bách sự thông ở nơi này, tất nhiên sẽ thất kinh, kêu lên, rung động nói, diệt anh thương Lý Bảng Bác. Diệt anh thương Lý Bảng Bác, Tề gia bảo chân quân cảnh nhân vật, tiểu thiên vị tầng thứ, tốt nhất đời đất này võ thành tuổi trẻ một đời đỉnh cao nhân vật. Đứng sau vậy chết ở trăm dặm âm hà chính giữa Cố Thanh. Mà ở hôm nay mọi người giác quan, ấn tượng chính giữa, cái này nhất đại võ thành người tuổi trẻ, xa không có bọn họ vậy đời như vậy lợi hại. Có thể cái này diệt anh thương Lý Bảng Bác nhưng là năm đó thứ hai nhân vật, đây có thể nói là vô cùng là giỏi lắm thành tựu. Còn như bây giờ, hắn lại đổi được thật lợi hại, mạnh bao nhiêu, không người biết. Bất quá vậy vạn thế điện Cố Thanh nếu là không có chết. Tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật thấy hắn, cũng được né tránh. Như vậy cũng có thể suy đoán ra một hai. Cái này diệt anh thương Lý Bảng Bác, tuyệt không kém tại Cố Thanh nhiều ít. Mà lúc này, hắn nắm trước mặt bầu rượu ừng ực trùng trùng uống mấy hớp, lại phịch một tiếng thả trên bàn, ngẩng đầu nhìn một chút lúc này hắn phía đối diện ông già, nhíu mày một cái, không nhịn được hỏi, Giang Tả lão đầu, lời của tiểu tử đó, ngươi thật tin. Lý Bàng Bác phía đối diện ông già, một bộ áo bào đen, vóc người khô tiểu, da là màu đen, trên mặt mặt cái hố nếp nhăn hoa hoa, nhưng là, ở hắn trên mình, cho mơ hồ gian cho người một loại tựa như hung thú vậy hung sát khí. Lúc này La Mãng đang đứng ở sau lưng hắn, khá vậy vẫn là tội liên đới hạ cũng không có. Người này lúc đầu họ đã không người biết là cái gì, chỉ biết là tên hắn kêu Giang Tả, sau đó thành chân quân cảnh sau đó. Thuận tiện lấy Giang Tả chân quân danh hiệu kéo dài cho tới bây giờ. Mà người này giống vậy không đơn giản,
thậm chí còn so với kia Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác còn muốn giả hơn một cái thời đại, làm việc quả quyết, tàn nhẫn, hung danh bên ngoài, chính là một vị thứ thiệt tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Tề gia bảo Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác, Cửu U Cung Giang Tả chân quân. Cái này hai thế lực lớn có thể đem cái này hai vị mỗi người nội bộ cự đầu nhân vật tầm thường phái tới, cũng coi là thể hiện ra đối với Trần Phi vô cùng coi trọng. Chỉ gặp vậy Giang Tả chân quân hơi đưa lên một chút tròng mắt, lười biếng nói, ngươi tin không tin? Ta không tin, Lý Bàng Bác không chút do dự nói. Bọn họ Tề gia bảo, Cửu U Cung là tầng thứ gì, thân phận gì? Liền bọn họ cũng không biết, không hiểu tà dị, thằng nhóc kia dựa vào cái gì biết? Dù sao hắn là thật không tin. Không tin ngươi cũng không phải là tới sao? Giang Tả chân quân bĩu môi, nhàn nhạt nói. Ta... Lý Bàng Bác một hơi thiếu chút nữa không đem hắn nghẹn chết. Sững sờ đợi thật lâu, mới gặp hắn tức giận, nói, Giang Tả lão đầu ngươi từ trước đến giờ nhất giật mình, cũng là giảo hoạt nhất, ngươi đừng nói cho ta ngươi chân tướng tin thằng nhóc kia nói bậy nói bạ. Nói xạo, Giang Tả chân quân không nhịn được mắng liền một câu, tức giận nói, cái gì gọi là xảo quyệt. Ta đó là đa mưu túc trí. Thôi, và ngươi cái này người thô lỗ nói không hiểu, ngươi vậy du mộc não đại. Ai? Hắn lắc đầu một cái, để cho Lý Bàng Bác không nhịn được sắc mặt đỏ lên chút, nói ta biết ta đầu óc không ngươi linh quang, bất quá, ngươi nếu là lại làm nhục ta như vậy, ta có thể muốn trở mặt. Hắn đầu óc đích xác không tốt, nếu không năm đó cũng không biết một mực bị Vạn Thế Điện Cố Thanh đè. Cho tới bây giờ, có thể đổi một góc độ suy nghĩ một chút, cái này một gân người có thể không dùng đầu óc, bằng cả người rất lực xông tới như ngày hôm nay, cũng coi là đáng sợ. Người bình thường căn bản không làm được. Nghe vậy, vậy Giang Tả chân quân lườm một cái, hết ý kiến nửa ngày, lúc này mới lại đột nhiên nói, tối hôm qua chúng ta phái người khẩn cấp liên lạc bên trong vực bên kia, đi Bách Hiểu Cung mua chút tin tức. Người biết chúng ta mua được cái gì không? Cái gì? Lý Bàng Bác hỏi. Chúng ta cung cấp chính xác tin tức, chính là thằng nhóc kia nói địa thi, âm hà. Kết quả chỉ là cái trước, liên quan tới vậy địa thi tin tức cụ thể. Vậy Bách Hiểu Cung sẽ phải chúng ta 3 triệu hạ phẩm linh thạch, còn như vậy người sau, liên quan tới âm hà tin tức thì càng không được, thiếu hai kiện hoàng kim cấp pháp bảo không đổi. Vậy Giang Tả chân quân chậm rãi nói. Nghe vậy, vô luận là Lý Bàng Bác vẫn là hai người bọn họ sau lưng Long Nghị, là mãng sắc mặt cũng là lớn đổi đứng lên. Thất kinh, Bách Hiểu Cung bọn họ đều biết, đó là vượt qua đất nước giới hạn siêu cấp cự đầu thế lực. Bước ngang qua các nước. Thậm chí lan tràn đến 3 đại hoàng vực. Vậy vì vậy, vô luận là Kiềm Nam cổ quốc phương tộc, hoặc giả là nửa đoạn sau 5 thế lực lớn, cũng không dám trêu chọc Bách Hiểu Cung. Bất quá cái này Bách Hiểu Cung vậy coi là khiêm tốn. Bọn họ tới Kiềm Nam cổ quốc cắm dễ không là những thứ khác, liền là một cái mục đích, làm ăn. Nghe nói cái này Bách Hiểu Cung chính là dựa vào làm ăn lập nghiệp, buôn bán tin tức. Chỉ cần là liên quan tới tin tức, vô luận cái gì. Bỏ mặc bất kỳ khu vực, bọn họ cũng làm. Nhưng dù vậy, quang một cái tin tức vậy Bách Hiểu Cung lại muốn Cửu U Cung 3 triệu hạ phẩm linh thạch, không chỉ có như vậy, liên quan tới vậy âm hà tin tức cụ thể, lại còn muốn hai kiện hoàng kim cấp pháp bảo mới đổi. Hắn nói là sự thật, chẳng lẽ hắn cái gì cũng biết? La Mãng ánh mắt ngưng, lóe lên nói. Nghe được vậy La Mãng lẩm bẩm tiếng, Lý Bàng Bác ngẩn người, trầm mặc xuống, không nói lời nào. Hắn mặc dù đầu óc không tốt, khá vậy vẫn là có cái ưu điểm, đó chính là nghe lọt ý kiến. La Mãng ngày thường và hắn tiếp xúc cũng không thiếu, hắn cũng biết đối phương đầu óc cơ trí nhiều, liền cùng vậy Giang Tả lão đầu như nhau. Nói như vậy mà nói, thằng nhóc kia nói chẳng lẽ là thật. Đây là, cửa phòng két bị người đẩy ra, rồi sau đó liền gặp Trần Phi chậm rãi đi vào. Ừ, hắn mới vừa vào cửa. Liền chú ý tới vậy Tề gia bảo Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác, cùng với Cửu U Cung Giang Tả chân quân, chợt ánh mắt ngưng, trong lòng hơi rung, hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp. Cái này ngược lại có chút để mắt hắn à. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt không cảm giác đi tới bên trong căn phòng ngồi xuống, rồi sau đó hướng hai người kia cung kính giơ tay lên một cái, nói. Tiểu tử Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối. Ừ, hai người đồng thời gật đầu một cái. Lý Bàng Bác nhìn Giang Tả chân quân một mắt, người sau con ngươi híp một cái, chợt lắc đầu một cái, đi thẳng vào vấn đề, nói, nghe La Mãng nói ngươi muốn cùng chúng ta làm một đổi trác. Không biết, là giao dịch gì? Ừ,
gặp đối phương đi thẳng vào vấn đề, Trần Phi cũng sẽ không vòng vo, nói, hai vị có biết địa thi còn có âm hà? Địa thi ta biết, chúng ta Cửu U cung tối hôm qua đi Bách Hiểu cung mua tin tức. Vậy Giang Tả Chân Quân gật đầu một cái, nói, địa thi, ủng có sinh mệnh, nếu như lấy được cơ duyên nhất định thậm chí có thể sống lại sống cả đời. Có đúng không? Bách Hiểu cung, cái này Kiềm Nam cổ quốc còn có Bách Hiểu cung sao? Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới Vạn Thần Tiên quốc Bách Hiểu cung, lại có thể lái đến cái này Kiềm Nam cổ quốc tới. Không hổ là làm ăn, đây quả thực là trời Nam biển Bắc, hải giác thiên nhai à. Làm sao, ngươi không biết Bách Hiểu cung? Vậy Giang Tả Chân Quân cũng là hơi ngẩn ra, chợt lại gặp hắn hỏi, chúng ta chỉ mua liên quan tới thi tin tức, vậy âm hà quá mắc, liền không có mua, tiểu hữu ngươi có biết vậy âm hà, kết quả là cái gì? Trước tiền bối ngươi không phải đã nói rồi sao? Địa thi như có duyên, đem mình chôn, vận khí tốt là có thể lại sống cả đời. Dĩ nhiên, cái này tỷ lệ là rất thấp, bất quá nếu là mau thành công, liền sẽ xuất hiện cái này âm hà, tương đương với một cái ký hiệu. Mộ huyệt kia bên trong, hẳn là có một người đem mình chôn trăm ngàn năm lão quái vật, muốn sống lại. Trần Phi rũ tròng mắt tử, nhàn nhạt nói. Bá! Cái gì? Cái này, ngươi chắc chắn. Bàn ghế ngay tức thì bị vén lên, ngã trái ngã phải, Lý Bàng Bác cùng với Giang Tả Chân Quân toàn đứng lên. Thần sắc chấn động nhìn Trần Phi. Địa thi có thể sống lại, ban đầu bọn họ còn không có vậy nhiều thực chất cảm, liền khi biết liền cái cổ văn, truyền thuyết. Cái loại đó tâm tính hạ là sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Trần Phi nói trong mộ huyệt kia có người đang muốn sống lại. Đây chính là sống lại à. Đừng nói là có thể thành hay không, coi như là chỉ có một ít hy vọng, vậy cũng đủ để làm bọn họ thốt nhiên động tâm, kích động không thôi. Bởi vì nói khó nghe một chút, giống như bọn họ những truyền thừa khác liền mấy trăm năm thế lực cường đại, một nhà kia không phải có một hai cái hoạt tử nhân. Những người này chẳng lẽ không muốn lại đụng một cái, sống sót? Vậy khẳng định là nghĩ, không nghi ngờ chút nào. Không người muốn chết, càng cái loại đó sống được càng lâu, càng lợi hại lão gia thì càng muốn cho mình bị người kêu lão bất tử. Tại sao? Bởi vì không chết à? Quyền lợi, tài sản, địa vị, người phụ nữ. Còn sống, những thứ này mới có. Chết, đó chính là một đống xương, cái gì cũng không còn lại. Nguyên bản. Bọn họ căn bản cũng không biết cái này đường tắt, sắp chết, vậy thì thật là sắp chết. Tự mình một người lạnh lẽo thê lương lạnh tìm khối chôn xương địa phương, từ từ chết già, hoặc là dứt khoát một chút, trực tiếp đi. Mà bây giờ, bọn họ lại biết một cái mới đường tắt. Một cái mới, có thể sẽ sống ra một đời sau đường tắt. Đối với lần này, ai có thể chấn định lại? Vậy ngươi muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Vậy Giang Tả Chân Quân liếm môi một cái. Hô hấp hơi phong phú mấy phần, nói. Làm đề tài nói đến bước này, hắn trong lòng đã có không rõ ràng phỏng đoán. Nếu là thật là như vậy, như hắn nghĩ, vậy hắn hôm nay tới chuyến này liền thật là không có đến nhầm. Bởi vì khoản giao dịch này nếu như thành, đối với bọn họ mà nói, đúng là đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Bởi vì đừng nói là những cái kia chỉ nửa bước mau bước vào quan tài bản hoạt tử nhân, coi như là bọn họ những thứ này còn sống. Còn có thể sống thêm mấy chục năm người, ai muốn chết? Ai không muốn cho mình lưu cái đường lui đụng một cái? Thế giới này tốt đẹp cùng mị lực, chính là ở chỗ ngươi một khi ra đời, leo đến đỉnh cao, liền càng, so với ai khác đều sợ chết, không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn tới kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ, một cái như vậy cơ hội, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các người hai bên chắc có cái loại đó còn dư lại nửa khẩu khí hoạt tử nhân chứ? Đi hỏi bọn họ một chút, có muốn hay không đem mình đổi thành địa thi, đi đọ sức một phen cái này lại sống cả đời hy vọng. Nếu như muốn, ta có thể giúp bọn họ, nhưng điều kiện tiên quyết là ta chỉ phụ trách đem bọn họ đổi thành địa thi, còn dư lại, có thể thành hay không, liền xem chính bọn hắn vận khí. Trần Phi nói, quả nhiên, Giang Tả Chân Quân cùng với Lý Bàng Bác hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc này, cho dù là lấy bọn họ thân phận, tất cả đều là không nhịn được diễn cảm vô cùng ngưng túc đứng lên. Cửu U Cung, Tề Gia Bảo, bọn họ đất này võ thành bốn thế lực lớn hai, ít nhất là ở nơi này võ thành chiếm cứ có 300-400 năm, mà ở nơi này thời gian, năm đó vô địch nhân vật từng cái chết đi, từng cái bị mai táng, nhưng cũng đích xác hay là có người còn sống. Dùng thủ đoạn nào đó, kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Mà người như vậy,
người hỏi bọn họ có muốn hay không sống, có dám hay không lại đụng một cái. Không phải là nói nhảm sao. Bọn họ ván này đem lão xương toàn ở tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh kéo dài hơi tàn chờ chết. Sợ, bọn họ bây giờ thật không biết có cái gì có thể làm bọn họ phải sợ. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Sát theo, liền gặp vậy Giang Tả chân quân đứng dậy, lại là chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Trần Phi gọi lại hắn. Tiểu huynh đệ thế nào sao? Giang Tả chân quân hỏi. Các người cũng không cẩn thận hỏi một chút ta, chưa thấy được ta có thể là lừa gạt các ngươi. Trần Phi nghi ngờ hỏi. Hết thảy các thứ này không khỏi vậy quá thuận lợi chứ. Thuận lợi đến hắn trước nơi nghĩ kỹ giải thích, chuẩn bị biểu diễn đồ, cũng hoàn toàn không có thể lấy ra tới. Tuy nói đây cũng là chuyện tốt, bất quá, hắn vẫn là cảm giác có như vậy chút không được tự nhiên. Lừa gạt chúng ta, vậy Giang Tả chân quân hơi ngẩn ra, chợt cười nói, đó không phải là ta nên suy tính sự việc, ai muốn đụng một cái, ai mới sẽ đi cân nhắc cái này. Hơn nữa, đứng ở ta góc độ, ta thật ra thì cảm giác ngươi hẳn sẽ không lừa gạt chúng ta. À, tại sao? Trần Phi ánh mắt híp một cái, từ từ nói. Trực giác, Giang Tả chân quân thẳng thừng nói, trực giác nói cho ta, ngươi hẳn không phải là tên lường gạt. Ta trực giác rất ít bỏ qua. Thật may ngươi không phải phụ nữ. Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, không nghĩ tới cái này tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật, lại còn có như vậy một mặt, trực giác. Vậy ta vậy đi về hỏi hỏi đi. Thất bồi, thấy tình cảnh này, vậy Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác cũng là đứng dậy, cáo từ rời đi. Rồi sau đó, trong phòng này liền liền lại chỉ còn lại có Trần Phi, La Mãng, Long Nghị ba người. Chỉ gặp vậy Long Nghị môi khô ráo đập đi một chút miệng, không nhịn được hỏi, Trần Huynh, người nói thế nào thật là thật. Cái gì đó địa thi, thật có thể lần nữa sống lại sống cả đời. Có thể, Trần Phi không chút do dự gật đầu, bất quá lại mượn cớ tiếp tục nói, bất quá có thể tỷ lệ thành công thật rất nhỏ. Thật ra thì liền ta cũng có chút kinh ngạc, cái này ngoại vực, lại có người có thể làm đến bước này, mau thành công. Vậy người nọ sống lại sau đó, sẽ là tầng thứ gì người? La Mãng mím môi một cái, hỏi. Không biết, tương đương với đại thiên vị tầng kia lần trở lên đi, cái này nói không chừng, nếu là thật vận khí không tốt, từ mộ huyệt kia bên trong văng ra cái có thể sánh bằng vương giả lão quái vật, cái này cũng không phải là không thể được. Dẫu sao có thể thành công sống lại một đời, và cái này so với, huyền thiên vị người cũng là không khó khăn như vậy. Trần Phi lắc đầu nói. Huyền thiên vị, Long Nghị, La Mãng hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả có loại cảm giác không thở nổi khô khốc, cảm giác hít thở không thông. Nếu thật có một vị huyền thiên vị vương đến bọn họ võ thành tới, có thể đem bọn họ chỗ tòa này hàng tỷ người thành hủy diệt, cũng không kỳ quái. Hơn nữa, Trần Phi cái này cuồng vọng thái độ, nói thẳng đàm luận tới thiên vị cao nhất vương giả, mà hắn lời nói gian càng hình như là không việc gì tôn kính giọng, một điểm này, càng làm bọn họ có dũng khí sợ hết hồn hết vía cảm giác. Tên này rốt cuộc là người nào? Có phải hay không có chút quá phóng đại? Nhưng lúc này bọn họ từ Trần Phi vậy trong miệng nghe được những thuyết pháp này, những thứ này lời bàn, những thứ này giọng, nhưng lại quỷ dị lại làm bọn họ cũng lượng đây là Trần Phi coi trời bằng vung, không biết tự lượng sức mình ngông nói vương giả trí tôn nhân vật cái loại đó hoang đường. Loại cảm giác này, giống như là Trần Phi ở bọn họ trong mắt, là có tư cách đàm luận loại nhân vật đó vậy, cho bọn họ như vậy cảm thụ, như vậy ảo giác. Vô cùng đáng sợ. Huyền thiên vị được gọi là chân quân cảnh vua, công nhận trí tôn vương giả, trừ tới thiên vị cổ vua lên, ai có thể đè một đầu. Không người, cho nên loại này trí tôn tồn tại há lại sẽ loại người gì cũng có tư cách tùy tùy tiện tiện nhẹ nghỉ. Cái loại đó tư cách, chỉ sợ là đại thiên vị nhân vật cũng không có. Giang Tả chân quân, Lý Bàng Bác tới lui rất nhanh. Không tới nửa giờ, Lý Bàng Bác liền mang tới Trần Phi mong muốn đáp lại, nói cửu U Cung có ba cái trăm năm mưa gió lão quái vật muốn đụng một cái, thử một lần, điều kiện tùy nói, chỉ cần là có thể làm được, cái gì điều kiện đều có thể mở. Như vậy nếu là bị người ngoài nghe được, vậy khẳng định tuyệt đối là sẽ bị hù đi tiểu. Cửu U Cung, đây là vì sao nhóm thế lực? 300 năm trước thì đã là đất này võ thành cao cấp một trong những cự đầu, cho tới hôm nay, cho nên bực này vật khổng lồ đáng sợ, không người bất kỳ sẽ hoài nghi. Bất quá điều này kiện chẳng qua là coi như là bọn họ tư nhân đáp ứng ngươi, những thứ khác, chúng ta cửu U Cung có thể âm thầm tương trợ, nhưng không thể quá mức rõ ràng.
rồi sau đó vậy Giang Tả Chân Quân lại bổ sung. Hiển nhiên, bọn họ cũng có mình băn khoăn. Sống lại một đời tuy tốt, có thể cái này bây giờ Trần Phi căn bản liền không bảo đảm bọn họ thành công, chẳng qua là cho bọn họ cơ hội, bảo đảm bọn họ có thể thành là địa thi, cái này vẫn là cùng bọn họ lý tưởng chính giữa có chút chênh lệch. Cho nên, điều này kiện không thể mang theo bọn họ toàn bộ Cửu U Cung. Cái này là ranh giới cuối cùng. Ta muốn Thiên Ất Long Trúc. Đối với lần này, Trần Phi chẳng qua là bình thản nói ra hắn điều kiện. Giang Tả Chân Quân nhướng mày một cái, nói, Đan Vương Giang Vạn Lý muốn vậy Thiên Ất Long Trúc. Đúng, Trần Phi gật đầu một cái, nói, không nhất định là nếu không phải là vậy một bụi, chỉ cần là vật này, các người từ những địa phương khác tìm tới ta cũng nhận. Nhưng phải là gần đây, không thể kéo quá lâu, những thứ khác, không nói điều kiện. Giang Tả Chân Quân rơi vào trầm mặc, tự hỏi. Giang Vạn Lý là ai? Đây chính là ngoại vực không người không biết không người không hiểu vương cấp luyện đan sư. Thân phận vô cùng tôn quý, mạng lưới quan hệ đầy vài thiên hạ. Luyện đan sư nghề nghiệp này vốn là người bất kỳ chỉ nguyện ý thân thiết, mà không muốn đắc tội, huống chi, Giang Vạn Lý còn là một vị vương cấp luyện đan sư, có thể luyện ra, vương đan. Đây là khái niệm gì? Đối với lần này, Trần Phi không nói gì, vậy không cấp, chẳng qua là yên tĩnh chờ đợi vậy Giang Tả Chân Quân suy tính. Hắn bản thân cũng là một vị luyện đan sư, tự nhiên biết một vị vương cấp luyện đan sư, đối với một cái, chỉ có, đại thiên vị nhân vật trấn giữ thế lực mà nói, áp lực bao lớn. Đây cũng chính là luyện đan sư nghề nghiệp này tôn quý, phân lượng chỗ. Rất nhiều người, tình nguyện đắc tội một vị đại thiên vị nhân vật, cũng không muốn đắc tội một vị vương cấp luyện đan sư, huống chi, Giang Vạn Lý thực lực bản thân cũng là không kém, đạt tới chân nhân cảnh tiểu thiên vị đỉnh cấp. Một lát sau, vậy Giang Tả Chân Quân cau mày, hỏi, đổi một điều kiện hoặc là gia hạn chút thời gian có được hay không? Thiên Ất Long Trúc quá khó được, trong thời gian ngắn căn bản không tìm được, mà Giang Vạn Lý, cũng là không dễ chọc. Không có thương lượng, Trần Phi không chút do dự lắc đầu, nói ta liền là hướng về phía Thiên Ất Long Trúc tới, đây đối với ta lại nói rất trọng yếu. Cho nên không có thương lượng. Ngươi nếu là thật có thể làm được ngươi nói, vậy Thiên Ất Long Trúc, ta giúp ngươi cầm tới. Đây là, một đạo nhẹ bỗng thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền tới, nhưng triển hiện lạnh thấu xương thô bạo. Cùng lúc đó, vậy Long Nghị mặt liền biến sắc, bật thốt lên, nói. Sư tôn, ngài làm sao tới? Cái gì, vậy Giang Tả Chân Quân sắc mặt cũng là biến đổi. Long Nghị chính là đại thiên vị cường giả môn đồ, hắn bây giờ gọi sư tôn, đây chẳng phải là. Rồi sau đó liền gặp hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng cửa kia bên ngoài khom người một cái thật sâu. Nói, hư trùng tiền bối. Két cửa phòng bị người mở ra, một giọng nói chậm rãi bước vào, không gặp dung mạo, tất cả mọi người liền đều là cảm nhận được một cổ nặng nề áp lực hạ xuống, cực độ đáng sợ. Cảm nhận được vậy áp lực, Trần Phi lẩm bẩm nói. Đại thiên vị chân quân cảnh. Ngươi chính là Lý Bàng Bác trong miệng thằng nhóc kia, ngươi thật biết như thế nào đem hoạt tử nhân, biến thành đất thi. Thân ảnh kia lúc này rốt cuộc ở trước mắt mọi người lộ ra bộ mặt thật. Hơn 40 tuổi hán tử, khoác cả người khôi giáp, nhưng khó nén hắn phong thái, mày như kiếm, sắc mặt như tháng, có thể nhìn ra được, hắn năm đó tuyệt đối là một cái mỹ nam tử. Người này chính là đất này võ thành chân chính đỉnh cao cự đầu một trong những nhân vật, Tề Gia Bảo lão tổ, Tề Hư Trùng. 400 năm trước hắn tổ tiên sáng lập Tề Gia Bảo, mà hơn 100 năm trước. Hắn là một cái khác đem Tề Gia Bảo mang theo đỉnh cấp người. Tề Gia Bảo hôm nay rộng lớn, hôm nay vinh quang, trừ đã từng vị kia, là thuộc hắn nhất giành công to lớn. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể đích thân đến. Vậy địa thi thân, sống lại làm mê, thật muốn lớn như vậy sức hấp dẫn. Liền nhân vật như vậy cũng không đỡ được. Mà lúc này, Trần Phi đột nhiên lắc đầu một cái, nói tiền bối nếu như tin ta, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Có thể ngươi nếu không phải tin, ta cũng không giải thích, ngươi nghĩ như thế nào đó là ngươi chuyện của mình. Trần Huynh, Long Nghị theo bản năng nói, là Trần Phi lau mồ hôi một cái. Hắn sư tôn nóng này cũng không tốt, mà Trần Phi lại dám lấy như vậy giọng nói với hắn nói. Vậy Giang Tả Chân Quân cũng là hơi biến sắc mặt, rồi sau đó lặng lẽ không hơi thở lui đến gian phòng xó xỉnh, cúi thấp đầu yên lặng, không nói thêm gì nữa. Tuy nói bọn họ Cửu U Cung theo Tề Gia Bảo quan hệ tốt, nhưng mà, liền hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới,
Tề Hư Trùng vị này Tề gia bảo lão tổ, lại sẽ đích thân tới. Mà ngoài dự đoán của mọi người là, vậy Tề Hư Trùng hoàn toàn không có tức giận, mà là thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, mới lại hỏi. Người có thể phải, yêu thú có được hay không? Yêu thú có đổi thành là địa thi, lại sống cả đời có thể sao? Yêu thú, Trần Phi ngẩn người. Không được sao, vậy Tề Hư Trùng nhướng mày một cái, nói. Có thể, bất quá cần phương pháp phải làm phiền chút, vật liệu ta cũng không có, cho nên đến lúc đó nơi yêu cầu vật liệu liệu, người phải tự mình ra, Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Đó không thành vấn đề, người chỉ cần thiên ất long trúc đúng không? Lan ra đâu, cần ta cùng nhau giúp người giải quyết sao? Tề Hư Trùng không chút do dự gật đầu, sau lại hỏi. Lan ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, lúc này mới hiểu nói là Lan Vô Dụng và hắn lên huyết sát đài chuyện kia. Nghĩ đến đây, hắn hơi trầm mặc một chút, chuyện này ban đầu cũng không phải là hắn chủ ý, bất quá càng về sau hắn cũng có muốn mượn chuyện này là chính hắn tạo thế ý niệm, nhưng đến bây giờ, cái này thật giống như không cần thiết. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ đến tạo thế, là muốn cùng Giang Vạn Lý tranh đoạt thiên ất long trúc, cho đối phương một loại giả tưởng, hắn là có bối cảnh. Hơn nữa còn là rất lợi hại, rất thông trời ạ loại, muốn để cho đối phương trong lòng có lòng kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Tề Hư Trùng đã đáp ứng giúp hắn cướp đoạt thiên ất long trúc, hắn vậy không cần phải tự mình đi liều mạng. Bất quá nếu để cho Tề Hư Trùng tới xử lý chuyện này, thật giống như lại có chút quá mức, sẽ đem hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Hơn nữa, thiên ất long trúc một chuyện hắn cũng không thể 100% giao cho đối phương, bởi vì vậy dẫu sao quá bị động. Nghĩ đến đây, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, được rồi, không cần. Tiền bối ngươi chỉ cần giúp ta thu hồi lại thiên ất long trúc chính là, những thứ khác, không cần ngươi bận tâm. Tốt lắm, vậy Tề Hư Trùng gật đầu một cái, nói, Long Nghị, và ta trở về, ta có lời hỏi ngươi. Sư tôn, Long Nghị quét mắt Trần Phi. Lập tức là theo chân Tề Hư Trùng rời đi. Cùng lúc đó, vậy Giang Tả Chân Quân cũng là lập tức nói, Trần Tiểu Hữu, người mới vừa nói điều kiện, chúng ta Cửu U Cung đáp ứng. Không, 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 có thể Trần Phi nhưng lập tức lắc đầu một cái, nói Thiên Ất Long Trúc Tề gia bảo đã nguyện ý đi làm, chúng ta thật giống như đã không việc gì có thể lại hợp tác. Giang Tả Chân Quân mặt liền biến sắc, vội vàng nói, đổi một điều kiện như thế nào? Điều kiện Trần Tiểu Hữu ngươi tùy tiện mở, chỉ cần là có thể làm được, cái gì điều kiện đều có thể mở. Nói thật, trừ thiên ất long trúc, những thứ khác ta muốn các người thật không gặp được cầm ra được. Trần Phi lắc đầu nhàn nhạt nói. Giang Tả Chân Quân sắc mặt lại là khó xem. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút hối hận, bởi vì rõ ràng là hắn tới trước, nhưng bởi vì trần chờ, mà bỏ lỡ cơ hội. Mà trên thực tế, điều kiện tùy nói. Cái gì điều kiện đều có thể, đây là bọn họ Cửu U Cung vậy ba vị ông già nguyên thoại. Như nếu đổi lại là bọn họ tự mình tới, chắc chắn sẽ không do dự, mà là sẽ lập tức đáp ứng. Được rồi, như vậy, ta cho các người một chỗ. Người trở về, chọn một người đi ra, ta có thể giúp hắn đổi thành là địa thi, nhưng thành tựu trao đổi, các người Cửu U Cung phải đáp ứng ta một cái điều kiện, đây là, Trần Phi đột nhiên lắc đầu nói. Một chỗ, ba cái có được hay không? Giang Tả Chân Quân mặt liền biến sắc, nói, bọn họ nội bộ quang không có biện pháp cự tuyệt, liền ít nhất có ba cái, một chỗ. Làm sao đủ phân sao? Ba cái, Trần Phi cười lạnh một tiếng, nói tiền bối, ta nhớ các người cuối cùng cũng lầm một chuyện. Ta trước nói đổi trác, vẫn luôn là chỉ một chỗ, hoặc là nói, các người cho rằng cái này thay đổi là địa thi phương pháp rất đơn giản, người nào đều có thể. Giang Tả Chân Quân sắc mặt cứng đờ, há miệng. Hồi lâu không lên tiếng. Tốt hồi lâu sau mới gặp hắn do dự nói, vậy. Như vậy, ngươi nếu là cảm giác không tốt chọn, cái này kẻ ác có thể giao cho ta làm. Trở về đem những người đó tình huống tư liệu lục soát cho ta tập hợp tới, ta xem, ai tỷ lệ thành công tương đối lớn. Trần Phi nói. Đa tạ, phải, vậy cứ như vậy đi. Giang Tả Chân Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Mấy người kia ở bọn họ Cửu U Cung nội bộ thân phận quá nặng, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng liền hiện đảm nhiệm cung chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cho nên cái này kẻ ác, hắn chân thực không muốn đi làm. Tốc độ nhanh chút, ngày mai ta còn có việc, cho nên tốt nhất tối nay có thể toàn bộ quyết định xuống. Như vậy, đối với các người, đối với ta đều tốt,
tiền bối ngươi nói sao? Trần Phi lại mở miệng nữa nói. Tốt lắm, vậy ta bây giờ lập tức trở về đi. Giang Tả Chân Quân nghe vậy không do dự nữa, lập tức trở lại Cửu U Cung, truyền đạt Trần Phi ý nghĩa. Không tới 2 tiếng, Giang Tả Chân Quân nắm 4 tờ ghi chép có 4 người tin tức giấy lớn trở lại. Không chỉ có như vậy, lần này hắn bên người còn đi theo một số người tới. Trần Tiểu Hữu, chính là cái này 4 người, ngươi nhìn qua, xem làm sao chọn. Giang Tả Chân Quân đem vậy 4 tờ giấy lớn đưa tới Trần Phi trên tay, nói. Cũng chỉ là nhất trên mặt vậy một bản, Trần Phi tùy tiện quét mắt liền trực tiếp lắc đầu, đem rút ra, vứt xuống một bên, nói cái này không được. Vì sao? Giang Tả Chân Quân sau lưng, một vị mắt to mày rậm người đàn ông trung niên lập tức là căm tức nhìn Trần Phi, lạnh nhạt nói. Bởi vì Trần Phi rút hết vậy trên 1 tờ giấy, ghi chép người chính là bọn họ cái này nhất mạch lão tổ. Mà bọn họ bây giờ rất hiển nhiên là đối với chuyện này ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Im miệng, quên lên đường trước chính các ngươi nói cái gì. Tất cả câm miệng, mà vậy Giang Tả Chân Quân mặt liền biến sắc, lập tức là mắng. Những người này hắn vốn là không muốn mang tới, có thể bởi vì nội bộ áp lực, không có biện pháp, hắn mới mang theo tới đây. Xin lỗi, vậy mắt to mày rậm người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc, nén giận, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Giang Tả Chân Quân là bọn họ Cửu U Cung lão tổ dưới, cao cấp nhất một trong những nhân vật. Hắn không dám chọc, vậy không chọc nổi. Ngươi hỏi ta tại sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình tĩnh quét người nọ một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi muốn biết ta nói cho ngươi cũng không sao. Có thể hay không đổi thành là địa thi, tự thân huyết khí trọng yếu nhất, ngươi cho rằng muốn trở thành là luyện thi, là 100% có thể thành công. Chẳng lẽ không phải là, ngươi nọ hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, Trần Phi đem vậy tấm vứt bỏ giấy lần nữa lượm trở về. Chỉ chữ viết phía trên, đọc nói, thân xác từng bị hủy xấu xa, áp máu phong thọ 30 năm, thọ nguyên còn dư lại không có mấy. Thân xác từng bị hủy xấu xa, đại biểu huyết khí hao tổn nghiêm trọng. Áp máu phong thọ 30 năm, thọ nguyên còn dư lại không có mấy, bản thân này đã không có đổi thành địa thi điều kiện, bây giờ ta nói hắn không được, có sai. Người kia sắc mặt tái biến, tái nhợt, cuối cùng hắn không dám lại chất vấn cái gì, đàng hoàng lui đến đám người phía sau đi. Thấy tình cảnh này, Giang Tả Chân Quân không nhịn được hỏi, đổi thành địa thi điều kiện là cái gì? Thân xác phải khí huyết sung túc, càng mạnh càng tốt. Những thứ khác, phải chả phải có còn sót lại một ít thọ nguyên, ít nhất nửa năm trở lên. Trần Phi vừa nói, ánh mắt dừng lại ở tấm thứ 2 trên giấy, lại lần nữa lắc đầu, nói. Cái này cũng không được, áp máu phong thọ 13 năm, thọ nguyên không đủ. Giang Tả Chân Quân sau lưng một người theo bản năng muốn há hốc mồm, nhưng một giây kế tiếp hắn liền biệt trở về. Trần Phi tiếp tục xem vậy tấm thứ 3 giấy, ánh mắt ở phía trên nhìn một hồi, trầm mặc một chút, nói cái này tạm được, đãi định đi. Giang Tả Chân Quân sau lưng một người khác thần sắc vui mừng, nhưng vẫn là biệt trụ. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt rơi xuống tờ thứ 4 trên giấy. Cái này vậy còn mạnh mẽ, như vậy đi, mặc cho số phận. Trần Phi vừa nói, vừa đem vậy thứ 3 tờ thứ 4 giấy toàn phân biệt xoa thành một đoàn, rồi sau đó tiện tay hướng bầu trời ném đi, lập tức hướng vậy Giang Tả Chân Quân quát lên, bên trái vẫn là bên phải. Lập tức trả lời ta. Giang Tả Chân Quân ngẩn người, theo bản năng, bên trái, bên trái. Vậy thì bên trái đi. Trần Phi gật đầu một cái, cùng lúc đó, vậy 2 luồng giấy lên tiếng đáp lại mà rơi. Trần Phi đem hắn đối mặt với. Bên trái vậy đoàn giấy nhặt lên, xem đều không xem, đưa cho Giang Tả Chân Quân, nói, liền nó đi. Ta, hắn, nó. Giang Tả Chân Quân sững sốt thật lâu mới phản ứng được, cười khổ một tiếng, đưa tay bên trong vậy đoàn giấy mở ra nhìn xem, lẩm bẩm nói, là Bảo Quân Sư Huynh. Hắn trong miệng, Bảo Quân Sư Huynh, danh tự này có lẽ rất nhiều người cũng còn rất xa lạ, nhưng nếu là đổi một giải thích, Cửu U Cung đao phủ thủ, huyết sát linh thể. Vậy chỉ sợ sẽ là không người không biết không người không hiểu. 200 năm trước, Cửu U Cung nghe nói là có một tôn huyết sát linh thể ngang trời xuất thế, một đường càn quét, không người có thể địch, cuối cùng chăn tới linh thể chút thành tựu, bước vào tiểu thiên vị chân quân cảnh. Hắn chính là Giang Tả Chân Quân trong miệng, Bảo Quân Sư Huynh. Mà hắn mặc dù bị gọi là đao phủ thủ, chính là bởi vì năm đó chết ở hắn trong tay người, ít nhất là lấy 100.000 đếm hết. Vô tình đến làm người ta tức lộn ruột.
Một khi người như vậy nếu có thể sống lại, sợ rằng trừ đại thiên vị chân quân cảnh nhân vật, ngoài ra, cũng chưa có ai có thể đè ép được hắn. Mà người như vậy chọn, đối với Cửu U Cung mà nói, có thể tiếp nhận. Đây là một tôn rất kinh khủng sức chiến đấu. Khó khăn nhất sự việc đã qua, những thứ khác đối với Giang Tả chân quân mà nói, dĩ nhiên là dễ làm nhiều. Chỉ gặp hắn thất lạc tờ giấy kia, nhìn Trần Phi hỏi, nếu người đã định, vậy không biết Trần Tiểu Hữu người muốn chúng ta Cửu U Cung làm gì? Cho ta cái có thể lập tức liên lạc với các người đồ, nếu như đến ta cần các người thời điểm, ta sẽ liên lạc các người. Trần Phi nói, đây là ta lấy thủ pháp đặc biệt luyện ra bổn mạng phù. 3.000 dặm trong phạm vi, người bóp vỡ nó, ta là có thể cảm ứng được, còn có thể biết người vị trí đại khái ở đâu. Giang Tả chân quân đem một quả sám trắng xen nhau ngọc phù giao cho Trần Phi, chợt dẫn người cáo từ mở ra. Người này chọn một khi là định xuống, bọn họ Cửu U Cung nội bộ cũng là có bận rộn. Hai đạo bảo hiểm khóa, cũng đủ rồi chứ. Thấy Giang Tả chân quân các người rời đi bối cảnh, Trần Phi tự lẩm bẩm nói, thiên ất long chúc ta thế ở tất được. Nếu là bên kia xảy ra điều gì chuyện rắc rối, bên này, chắc có thể hơi đền bù một chút. Hắn nguyên lai là ôm như vậy ý tưởng, để ngừa vạn nhất. Vèo. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng hắn, cho đến khoảng cách hắn không tới một mét thời điểm, Trần Phi mới chợt cả người hàn mao dựng đứng, trong mắt bạo xúc, quát lên, ai? Là ta, thân ảnh kia bình tĩnh đi ra bóng tối, cũng không có làm cái gì. Chẳng qua là kinh ngạc nhìn Trần Phi, nói, ngươi lại có thể phát hiện ta. Người này không phải người khác, chính là vậy trước đi đã rời đi Tề gia bảo lão tổ Tề Hư Trùng. Thấy người tới lại là Tề Hư Trùng, Trần Phi sững sốt một chút, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, buông lỏng xuống. Nhưng coi như vậy, cái này mấy giây bên trong khẩn trương, vậy vẫn là làm hắn cả người đều bị mồ hôi làm ướt, ướt đẫm. Tiền bối. Phiền toái ngươi lần sau tới đi bộ có nói nhỏ. Ta nhát gan, không chịu nổi ngươi như thế giày vò. Trần Phi tức giận lườm một cái, giọng không tốt lắm, nói. Tề Hư Trùng ha ha cười một tiếng, giống như là cũng không để ý, hỏi, mới vừa nghe ngươi nói đổi thành là địa thi hai cái điều kiện. Nếu như thọ nguyên không có, còn dư lại nửa giọng, nên làm cái gì? Vậy rất đơn giản, chỉ cần là có sinh mệnh bảo đan cho hắn ăn vào. Trần Phi nghe vậy bình thản nói. Sinh mạng bảo đan, Tề Hư Trùng hơi ngẩn ra, chợt cười lên, nói ta hiểu ý. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nói ta mới vừa rồi đi tìm Giang Vạn Lý. Vậy Thiên Ất Long chúc hắn không muốn nhường lại. Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, nói tiền bối nhưng mà đáp ứng ta. Ta biết, Tề Hư Trùng đem nói cắt đứt, nhàn nhạt nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Thiên Ất Long chúc ta coi như là cướp, cũng sẽ cho ngươi giành được. Một điểm này ngươi có thể yên tâm. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói, vậy dù sao cũng một tay giao tiền một tay giao hàng. Cùng tiền bối ngươi là ta đem vậy Thiên Ất Long chúc lấy tới, ta tại bắt đầu đổi thành địa thi, không thành vấn đề chứ. Tề Hư Trùng thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói, được. Ngoài ra nhiều nhất còn nữa 5 ngày, chúng ta phỏng đoán thì phải phái người đi vào mộ huyệt kia ngay giữa. Ngươi đừng quên chuẩn bị một chút. Mộ huyệt kia vẫn là chỉ có thể chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở xuống đi vào. Trần Phi cau mày nói. Không, Tề Hư Trùng lắc đầu một cái, nói chúng ta bốn thế lực lớn, cộng thêm Giang Vạn Lý, đoạn này thời gian đều ở đây ngày đêm không nghỉ phá mộ huyệt kia bên ngoài cấm chế. Hôm nay vậy đã có chút hiệu quả. Hiệu quả, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Ừ, vậy Tề Hư Trùng gật đầu một cái. Nói, bây giờ mộ huyệt kia đã miễn cưỡng có thể thả tiểu thiên vị người tiến vào, cho nên ta mới có thể nói nhiều nhất 5 ngày. Hao như thế ít ngày, rất nhiều người cũng ngồi không yên. Mất đi tính nhẫn nại. Nghe vậy, nghe Tề Hư Trùng nhắc tới nói như vậy, Trần Phi sắc mặt không khỏi nhỏ đổi một cái, tuy nói hắn bây giờ cũng không sợ tầm thường tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, có thể đang đối mặt những người đó thời điểm, nhưng cũng là mất đi trưởng khống lực, không cách nào ung dung đánh bại, không cách nào lực áp. Mà cứ như vậy mà nói, sợ rằng hắn kế hoạch liền lại phải độ khó tăng thêm không thiếu à. Mau sớm tu vi tiến hơn một bước, hoặc là đem ta trận pháp trận đạo tu vi tăng lên. Chỉ có như vậy, đến lúc đó đang đối mặt những người đó lúc chắc chắn mới có thể lớn hơn một chút. Trần Phi con ngươi híp một cái, tự lẩm bẩm, che giấu ở tay áo bảo chính giữa năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, nắm chặt đứng lên.
rồi sau đó lại gặp hắn ngẩng đầu nhìn về Tề Hư Trùng, gật đầu nói tiền bối, ta biết. Ừ, vậy ta đi trước, quay đầu gặp. Tề Hư Trùng thật sâu quét mắt Trần Phi, xoay người rời đi, biến mất ở trong không khí. Trần Phi mặt không cảm giác, cũng là từ vậy dài thanh lâu rời đi. Cùng lúc đó, vậy Cửu U cung nội bộ cũng là truyền ra như vậy gầm thét. Cái gì, một chỗ làm sao đủ chúng ta phân? Không có biện pháp, người nọ liền chỉ cho chúng ta một chỗ. Không đủ phân vậy vẫn là ghi bàn thắng. Có tin tức, nghe nói thằng nhóc kia chọn lựa là Bảo Quân sư huynh, nhưng vì cái gì không có ta? Tại sao? Là ta, nghe được cái này dạng tin tức truyền tới, Cửu U cung chỗ sâu, một tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh, một vị máu phát ông già lẩm bẩm nói, ta nếu là có thể thành công, cũng không biết có thể hay không lần nữa đánh vào đại thiên vị cảnh. Như vậy, làm còn sót lại mấy vị kia Cửu U cung lão quái vật đều trầm mặc. Bởi vì ở bọn họ bên trong, huyết sát linh thể Chu Bảo Quân tuy không phải tuổi tác, lý lịch già nhất, nhưng là bọn họ bên trong có hy vọng nhất sống sót, đánh vào thành công đại thiên vị chân quân cảnh người. So sánh dưới so sánh, bọn họ vậy chân thực không lời có thể nói. Nghe nói Tề gia bảo vị lão tổ tông kia vậy tự mình hiện thân muốn cho thằng nhóc kia hỗ trợ. Lại có người nhắc lên Tề Hư Trùng hiện thân sự việc, bởi vì Tề Hư Trùng hiện thân, hoàn toàn là không có bất kỳ che giấu. Cái này cũng làm bọn họ có vẻ chiếu cố. Dẫu sao vậy Tề Hư Trùng nhưng mà chân quân cảnh đại thiên vị nhân vật, thủ hạ còn có cái này thật lớn Tề gia bảo, ai dám không coi trọng. Có phải hay không là năm đó Tề Thiên Bảo lưu lại đầu kia hộ tông thần thú không nhanh được. Cái này cũng mau 400 năm, nó cũng không có bước vào đại thiên vị yêu vương cảnh giới, chống đỡ không được lâu như vậy. Có người suy đoán nói, Tề Thiên Bảo là ban đầu Tề gia bảo người sáng lập. 300-400 năm trước nhân vật lớn. Ban đầu hắn trước khi chết, từng không biết từ đâu mang về một con yêu thú, một mực lánh đời không ra. Hôm nay 300-400 năm trôi qua, coi như yêu thú vốn là thọ dài, nhưng mà, vậy sống quá lâu, đoán chừng là hơn phân nửa mau không chịu nổi. Đây cũng là có thể. Nói tới như vậy sự việc, coi như là Cửu U cung vậy tầng chót lợi hại nhất mấy người cũng là không nhịn được lưu thần. Hộ tông thần thú loại vật này hoặc là không có, một khi nếu là có, vậy bình thường tuyệt đối sẽ là rất đáng sợ tồn tại, không ai dám khinh thị. Hơn nữa tứ phương ma môn từng thì có một cái tiểu thiên vị cao thủ kiêu hoành, kết thù Tề gia bảo, sau bị người ám sát, không người biết hung thủ là ai, không tra được. Bất quá, có tin đồn nói vậy bên chiến trường duyên từng có người nghe được lạnh thấu xương thú hống, uy chấn thiên địa. Trước hết để cho Bảo Quân thử một chút đi. Như thằng nhóc kia thật có đem người đổi thành là địa thi năng lực, chẳng qua mọi chuyện hạ màn sau lại đi và hắn nói điều kiện. Thậm chí đem bắt tới, là ta Cửu U cung làm việc. Cửu U cung chỗ sâu truyền ra tiếng, mang lạnh lùng. Tất cả mọi người yên lặng, chợt cùng kêu lên gật đầu, nói lão tổ. Bữa nay, võ thành huyết sát đài bắt đầu náo nhiệt lên. Võ thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 nhân vật. Lan gia bị dự là nhiệm kỳ kế người nối nghiệp thiên tài Lan Vô Dụng, đem cùng một người lên huyết sát đài sự việc đã truyền khắp toàn bộ võ thành. Rất nhiều người đều biết. Ai dám cùng Lan Vô Dụng như vậy yêu nghiệt, kiếm si người điên lên huyết sát đài, không người biết, bất quá 3 ngày trước khu vực trung ương phát sinh sự kiện kia vậy vẫn là dần dần truyền ra. Lan hách cái này Lan Vô Dụng đệ đệ, từng bực nào kiêu hoành, bực nào coi trời bằng vung. Bây giờ lại nghe nói bị sợ được gan nứt ra, tránh ở nhà không dám ra cửa. Còn có vậy chiêm đẹp trai các người, Lan Vô Dụng thủ hạ tay trái tay phải, chân nhân cảnh tầng 5, lại bị người một kiếm một cái giết lần. Mọi người không ngốc, đương nhiên biết rõ có thể làm được như vậy chuyện nhân vật, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Mà Lan Vô Dụng bây giờ chính là muốn cùng người như vậy lên huyết sát đài, sẽ có cái gì kết cục, Lan Vô Dụng cái này Lan ra nhiệm kỳ kế tộc trưởng người được đề cử. Có thể hay không vãn hồi mặt mũi. Cái này hoặc giả không người biết, bất quá, vậy bởi vì như vậy, chàng này huyết chiến mới càng dụ cho người nhìn chăm chú, làm cho nhiều võ thành thế hệ trước, tuổi trẻ một đời danh nhân đều tới. Võ thành, huyết sát đài, trừ trung ương đứng vững một tòa bị nhuộm một ngạt, đỏ nhạt to lớn đài cao bên ngoài, bốn phía còn vây quanh liền làm cao thấp không đồng nhất, tầng thứ không đủ xem khán đài, đứng sừng sững hư không. Đứng ở nơi đó, người chung quanh có thể có đầy đủ tầm mắt thấy rõ. Mà lúc này, vậy chín ngồi xem trên khán đài đã là đầy ấp người, đầu người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt.
mau xem, là Tề Gia Bảo Long Nghị, Cửu U Cung La Mãng, còn có Trời Sư Đường Đoạn Minh Quân, bọn họ lại cùng đi. Đây là, mấy đạo nhân ảnh đến làm không ít người đều là rối loạn. Bọn họ ánh mắt, hướng cách đó không xa nơi nào đó phương hướng nhìn lại, rồi sau đó người nọ lưu còn lại đồng loạt nhường đường, chỉ gặp Long Nghị, La Mãng, Đoạn Minh Quân ba người dậm chân tới. Đây chính là hoàn toàn không thua gì với Lan Vô Dụng, thậm chí so với Mạnh Gia một đường nhân vật lớn. Không nghĩ tới bọn họ lại cũng đối với máu này chiến cảm thấy hứng thú, cùng nhau đều đã tới. T, vậy, đó là ám ma thôi minh. Đây là, lại có người ngược lại hút khí lạnh kêu lên, sát theo xa xa dòng người lần nữa hốt hoảng trừng tản ra. Một vị cõng kiếm nam tử, một bộ áo bào đen, nhìn như bình thường, nhưng ở rất nhiều người kiêng kỵ, run rẩy trong ánh mắt đi vào. Đây cũng là võ thành tuổi trẻ nhất đại có yêu quái danh xưng là mạnh nhất kiếm khách ám ma, Thôi Minh. Thôi Minh, Long Nghị, La Mãng, Đoạn Minh Quân các người cũng là biến sắc. Kiêng kỵ nhìn người đến. Người này, hiện nhưng mà ở bọn họ võ thành tuổi trẻ nhất đại chính giữa xếp thứ nhất. Chân chính sức chiến đấu thứ nhất. Một khắc sau, liền gặp vậy Thôi Minh chậm rãi đi tới Long Nghị cùng trước mặt người. Nhìn Đoạn Minh Quân, sắc mặt lạnh nhạt hỏi, ta nghe nói người nọ là một kiếm tu, lợi hại sao? Đoạn Minh Quân hơi ngẩn ra, chợt ánh mắt đông lại một cái, một cổ nông cạn khí thế thả ra ngoài, bao phủ ở hắn cùng Thôi Minh trên mình, nói, đây là hắn dạy ta. Bây giờ hơi có chút hình thức ban đầu. Vô hạ kiếm ý, vậy Thôi Minh mặt không cảm giác lẩm bẩm một tiếng, chợt xoay người rời đi, không nói gì nói. Đến khi ám ma Thôi Minh xoay người sau khi rời đi. Long Nghị nhún vai một cái, ánh mắt phức tạp nói, tên này tựa hồ lại thay đổi lợi hại chút. Bây giờ chỉ là như vậy đứng trước mặt hắn, ta lại sẽ không nhịn được lòng treo lên, cảm thấy khẩn trương. Đừng xem hắn trên đất võ thành tuổi trẻ nhất đại có thể xếp trước năm, có thể đối mặt ám ma Thôi Minh cái loại đó yêu quái, kiếm si, vẫn là kém chút. Có lẽ cũng chỉ có Trần Phi cái loại đó quái nhân, quái vật, mới có thể cùng chi so một lần chứ. Nghĩ đến đây. Long Nghị đột nhiên không nhìn được hỏi, đúng rồi, Minh Quân ngươi không phải và Trần Phi đã giao thủ sao? Ngươi cảm giác hắn và Thôi Minh ai càng lợi hại hơn? Nghe vậy, Thôi Minh diễn cảm cũng là lưu thần. Hắn và Thôi Minh, Đoạn Minh Quân hơi ngẩn người, nhìn về Long Nghị, nói, ngươi đâu? Ngươi cảm giác ai lợi hại hơn? Long Nghị dừng một chút, nói ta không biết. Ta cũng không biết, Đoạn Minh Quân lắc đầu một cái. Nói có lẽ chỉ có chờ hai người bọn họ chân chính đánh, câu trả lời mới có thể công bố chứ. Ngươi không thấy được tên kia đã đối với người nọ có hứng thú sao? Long Nghị ngẩn người, chợt cũng là gật đầu, nói quả thật. Oanh, 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 đây là, trên bầu trời tới vô cùng là kinh người xếp trận. Từng đạo thiết kỵ trên không, từng trận tiếng nổ không dứt, cường hãn nước lũ, cán qua mọi người đỉnh đầu, chiến ý sôi trào, giống như là thiên quân vạn mã vậy. Đi tới hiện trường. Một vị cầm kiếm cụ già, phía sau là sáu chi kiếm ý sắc bén đến làm người ta không dám nhìn thẳng thiết kỵ. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị, mọi người há to miệng, kính sợ nhìn đội ngũ kia. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị, cái này tối thiểu đều là Lan gia hơn trăm năm trước nhân vật, vậy tuyệt đối là bây giờ Lan gia trụ cột, trụ. Bọn họ thực lực rất khủng bố, liền tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp đối với. Thậm chí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể gặp một ban. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại có thể đích thân đến, rời núi đến chỗ này. Ầm ầm ầm, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị thiết kỵ ngang trời tới, đãng quét mưa gió, khí thế cuồn cuộn, có thể nói là ùn ùn kéo đến, nhưng lại không ai dám nhiều lời. Bởi vì làm cái này tồn tại liền tiểu thiên vị chân quân cảnh cũng có thể chém, bọn họ những người này, lại coi là cái gì. Mà ở phía sau bọn họ, một vị duệ hắn mũi nhọn người tuổi trẻ chậm rãi tới. Mọi người ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Là hắn, Lan Vô Dụng. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt chính là kiêu hoành quét mắt toàn trường, rồi sau đó nhàn nhạt nói còn chưa tới sao. Chẳng lẽ là sợ? Ngươi là nói ta, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền tới, tất cả mọi người làm yên tĩnh lại. Cái gì, Long Nghị đám người sắc mặt biến, Trần Phi đã tới. Bọn họ lại có thể cũng không có phát hiện. Từng đạo ánh mắt, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp vậy cách đó không xa một đạo kiến trúc chóp đỉnh, một đạo thân ảnh đang ngồi trên chiếu, trước mặt để hai ba cái kinh trống không bầu rượu. Bộ dáng kia rõ ràng cho thấy tới rất lâu rồi. Xa xa,
cõng kiếm ám mà thôi. Minh Diêu nhìn vậy kiến trúc lên thanh âm, diễn cảm do trước khi bình thản không sóng, bắt đầu hướng hơi có chút kinh ngạc phương hướng thay đổi đi. Bởi vì liền hắn, lại cũng không phát hiện vậy kiến trúc trên có người. Hoặc là không nên nói là không phát hiện, mà là bởi vì lực lượng nào đó quấy nhiễu, làm hắn bỏ quên. Người này, có chút ý tứ, chợt liền gặp khóe miệng hơi móc một cái, cười lên. Tuổi trẻ nhất đại trừ vũ chiến thằng nhóc kia, những người khác cơ hồ không có ai có thể làm hắn có đánh một trận xung động, mà bây giờ, cuối cùng là có nhiều hơn nữa một cái. Lại nữa nhàm chán như vậy. Người này chính là vậy dám can đảm cùng Lan Vô Dụng lên huyết sát đài người. Mọi người kinh dị nhìn Trần Phi, mỗi người quét nhìn quan sát. Trần Phi cảm thấy không ít người ánh mắt, nhưng thần sắc bình tĩnh, liền vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị lạnh lùng ánh mắt, đều bị hắn bỏ quên. Ta ở nơi này rượu cũng uống 2-3 bình, ngươi nhưng mới đến, chẳng lẽ là sợ? Trần Phi nhìn vậy Lan Vô Dụng, nhàn nhạt hỏi. Lan Vô Dụng sắc mặt hơi cứng đờ, chợt lắc đầu một cái, nói, người cái này huênh hoang tựa hồ là có chút nhiều. Cái gì cũng không phải người, lại dám lớn lối như vậy, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Quả thật không sợ, Trần Phi cười một tiếng, nói. Nhất thời, vậy Lan Vô Dụng sắc mặt lại cứng đờ, đổi được lại là khó xem. Ngươi không cần kích ta, chỉ biết dùng như vậy thủ đoạn nhỏ, như người bực này người, hôm nay như cũ thất bại. Lan Vô Dụng thở một hơi thật dài, hơi nheo lại, cười lạnh một cái, nói châm chọc. Trần Phi dừng một chút. Ánh mắt đông lại một cái, nói, được. Như ngươi theo như lời, những thủ đoạn nhỏ này đích xác là không cần phải khiến cho. Bất quá, những lão đầu kia lại là tới làm gì? Trần Phi ánh mắt rơi xuống Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị trên mình, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Những người này, từ đầu đến cuối đều có nhàn nhạt sát ý quanh quẩn ở trên người hắn, ý đồ bất chính. Xem cuộc chiến mà thôi, không được sao. Vậy cầm kiếm cụ già lạnh lùng nhìn Trần Phi. Cười nói, Vô Dụng là đồ nhi ta. Ta tới xem đồ nhi ta là như thế nào giết người, xin hỏi, có vấn đề sao? Trần Phi ánh mắt híp một cái, chợt cười, nói, được. Dĩ nhiên được, bất quá đến cuối cùng ngươi cũng chớ quá thương tâm. Ngươi đã già, quá tổn thương lòng có thể nếu không được, đối với thân thể không tốt. Rào rào, mọi người một hồi xôn xao, người này miệng, quá biết nói, hơn nữa cũng quá lớn mật. Đây chính là Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị cầm kiếm người, tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật. Miệng mồm lanh lợi, vậy cầm kiếm ông già sắc mặt trầm xuống, quắc mắt lập hạng mục, cặp mắt tràn ra thâm hậu sát ý, nói, Vô Dụng, giết hắn. Dạ, sư tôn, Lan Vô Dụng chắp tay gật đầu, rồi sau đó xoay người lạnh nhạt quét nhìn Trần Phi, nói, lên huyết sát đài chứ. Vừa nói, xa xa truyền đến ùng ùng vang lớn. Đi qua hai vị phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật chung nhau ra tay, mở ra huyết sát đài tầng cao nhất cấm chế, tầm thường tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả không một nén nhang thời gian, căn bản đừng nghĩ đem đánh vỡ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vậy hai vị thống lĩnh cấp nhân vật hắn một vị trong đó thanh âm bình thản truyền tới, nói, huyết sát đài đã khai mở, lên đài đi. Mùi máu tanh vọt tới, làm trái tim người đều không khỏi cuồng nhảy cỡn lên. Trần Phi đứng dậy phủi bụi trên người một cái, trực tiếp là hướng vậy huyết sát đài hư không đi tới. Mọi người ánh mắt đông lại một cái. Cuộc chiến đấu này, muốn bắt đầu, mà kết quả, lại sẽ là như thế nào đâu, để cho người nhìn chăm chú, làm người ta mong đợi. Thấy tình cảnh này, vậy Lan Vô Dụng cặp mắt tràn ra đắc ý âm ngoan nụ cười. Đi theo cũng là gặp hắn bước lên huyết sát đài, cấm chế ủng ủng khép kín. Điều này đại biểu, lên đài hai người. Không chết một người, còn lại người nọ tuyệt đối là đừng nghĩ đi ra. Trừ phi, người có thể đem vậy cấm chế oanh phá. Bất quá cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, phỏng đoán vậy không có ai mặt, dám làm như vậy chứ. Huyết sát đài sau lưng là phủ thành chủ, coi thường huyết sát đài quy củ, đó chính là theo phủ thành chủ làm khó dễ. Bá, vậy Lan Vô Dụng đem cho hắc quang quá đao lấy ra, kiếm khí ngang dọc, cực kỳ kinh khủng, hiện đầy cuồng liệt hơi thở. Khinh thị nhìn Trần Phi, nói, ngày đó, ngươi thật lấy là đó chính là ta toàn bộ lực lượng. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt cười lên, nói, không khéo, lời này ta cũng vừa vặn đang muốn nói. Ngày đó, hắn nhưng mà liền kiếm đạo tu vi một nửa lực lượng đều vô dụng lên a. Tên này cũng là theo hắn như nhau. Phải không, Lan Vô Dụng sắc mặt đổi được không quá nhìn khá hơn,
không nghĩ tới lại sẽ có được đối phương như vậy câu trả lời, mà không phải là tâm hoảng ý loạn, thậm chí sợ, cái này làm hắn hoàn toàn không cảm giác được cái loại đó mắt nhìn xuống, cảm giác thành tựu. Lại có thể như vậy, vậy thì nhìn chúng ta một chút ai cất giữ nhiều hơn chứ? Oanh! Cầm trong tay hắc quang quá đao, hắn cười lạnh, bước chân bước ra, kiếm khí chấn động, như có thể xé bỏ hết thảy lực lượng cường hãn bạo phát ra, khiến cho được hắn cả người sức chiến đấu đều điên cuồng leo lên. Người xem nhóm trong lòng chấn động. Đây cũng là Lan Vô Dụng chân chính thực lực sao? Thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ, liền không thiếu nửa bước nguyên đan nhân vật cũng là như vậy cảm thụ. Ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Kiếm ý cảnh giới vẫn là đại viên mãn đỉnh cấp, bất quá, hắn thanh kia đao thật lợi hại, hơn nữa còn thật giống như bị người đưa tới trong đó toàn bộ lực lượng. Cái này căn bản không là hắn có thể làm được. Cảm nhận được Lan Vô Dụng lúc này cả người hiện lên khí thế, leo lên sức chiến đấu, Đoạn Minh Quân sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Là hắn sư tôn dở trò quỷ chứ? Là mãng ánh mắt trộm liếc một cái vậy Lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thì cầm kiếm ông già. Hắc quang này quá đao vốn chính là hắn, cho nên hắn muốn giúp Lan Vô Dụng đưa tới hắn lực lượng chân chính, không khó. Nhìn thấy không, đây mới là ta bây giờ lực lượng chân chính, muốn giết người bực này người, dễ như trở bàn tay. Lực lượng cường hãn hiện đầy toàn thân, làm vậy Lan Vô Dụng đắc ý cười lạnh, giờ khắc này, hắn cảm giác Trần Phi căn bản không phải hắn đối thủ. Không chính là có người giúp ngươi đưa tới vậy đao lực lượng sao? Ngươi thật lấy là ta không nhìn ra. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy lại cười, cười mỉa nhìn hắn, nói, được rồi, như vậy vừa vặn vậy đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ ngươi, động thủ đi. Ngươi tự tìm cái chết. Giết! Trần Phi thái độ làm Lan Vô Dụng cảm nhận được khinh thị, hết sức khó chịu, mặt cũng dữ tợn, cầm trong tay hắc quang quá đao, khủng bố kiếm khí từng tầng một đem vây quanh, xé bỏ hết thảy. Hướng Trần Phi nhào tới, kiếm khí mênh mông. Nhất thời! Trần Phi chính là cảm nhận được cường hãn kiếm ý đem hắn thân thể bao phủ lại, vậy mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm mang, đều là mang hủy diệt lực lượng. Hắc quang quá đao cường hãn tới là có 18 tầng cấm chế, lúc này lực lượng đều bị người dẫn phát ra ngoài, quả thật rất mạnh. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói vậy vẫn là không coi vào đâu. Phốc suy, một giây kế tiếp, chỉ gặp tay chỉ trong, xà tâm địa linh diễm hừng hực phun phát ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Vô tận kiếm ý tựa như đè giúp ở đây, rồi sau đó chém rách đi ra ngoài. Hóa thành từng đạo kinh khủng hoa quang, đem vậy tới đánh từng đạo kiếm khí, kiếm mang tất cả đều xé hủy thành mảnh vỡ, khủng bố tới cực điểm, thế như trẻ tre, triển diệt hết thảy, hỗn loạn thiên địa. Cái gì? Lan Vô Dụng sắc mặt biến, hắn bây giờ thực lực so nửa bước nguyên đan còn mạnh hơn, nhưng vì cái gì Trần Phi lại vẫn có thể hủy diệt hắn công kích? Luôn không khả năng. Người công kích kết thúc. Vậy bây giờ hẳn đến ta chứ? Đây là, Trần Phi lãnh đạm thanh âm truyền tới, một giây kế tiếp một cổ kinh khủng khí thế hạ xuống, trực tiếp là làm vậy Lan Vô Dụng rợn cả tóc gáy, toàn thân phát rét. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, ầm 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 long. Trần Phi lòng bàn tay gian tràn đầy vô cùng kiếm ý, giống vậy, vậy xà tâm địa linh diễm cũng là cho thấy không gì sánh kịp kinh khủng uy lực. Đáng sợ nhiệt độ cao đốt cháy hết thảy. Làm vậy huyết sát đài lên cấm chế đều bắt đầu có mấy phần hơi dao động. Đạt tới trình độ như vậy đáng sợ. Mà một màn này, cũng là dẫn giữa trời đất ngay lập tức hoàn toàn là tràn đầy xôn xao. Tất cả mọi người kinh hãi. Cái gì? Cái này, hắn lại có thể áp chế Lan Vô Dụng nhiều như vậy. Lực lượng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua nửa bước nguyên đan. Điều này sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người thần sắc cũng đến gần động lại, bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại, cuộc chiến đấu này có thể sẽ xuất hiện phát triển tiến triển, nhưng bây giờ một màn này, nhưng là bọn họ cực kỳ nhất không tưởng được. Lan Vô Dụng thật lợi hại, không người sẽ nghi ngờ hắn thực lực, huống chi, hắn hiện ở trong tay mặt cầm vẫn là hoàn dưới toàn trạng thái hắc quang quá đao, 18 tầng cấm chế thần binh, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại vẫn bị áp chế, mọi người khó tin. Không. Cái này đều là giả. Ngươi là thứ gì, dựa vào cái gì thắng ta? Lan Vô Dụng sắp điên rồi, trên mặt hiện đầy sợ hãi, sắc lệ nội cha gầm thét, như cũng không dám tin tưởng, Trần Phi lại có thể so với hắn hôm nay dưới trạng thái mạnh hơn. Chợt liền gặp thân thể toát ra đáng sợ khí thế uy áp, trong tay hắc quang quá đao kiếm ý lại là dọa người, như lưỡi dao sắc bén vậy, xé bỏ khí lưu,
làm vậy khu vực rối loạn, hướng Trần Phi lướt đi. Giờ khắc này hắn sức chiến đấu đã chọn lấy làm nửa bước nguyên đan nhân vật chết. Có thể, đây đối với Trần Phi mà nói còn chưa đủ. Đón kinh khủng kia thế công, Trần Phi lại ngựa lớn vàng đao trực tiếp nghênh đón, vô tận kiếm khí xé bỏ ở trên người hắn, làm hắn trường bào vỡ vụn, nhưng lại có thể chém không phá ra thịt của hắn, làm tất cả mọi người nhìn về hắn thân thể đều là lộ ra khó tin kinh hãi thần sắc. Cái này cái gì thân xác, quá mạnh mẽ đi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Cảm nhận được cực đoan sợ hãi, cái này là có thể chém chết nửa bước nguyên đan lực lượng, thiết hủy không được hắn thân xác, đây là khái niệm gì? Chân quân cảnh nhân vật, mới có thể có khoa trương như vậy thân xác sao? Không người biết, cầm người khác cho ngươi lực lượng, ngươi từ đầu đến cuối vẫn còn quá yếu. Lại có thể như vậy, xin lỗi, chúng ta vẫn là tạm biệt đi. Chết, Trần Phi thân thể xuất hiện ở Lan Vô Dụng trước người, đón đối phương ánh mắt sợ hãi, một đao chém xuống, tựa như phải đem ngày đó mở ra. Ngưng tụ thành kiếm mang kinh khủng, điên cuồng vặn cổ hướng phía trước. Mà vậy Lan Vô Dụng cho dù là có hắc quang quá đao bực này chí bảo, có thể hắn lực phòng ngự tương đối Trần Phi một kiếm mà nói, vẫn còn quá yếu. Vô cùng lực lượng đem vậy Lan Vô Dụng vặn cổ mở, máu tươi điên cuồng tách thả ra. Lan Vô Dụng, Lan gia người, nhất là vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì thấy một màn này đều là sắc mặt tái nhợt, một kiếm nứt ra thương khung. Uy lực kia Lan Vô Dụng cho dù là liều chết chống cự, khá vậy vẫn là quá mạnh mẽ, không ngăn được. Ông, kinh khủng tiếng chấn động vang lên, chỉ gặp vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị điên cuồng dậm chân ra, đều là cho thấy đáng sợ khí thế, chạy về phía vậy huyết sát đài, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, mở ra hắc quang quá đao quyền lực sau đó, Lan Vô Dụng lại còn biết bại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vèo, vèo. Nhưng mà cũng là cùng lúc đó, xa xa hai đạo giống vậy khí thế không giống tầm thường bóng người lóe lên, chắn bọn họ trước mặt. Một người trong đó ánh mắt lạnh lùng nói, các người muốn làm gì? Quên huyết sát đài quy củ. Là thành vệ quân vậy hai vị thống lĩnh cấp nhân vật. Xin lỗi, chúng ta vô tình xúc phạm huyết sát đài quy củ, nhưng là, Vô Dụng là chúng ta Lan gia hạ nhất đại khâm định người thừa kế. Hắn không thể chết được, vậy cầm kiếm cụ già vội vàng nói. Sau chuyện này, ta Lan gia sẽ đi phủ thành chủ cho một giải thích, cho nên, bây giờ còn có thể các vị cho một thuận lợi. Tất cả mọi người thấy một màn này đều là cười khanh khách, không người sẽ nghĩ tới chuyện này trạng thái lại sẽ diễn biến đến loại này. Lan Vô Dụng đánh bại, hơn nữa còn là như vậy hoàn toàn, hơn nữa bây giờ Lan gia còn muốn công khai không tuân theo huyết sát đài quy củ. Quy củ này nếu là vừa vỡ, sau này, ai còn sẽ tuân thủ? Hơn nữa cái này Lan gia cũng không phải bọn họ võ thành chính giữa, lợi hại nhất, nhất có cần phải cho mặt mũi thế lực à? Không được, chuyện này không có thương lượng, huyết sát đài quy củ chính là quy củ, không người có thể phá. Vậy phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật không chút do dự cự tuyệt, vô tình nói. Chuyện này như đổi thành bốn thế lực lớn một người trong đó, có lẽ bọn họ còn biết cân nhắc một chút. Mà đây Lan gia, hiển nhiên là không làm bọn họ phủ thành chủ dao động tư cách. Vậy cầm kiếm sắc mặt lão nhân biến đứng lên. Cùng lúc đó, ung ung một tiếng vang thật lớn. Huyết sát đài lên, Trần Phi trong tay xà tâm địa linh diễm hóa thành một tôn khủng bố cự kiếm, ngọn lửa đầy trời, kiếm khí ngang dọc, nhiệt độ cao làm vậy khí lưu cũng toàn bộ bốc hơi, mất đi liền không khí, trực tiếp là từ trên trời hạ xuống đem vậy, cậu ấm chống cự, Lan Vô Dụng hoàn toàn chìm ngập. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt co rúm một cái, khó khăn, chẳng lẽ, đã chết rồi sao? Dừng tay, cầm kiếm cụ già chợt quát một tiếng, sắc mặt ảm đạm, loại này kết cục, hắn không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới hắn lại có thể sẽ nhúng tay, ở chỗ này trước, hắn lấy là căn bản không cần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn không chỉ có cần nhúng tay, hơn nữa tựa hồ liền hắn cắm không nhúng tay vào cũng đã chậm. Phủ thành chủ hai người kia căn bản không cho bọn họ cơ hội phá vỡ huyết sát đài. Thậm chí thằng nhóc kia, vậy hoàn toàn là không thấy bọn họ tồn tại. Muốn giết học trò hắn Lan Vô Dụng. Không, không, thả ta, không nên giết ta. Lúc này Lan Vô Dụng, cả người thân thể rách dưới không chịu nổi, hiện đầy vết máu, sâu thấy tới xương, trong đó còn có kinh khủng kiếm ý hủy xấu xa trước hắn thân thể, làm người ta thấy toàn thân phát rét, vô cùng sợ hãi. Nếu không phải lúc này hắn còn vững vàng cầm giữ hắc quang kia quá đao,
cái này duy nhất hắn có thể cậy vào đồ, sợ rằng hắn bây giờ sớm đã chết. Bất quá bây giờ, hắn cách một bước kia cũng là không có bao xa. Dừng tay, vậy cầm kiếm cụ già lại lần nữa gầm thét, khí thế kinh khủng, chấn nhiếp thiên địa, khác trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều có chút trắng bệch. Cảm nhận được sợ hãi. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì có thể địch tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Bực này tồn tại nếu là thật nổ tung mất khống chế, đừng nói là bọn họ, liền vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh cấp nhân vật cũng có thể sẽ đổ xui xẻo. Không cách nào chống lại. Phịch, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì không nhìn được ra tay, một kiếm bổ ra, xuyên thấu tầng mây, rối loạn liền thương khung, nghiền diệt ở đó huyết sát đài cấm chỉ lên, làm đúng tòa đài cao đều dao động. Đây cũng là bọn họ lực lượng, khủng bố như vậy. Các người chớ quá mức, vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh cấp nhân vật cũng là biến sắc, giận dữ hét. Thật xin lỗi, có thể không dùng đứa nhỏ này chúng ta Lan gia phải cứu. Vậy cầm kiếm cụ già lại lần nữa nói, chợt ánh mắt đông lại một cái, trường kiếm trong tay nhắm vào hư không, nhập vào xuất ra kiếm mang, vô cùng đáng sợ, chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Mà lúc này, vậy huyết sát đài lên. Một đạo kinh khủng lực lượng tách thả ra, cả người vết thương kinh khủng Lan vô dụng là bị che mất đi vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngây dại, người này là muốn tốc chiến tốc thắng, trước hết giết Lan vô dụng nói sau. Tất cả mọi người ánh mắt cứng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này đến tiếp sau này tiến triển. Bởi vì nếu là Lan vô dụng chết thật, Lan gia sợ rằng sẽ nổi điên đi. Vậy cầm kiếm cụ già lại lần nữa quát lên. Nhưng lúc này đây, nhưng là thật chậm. Hắn trong miệng cũng chỉ phun ra một hớp chữ, một giây kế, Lan vô dụng thân thể liền bị vậy hừng hực ngọn lửa đốt sạch, vang vang một tiếng, hắc quang quá đao rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn, hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đáng sợ. Bởi vì, Lan vô dụng lại có thể chết thật. Người nọ, đem hắn giết. Ngươi. Thấy Lan vô dụng lại có thể thật là ở trước mặt mình chết, vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu, cầm kiếm cụ già trước ngực kịch liệt phập phồng rất nhiều lần. Cuối cùng, hắn ánh mắt vô cùng đỏ thẫm nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, nói. Ngươi, được chết. Ta được chết. Trần Phi nghe vậy cười, khom người đem hắc quang kia quá đao nhặt lên, ngón tay khẽ vuốt vậy đao thần, chợt cười càng rõ ràng hơn, nói cái này đao là đồ tốt, ta nhận. Hai vị tiền bối. Xin đem cái này trên đài cấm chế mở ra đi. Hắn bây giờ đích xác là thiếu một món vũ khí, mà hắc quang này quá đao, vừa vặn có thể đền bù lên phần này thiếu sót. Có cái này đem 18 tầng cấm chế hoàng kim cấp pháp bảo, hắn sức chiến đấu, ít nhất là có thể tăng lên nữa 10%. Chớ coi thường cái này 10% sức chiến đấu, đối với rất nhiều người mà nói, 10% sức chiến đấu tăng phúc, cũng là tương đương khủng bố. Vậy hai vị phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật nghe vậy dừng lại, lại quét mắt bên kia, sát ý kia đã là sôi trào lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị, giơ tay lên nhanh chóng đem vậy huyết sát đài lên cấm chế mở ra, hơn nữa trong miệng còn lập tức quát lên nói, hai ta giúp ngươi ngăn lại bọn họ, ngươi đi mau. Bây giờ còn cũng chỉ là lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị mấy người này, hai người bọn họ còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, lại kéo một hồi, lan ra nổi điên toàn bộ điều động. Vậy dựa hết vào hai người bọn họ, coi như sẽ không ngăn được. Đi, chạy đi đâu, hôm nay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị một vị trong đó âm hàn trước mở miệng, cả người hơi thở lạnh như băng tới đậm đà, phong tỏa Trần Phi, bóng người cũng là ngay tức thì hướng hắn nhào tới. Có thể tiếp theo, kinh người là, Trần Phi cầm trong tay hắc quang quá đao, ước chừng chẳng qua là quét mắt vậy tới tập kích người. Một kiếm bổ ra, người nọ lại là bị phản đuổi ra ngoài mấy trăm mét. Trùng trùng rơi xuống ở trên vùng đất, dọc đường một tòa kiến trúc trực tiếp là sụp đổ. Ưng ực thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đọng lại. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phản ứng được, điều này có thể giết Lan vô dụng người, tựa hồ cũng không phải cái gì trái hồng mềm à. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì lợi hại là lợi hại, mạnh là mạnh, có thể đây cũng là chỉ bọn họ 7 người hợp lực. Như tách ra mà tính, trừ vậy cầm kiếm cụ già bên ngoài, hắn là tiểu thiên vị chân quân cảnh, những thứ khác, sợ rằng thật đúng là không gặp phải là Trần Phi đối thủ. Vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng là muốn đến nơi này một chút, sắc mặt lập tức đổi được vô cùng khó xem. Vậy cầm kiếm cụ già cặp mắt máu đỏ, nhìn Trần Phi, gầm nhẹ nói, kết 7 chiến đấu trên biển trận.
Bảy Biển Chân Quân, từng là Lan gia cực thịnh một thời vô địch nhân vật. Hắn từng đã đánh bại thời kỳ niên thiếu Vạn Thế Điện lão tổ, uy chấn thiên hạ, càng về sau hắn không thể bước qua đại thiên vị một bước kia, nhưng lưu lại một tòa chiến trận, đó chính là cái này, bảy chiến đấu trên biển trận. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị, chỉ có thi triển ra cái này bảy chiến đấu trên biển trận, đó mới là bọn họ chân chính có thể lực địch tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật thời điểm. Mọi người nghe vậy đều là trong mắt bỗng nhiên co rúm một cái, thậm chí hiện ra sợ hãi, Lan gia bảy chiến đấu trên biển trận oai tên, có thể nói trong võ thành là tuyệt đối không người không biết không người không hiểu. Còn nếu là Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị vận dụng bực này lá bài tẩy, Trần Phi, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, rất nhiều người nhìn về phía Trần Phi thần sắc đều là lộ ra một vẻ đồng tình. Có thể giết Lan vô dụng, còn như vậy trẻ tuổi, người này tương lai nhất định thành tựu không thể hạn chế, đáng tiếc, bây giờ nhưng chỉ có thể chết. Chốc lát gian, vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị lấy huyền diệu vị trí chung nhau hợp thành một tòa kinh khủng chiến trận. Làm vậy chiến trận thành công thành lập, tất cả mọi người đều là cảm nhận được nghẹt thở, hủy diệt kiếm ý ở nơi này ngay tức thì bày khắp thiên địa, vô cùng đáng sợ, liền vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh đều là sắc mặt đại biến đứng lên. Bực này khủng bố thủ đoạn, coi như là bọn họ cũng đừng nghĩ lại chặn lại. Lại một khắc sau, vậy khí thế kinh khủng cũng đã là hoàn toàn đặt ở Trần Phi trên mình, bá đạo vô cùng. Vậy cầm kiếm cụ già cặp mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi. Vô hình uy áp từ hạ xuống, làm Trần Phi thân thể run rẩy, hắn cắn răng nghiến lợi, lạnh như băng nói, dám coi thường ta Lan gia giết người, ngươi lá gan thật rất lớn. Lan gia, ha ha, nghe vậy, Trần Phi ha ha cười một tiếng, mang tí ti châm chọc ý. Ngươi cười cái gì, vậy trong hư không một ông cụ khác chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi. Ta cười các người từng cái từ lấy là rất lợi hại, tự cho là bất phàm. Thật ra thì nhưng vậy bất quá chỉ là chuyện như vậy. Giống như mới vừa rồi bị ta giết người chết kia, rõ ràng yếu như vậy, nhưng nếu không phải là tự cho là đúng, và ta huyết chiến, lấy là ta sẽ không giết hắn sao? Trần Phi đón vậy một đôi âm u ánh mắt cười lạnh nói. Cho dù là ở nơi này cùng áp lực kinh khủng hạ, hắn eo, vẫn không có cúi xuống, sống lưng, ưỡn thẳng tắp. Oanh! Trần Phi nói làm vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng cả người toát ra khí thế kinh khủng, ánh mắt băng hàn vô cùng, tự cho là bất phàm, tự cho là đúng. Chính là một cái con kiến hôi đồ lại dám như vậy càn rỡ, lẽ nào lại như vậy? Đám người chung quanh cũng đều trong lòng khẽ run, tên này vậy đúng là điên, bây giờ bị Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì nơi kết thành bảy chiến đấu trên biển trận khóa, mệnh đều ở đây người bị thương, còn dám như vậy miệng lưỡi bén nhọn, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Nói rất hay, vậy cầm kiếm cụ già diễn cảm dữ tợn, rồi sau đó nhưng lại dần dần lắng xuống, nhìn Trần Phi, giống như là ở xem một người chết, nói ta thừa nhận, ta đích xác là xem thường ngươi. Vừa xem thường ngươi thực lực, lại xem thường ngươi thực lực, bất quá, bây giờ lời giống vậy, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lấy là ta sẽ không giết ngươi sao? Không, ta dĩ nhiên sẽ không như vậy lấy là. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, bất quá. Ta chẳng qua là cảm thấy các người không giết được ta, mà thôi. Phải không? Vậy cầm kiếm cụ già diễn cảm lại dữ tợn, uy nghiêm nói, người lấy là còn có ai còn có thể tới cứu ngươi sao? Ngây thơ. Vậy trong hư không bảy chiến đấu trên biển trận nơi ngưng tụ ra khí thế càng ngày càng khủng bố, chợt mọi người chỉ cảm thấy khí lưu run lên bần bật, đất đai dao động, tựa như một đoàn chói mắt khủng bố hoa quang, vô địch, giết hướng Trần Phi. Bọn họ muốn động thủ giết người. Nhưng chính là lúc này, một cổ kinh khủng súng ý cũng không biết từ đâu bạo liệt ám sát tới. Oanh ầm long, chiến trận lực lượng bị phá hủy, dẫn được hư không nổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tung bay trong bụi mù, Trần Phi thân hình râu ria không nhúc nhích, đứng ở đó, lãnh đạm nhìn vậy cầm kiếm cụ già. Bây giờ, người tin. Ai, Lan gia vậy cầm kiếm cụ già giận quát một tiếng, hắn biết đây cũng không phải là Trần Phi lực lượng, hơn nữa. Hắn còn từ vậy súng ý chính giữa cảm thấy quen thuộc hơi thở. Phịch, đây là, ở trước người của hắn, một cán mũi nhọn lộ ra trường thương chậm rãi xuất hiện, hướng bọn họ bảy người ám sát, khiến cho được bọn họ ánh mắt ngay tức thì thay đổi đứng lên, ngừng mấy phần, thân hình bạo lui. Bảy người đối phó một cái người hậu bối, các người Lan gia thật đúng là có mặt. Sát theo, xa xa truyền đến một đạo cuồn cuộn thanh âm, rất nhiều nhân vật thế hệ trước sau khi nghe,
đều là không khỏi ánh mắt rụt một cái, rung động nói hắn. Hắn làm sao tới? Ai, cút ra đây, vậy cầm kiếm cụ già giận uống, khí thế kinh khủng bay lên không, chiến trận ngưng tụ thành, làm vậy bên trong khu vực khí lưu đều là lăn lộn không nghỉ đứng lên. Hết sức đáng sợ. Oanh! Một khắc sau, không bất kỳ lời nói đáp lại hắn, nhưng mà, tất cả mọi người đều cơ hồ ở cùng trong chốc lát toàn thân phát rét, Hàn Mao dựng đứng ánh mắt chết nhìn chằm chằm về phía vậy trong bầu trời. Chỉ gặp ở nơi đó, một đạo sáng chói phách đạo quang hoa toát ra, xuyên thủng hư không, làm người ta cảm nhận được hủy diệt mạnh mẽ. Súng, đó là súng. Đám người trong mắt cứng đờ, lúc này mới chú ý tới vậy quang hoa sáng chói bản thể là một cán súng. Mà ở cầm súng trước mặt, vạn vật đều tựa như là mất đi chói lọi, thậm chí liền vậy cầm kiếm cụ già cùng 7 người dung hợp mà thành chiến trận lực, tiến lên đón vậy ánh sáng rực rỡ lúc đều bị rất nhanh xuyên phá, thấm vào, mất đi. Đến khi vậy trên bầu trời bình tĩnh lại, vô tận chiến tranh lực biến mất, tất công chưa thấy, ngược lại thì vậy một cán súng còn dâu ria không nhúc nhích đứng ở tầng mây kia trong, cao cao tại thượng, đáng sợ cực kỳ. Cái gì, mọi người rung động nhìn một màn này, còn người có rúc lại, đột nhiên, vậy bầu trời xa xăm trong một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, là làm tất cả mọi người đều nhanh chóng ngưng chuyển đi lên. Người nọ là một nhìn như ước chừng hơn 40 tuổi người trung niên, hùng phát to lớn, khí chất bá đạo, vậy một cán anh thương lúc này đang trôi lơ lửng ở hắn bên người, tràn ngập kinh khủng hơi thở, làm người ta cũng không dám nhìn thẳng. Hắn là ai? Tốt huy thế kinh khủng à? Mà ở thấy người này xuất hiện, rất nhiều người đều là không nhịn được trong lòng chảy ra vẻ kính sợ, rung động vạn phần, người này khí chất quá mạnh mẽ, hết sức bá đạo, tuy một người độc thân, nhưng lại có thể cùng vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị đối kháng. Đây không phải là đáng sợ, khủng bố là cái gì? Diệt anh thương Lý Bàng Bác, mà lúc này, vậy lan ra cầm kiếm cụ già rốt cục thì sắc mặt vô cùng âm trầm, khó coi phun ra vậy người tới tên chữ. Diệt anh thương Lý Bàng Bác, Tề gia bảo tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Vậy mà sẽ là hắn, người này danh tiếng cực lớn, thậm chí so bọn họ cũng còn chói mắt, nhưng vì cái gì, lấy hắn thân phận, sẽ đích thân xuất hiện, ngăn lại bọn họ giết người. Cái gì, diệt anh thương Lý Bàng Bác, vậy, đó không phải là, đi qua cầm kiếm cụ già như thế vừa nhắc. Rất nhiều người vậy rốt cục thì nhớ lại hơn trăm năm trước truyền thuyết kia, vô địch nhân vật. Vậy mà sẽ là hắn. Lý Bàng Bác, ta lan ra từ trước đến giờ cùng các người Tề gia bảo nước giếng không phạm nước sông, người tại sao cản ta? Một khắc sau, liền gặp vậy lan ra cầm kiếm cụ già sắc mặt âm trầm chất vấn. Ở hắn xem ra, mới vừa nếu không phải Lý Bàng Bác ra tay cản hắn, tiểu xúc sinh kia, tất nhiên đã là đáng chết ở trên tay bọn họ. Giết học trò hắn lan vô dụng, như vậy huyết cừu, làm sao có thể không báo? Tại sao, diệt anh thương Lý Bàng Bác cười lạnh cười, nói, Lan Thu, người giàu gì cũng là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, hơn nữa sau lưng ngươi vậy sáu lão đầu, bàn về thực lực cũng là không kém cùng bọn ta nhiều ít, có thể ngươi bây giờ lại không biết xấu hổ khi dễ chân nhân cảnh tiểu bối, chưa thấy được xấu hổ, chưa thấy được mất mặt. Hắn giết học trò ta lan vô dụng. Hơn nữa vô dụng vẫn là ta lan ra hạ nhất đại người thừa kế, bây giờ nhưng chết, ta tại sao không ra tay? Cầm kiếm cụ già Lan Thu lạnh lùng nói, huống chi, chuyện này cùng ngươi Lý Bàng Bác có quan hệ thế nào? Ta không ưa mà thôi, cho nên ra tay, làm sao, không được sao? Lý Bàng Bác đồng dạng cũng là nhàn nhạt phải nói, Tề Hư Trùng lão tổ hạ tử mệnh lệnh muốn hắn bảo vệ Trần Phi an toàn, cho nên, hắn sao có thể không quản được? Không ưa. Cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt âm trầm, ánh mắt vậy là theo chân híp một cái, không ưa. Thật chẳng qua là không ưa đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ, thằng nhóc này và Tề gia bảo có quan hệ thế nào? Bất quá coi như vậy, hôm nay chuyện này hắn vậy tuyệt không chuẩn bị lúc này biệt hạ khẩu khí này, Lan vô dụng không chỉ là học trò hắn, lại là bọn họ Lan gia hạ nhất đại truyền nhân, bị dốc vào vô số tâm huyết đào tạo, bây giờ lại bị người giết, thù này sao có thể không báo? Lý Bàng Bác, ta lan ra vô tình cùng các người Tề gia bảo là địch, bất quá, người này phải chết, nợ máu trả bằng máu, cho nên, xin tránh ra. Cầm kiếm cụ già Lan Thu thở một hơi thật dài, hướng Lý Bàng Bác lạnh lùng nói. Phải không, Lý Bàng Bác nghe vậy cười lạnh cười, đứng ở đó không nhúc nhích tí nào, vậy không nói thêm gì nữa, chẳng qua là vậy bên người diệt anh thương,
nhưng chẳng biết lúc nào đầu thương nhắm thật ngay lan ra bảo vệ tộc Thất Kiếm thì các người. Vậy lạnh như băng sùng ý, lại là đem những người đó hoàn toàn phong tỏa. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng, kinh hoàng, cái này Lý Bàng Bác lại là tới thật. Vèo, vèo, vèo. Đây là, xa xa rất nhiều đạo hơi thở cường hãn bóng người lóe lên tới, hiển nhiên là bị cái này hai bên cường hãn va chạm cho đã quấy dày. Thu lão, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, mà ở đó chút lóe lên mà đến cường hãn hơi thở bóng người chính giữa, một đạo, hai đạo, ba đạo thân ảnh dừng lại ở Lan Thu cùng người bên cạnh, một người ánh mắt kinh nghi quét mắt xa xa Lý Bằng Bác, thấp giọng hỏi. Cái này ba người lại đều là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, hơn nữa, rõ ràng cho thấy đến từ Lan gia. Vô dụng chết, bị thằng nhóc kia diệt ở huyết sát đài lên. Ta muốn giết hắn trả thù. Có thể Lý Bàng Bác vậy lão phong tử nhưng ở ngăn trở ta. Nói gì không ưa, cầm kiếm cụ già Lan ra cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì, vô dụng chết, một tiếng thét kinh hãi, vậy ba người chính giữa, chợt là có kinh khủng tức giận tràn ngập đi ra. Trên bầu trời sát theo hiện đầy sát ý, hết sức lạnh như băng. Lý Bàng Bác, chuyện này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Giết người thì thường mạng, lẽ bất gì bất dịch, mong rằng chớ có nhúng tay vào. Một vị Lan gia đầu đầy tóc bạch kim tiểu thiên vị nhân vật lạnh lùng nhìn Lý Bàng Bác, không khách khí nói. Hắn mặc dù thực lực không bằng Lý Bàng Bác, nhưng lại là người sắp chết, thọ nguyên không nhiều, cho nên thật nếu nói, hắn cũng không gặp được biết sợ liền cái gì. Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch. Ha ha, ngươi lời này thật đúng là nói đại nghĩa nghiêm nghị à, bất quá, ngươi quên đây là địa phương nào. Lý Bàng Bác cười lạnh cười. Vậy Lan gia tiểu thiên vị nhân vật ánh mắt sụt một cái. Đây là huyết sát đài. Quy củ cũng là phủ thành chủ tự mình quyết định. Người nào chết, đều là đầu xuôi đuôi lọt, không được truy cứu. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng các người Lan gia mới có thể có tư cách coi thường phủ thành chủ chứ? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, cổ quái nhìn Lan gia vậy ba vị tiểu thiên vị nhân vật, cùng với Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị. Thực vậy. Lan gia ở nơi này võ thành là thật lợi hại, đứng sau bốn thế lực lớn nhất lưu, lần này, từ đây là lục tục ba đại tiểu thiên vị nhân vật ra sân, cùng với Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thì cái này đủ để sánh bằng tiểu thiên vị đỉnh cấp tích chữ trên người, vậy là có thể thấy được phân minh. Có thể coi là như vậy, thì thế nào? Bởi vì chớ nhìn bọn họ võ thành phủ thành chủ từ trước đến giờ khiêm tốn, nhưng mà, cũng đừng quên, đất này võ thành phủ thành chủ đây chính là bên trong vực vương tộc trực thuộc. Lan gia có tư cách coi thường bực này đồ vật khổng lồ vậy tồn tại. Sợ rằng không có chứ. Cùng lúc đó, vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh cấp nhân vật cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trên trời. Chẳng qua là lần này, bọn họ cũng không lên tiếng, mà là lạnh lùng ánh mắt phong tỏa ở Lan gia cùng trên người, mặt mũi không tốt. Những năm gần đây huyết sát đài lên chết đi có thân phận người không thiếu, âm thầm chuyện báo thù vậy thì không cách nào át chế, chẳng lạ lùng gì, nhưng là... Như vậy ngay trước bọn họ mặt động thủ, lần nữa coi bọn họ tại vô vật, như vậy ngông cuồng vẫn là ít chi lại càng ít. Tựa hồ xem ra cái này Lan gia, là thật đem bọn họ làm là nhân vật nào. Như vậy không khí, làm vậy Lan gia các người cảm nhận được, sắc mặt lại là tái biến đứng lên. Âm trầm vô cùng, xanh mét khó khăn xem. Ta Lan gia vô tình không tuân theo phủ thành chủ quy củ, càng không ý xúc phạm cái gì. Chỉ bất quá thằng nhóc này quá mức hèn hạ vô sỉ, cố ý giấu giếm thực lực, dẫn dụ ta đồ vô dụng bị lừa, cùng chi huyết sát đài tử chiến, lúc này mới bỏ mình. Bực này âm hiểm tâm cơ, chẳng lẽ không đáng chết? Cầm kiếm cụ già Lan Thu lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói. Hèn hạ vô sỉ, giấu giếm thực lực, dẫn dụ bị lừa, đối phương phen này giải thích, liền Trần Phi đều là không nhịn được cười giễu cợt vỗ tay đứng lên, nói châm chọc, theo ngươi như thế nói. Vậy ta có phải hay không hẳn ban đầu liền nói cho hắn, người học trò ở ta trước mặt phế vật đến liền con kiến cũng không bằng, ta một ngón tay là có thể đem hắn nghiền bảo. Hắn loại phế vật này, nên sớm một chút cút, chớ xuất hiện ở ta trong tầm nhìn. Im miệng, vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu đỏ mặt lên, giận dữ hét miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi lấy làm cái này nói bậy nói bạ, càn quấy ta là có thể không giết ngươi. Có bản lãnh ngươi liền thử một chút hả? Trần Phi cười một tiếng. Nói châm chọc còn nhớ trước ngươi vậy học trò hoàn toàn là ta là vô vật, cảm thấy ta là phế vật cùng, kết quả thế nào? Cuối cùng mình so với phế vật còn phế vật, mà hôm nay,
chưa từng tương tự cảnh tượng à, quả nhiên, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ngươi cái này lão cẩu, và ngươi phế vật kia học trò thật là giống nhau như đúc, phế vật vô cùng. Trần Phi cái miệng này vẫn là có một bộ, vậy cầm kiếm cụ già nghe mặt cũng xanh biếc, vô cùng dữ tợn, hiện đầy huyết quang. Càn rỡ, tốt một bản miệng mồm lanh lợi miệng chó, tốt, rất tốt. Ta Lan Thu nếu không giết ngươi, thiên lý bất dung. Vậy cầm kiếm cụ già diện mạo dữ tợn hướng Trần Phi gầm thét, khủng bố sóng âm làm Trần Phi thân thể cũng rung một cái. Giết ta! Trần Phi sắc mặt như cũ như vậy giễu cợt, nhàn nhạt nói, ngươi như có bản lãnh, có thể thử một chút, bất quá, một con chó già mà thôi, cũng không phải là bảy cái, ta thật giống như cũng không cần coi ra gì à. Oanh, Trần Phi nói để cho vậy còn sót lại 6 lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng nổ tung, vô cùng tức giận bộc phát ra khí thế kinh khủng, ánh mắt âm hàn, lão cẩu. Bọn họ sao, thật là tìm chết đồ. Đám người chung quanh cũng đều trong lòng khẽ run, tên này miệng thật lợi hại, cũng quá vô cùng gan dạ, lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thì vậy đám nhân vật, cũng là hắn có thể mắng. Bất quá Trần Phi lá gan đích xác rất lớn, dĩ nhiên, đây cũng không phải là không đầu óc lớn gan. Bởi vì một là nếu đều đã kết oán, khách khí nữa đó cũng là ngu xuẩn, thứ hai đây cũng chính là mấy cái dựa vào chiến trận quát tháo lão đầu mà thôi, vậy chiến trận kết không được, hắn căn bản liền không cần sợ. Thậm chí coi như kết trận lên, lấy hắn bây giờ thực lực, đối phương muốn giết hắn, vậy quá khó khăn. Cơ hồ không thể nào. Nhưng đối phương cũng không biết, cho nên, bọn họ lựa chọn ra tay. Bọn ta kéo Lý Bàng Bác vậy người điên, các người đi làm thịt thằng nhóc kia. Phải chết không muốn sống. Vậy cầm kiếm sắc mặt lão nhân âm lãnh hạ lệnh. Vèo, vèo, vèo. Một khắc sau, bọn họ 7 người thuận tiện lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhanh chóng kết thành vậy 7 chiến đấu trên biển trận, đem Lý Bàng Bác kéo vào trong hư không. Cùng lúc đó, vậy còn lại 3 cái lan ra tiểu thiên vị nhân vật cùng với lan ra cao thủ cũng là nhìn nhau một cái, lóe lên ra, hướng vậy Trần Phi đạp chết đi. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì ở bọn họ lan gia địa vị không phải chuyện đùa, thuộc về cao cấp nhất vậy một liệt, cho nên bây giờ cầm kiếm cụ già hạ lệnh, bọn họ tự nhiên muốn động thủ, đem Trần Phi giết chết. Phịch, các người lan gia có phải hay không quá coi chúng ta tại vô vật? Thanh âm lạnh lùng từ ngày đó không trung truyền tới, một giây kế tiếp, chỉ gặp tầng mây kia trong lại có một cái to lớn phiên vân bàn tay rơi xuống, đem một vị kia lan gia tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật phách thối. Đồng thời một đạo thân ảnh cũng là hướng vậy bị phách lui người tập sát ra, uy thế khủng bố. Thân ảnh này không phải người khác, chính là vậy phủ thành chủ 2 vị thống lĩnh cấp nhân vật hắn một vị trong đó. Người này dường như bị lan ra lại 3 lần coi thường cho kích thích ra một ít chân hỏa, cho nên cái này ra tay một cái cũng là sấm sét vạn quân, kinh người vô cùng. Làm tầng mây kia ở giữa chiến trường đổi được hỗn loạn, lăn lộn không nghỉ đứng lên. Mà vậy một vị khác phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật thì lộ vẻ được qua loa lấy lệ rất nhiều. Chỉ gặp hắn tùy ý quét mắt vậy lan ra tiểu thiên vị cường giả còn sót lại 2 một người trong, rồi sau đó hướng yếu nhất người nọ phiêu bay đi, thấp giọng cười nói, ta không muốn đánh, nhưng bây giờ không thể không đánh, ta xem ngươi vậy không sai biệt lắm, cùng nhau, như thế nào. Vậy bị tìm tới cửa lan ra tiểu thiên vị nhân vật hơi ngẩn ra, chợt con ngươi nhanh tránh. Đồng thời hắn thân thể bắt đầu hướng phía trước rơi xuống. Một trường vỗ ra, bắt đầu uy phong lẫm lẫm lực lượng kinh khủng chính là hướng vậy phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật lướt đi. Người sau con ngươi nhanh tránh, khẽ mỉm cười, nghênh đón. 2 người bắt đầu, đại chiến. Cùng lúc đó, vậy lan ra còn dư lại cái cuối cùng tiểu thiên vị nhân vật, cùng với một đám cao thủ lại không người có thể ở ngăn lại bọn họ. Vèo, 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 từng đạo bóng người lóe lên ra. Giết hướng Trần Phi. Vậy lan ra tiểu thiên vị ông già, cũng chính là vậy trước giận như vậy nổi giận đầu đầy tóc bạch kim ông già âm u nhìn Trần Phi, hờ hững nói, bây giờ, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Nghĩ xong chết như thế nào sao? Ta nghĩ xong chết như thế nào? Nói thật, ngươi có phải hay không quá tự tin? Nghe vậy Trần Phi nhưng trực tiếp là cười, bôi đen quang chợt hiện, hắc quang kia quá đao trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó lăng không chém một cái. Oanh, 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 từng đạo lan ra cao thủ bóng người bị một kiếm này nơi phóng thích ra khủng bố kiếm mang đánh chúng, lập tức bị đánh giết chết mất, bị hoàn toàn hủy diệt. Hắc quang quá đao, làm sao biết, ngươi tự tìm cái chết,
Vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già ánh mắt bỗng nhiên co rúc một cái, trên mặt hiện đầy dữ tợn, hét giận dữ lên tiếng, thần niệm như bài sơn đảo hải lao ra, hướng Trần Phi oanh đi giết. Có thể Trần Phi căn bản cũng chưa từng nghĩ tới và hắn đánh, tránh thoát, trong tay nơi cầm hắc quang quá đao toát ra thần hoa, sắc bén vô cùng, quang diệu thiên địa, lại là làm bầu trời này trong nhiều hơn trừ mấy đoàn xương máu, chết ở phía trên kia, hoàn toàn hủy diệt. Chưa thấy được các người thật là ngu xuẩn được có thể không? Để cho bọn họ tới giết ta, đây là muốn cho bọn họ tới nộp mạng chứ? Trần Phi châm chọc một tiếng, cơ hồ một đao một cái, làm vậy tóc bạch kim ông già mặt cũng xanh biếc, Trần Phi liền chỉ là một người, mà bọn họ lan ra môn nhân cao thủ quả thật có đếm hơn trăm ngàn, hắn căn bản không bảo vệ được. Nguyên nhân chính là làm người nhiều, Trần Phi tùy tiện một đao đều sẽ chết một mảnh, không người ngăn được. Thẳng đến lúc này, hắn vậy chân chính chú ý tới Trần Phi thực lực, lại là mơ hồ đạt tới bọn họ tầng thứ này cao độ. Vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nếu thật sự là như thế, hắn một người, sao có thể giết đối phương? Cây kia bản hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Chạy, chạy mau, mà vậy lan ra môn nhân cao thủ lúc này cũng là luống cuống, cũng không dám giết hướng Trần Phi, toàn bộ lui về phía sau. Bọn họ bên trong trừ đầu đầy tóc bạch kim ông già, còn lại đều không phải là chân quân cảnh tồn tại, thật là cũng không đủ một đao thiết. Đám người ánh mắt cũng là cứng ngắc ở, không nghĩ tới cái này nguyên bản bọn họ theo bản năng dự đoán vây giết cục diện, cánh diễn biến thành liền như vậy tai vạ, người không giết chết, ngược lại bị giết. Lan ra đây quả thực là đổ tám đời huyết môi. Làm sao, sau khi biết lui, sợ sao? Trần Phi chỉ những cái kia lui về phía sau lan ra môn nhân cao thủ. Nhìn mặt đầy âm trầm đầu đầy tóc bạch kim ông già nhàn nhạt nói, thanh âm mang châm chọc, ngươi đâu? Muốn không muốn học một ít bọn họ, dứt khoát vậy lui về phía sau thôi, nhiều người như vậy đều sợ, người vậy đi theo, không tính là mất mặt. Im miệng, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già một tiếng quát chói tai, cặp mắt đều là máu đỏ lên, cảm nhận được làm nhục. Hắn nhưng mà tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại, nếu như vậy đi theo lui về sau, vậy coi như cái gì, xấu hổ mất mặt sao? Tiểu tạp chủng ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay ta lan ra không giết ngươi, thề không bỏ qua. Sát theo liền gặp hắn sát ý sôi trào, uy nghiêm vô cùng hét. Có thật không, Trần Phi sắc mặt lạnh lùng xuống, xoay người bước ra một bước, hướng vậy bên ngoài thành đi. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng, vậy là theo chân vang lên. Ngươi nếu như muốn chết, ta tác thành ngươi. Có gan hãy cùng để ta đi. Gặp Trần Phi lại chủ động hướng bên ngoài thành đi, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già hơi biến sắc mặt, chợt hiện ra lạnh lẻo, châm chọc, nụ cười lạnh lùng. Bởi vì nếu là ra khỏi thành, hắn động thủ không có cố kỵ, muốn giết tiểu tạp chủng này còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trần Phi bực này hành vi ở hắn xem ra, đơn giản là tự tìm đường chết. Bất quá, cái này tránh hợp ý hắn. Vèo, vèo. Hai người một trước một sau, tốc độ thật nhanh, vọt ra khỏi võ thành. Cái này bên trong cũng có người muốn theo sau thấy đại chiến, có thể Trần Phi nhưng không nghĩ để cho bọn họ thấy được, tốc độ đạt tới đỉnh cấp, đem những người đó xa xa quăng không bóng dáng. Như vậy mấy giờ sau đó, Trần Phi đám người tung tích đã là xuất hiện ở võ thành ngoài ngàn dặm. Nhưng dù vậy, vậy vẫn là có số người cực ít, hắn không có thể bỏ rơi. Thân phận của những người đó là... chân quân cảnh nhân vật. Xem ra là không bỏ rơi được. Trần Phi tự lẩm bẩm, thả chậm tốc độ. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Một tiếng lạnh thấu xương lạnh a từ sau lưng hắn truyền tới, chỉ gặp vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già cầm trong tay một đỉnh chuông đồng, kinh khủng thần niệm lực tách thả ra, hướng hắn đánh tới, rất là đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng vẫn là có chút giật mình, Trần Phi tốc độ lại nhanh như vậy. Nếu không phải Trần Phi bây giờ thả chậm tốc độ, hắn thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút bất an. Nhưng ngay sau đó hắn vẫn là cưỡng bách mình chấn định lại. Bởi vì hắn tuyệt không tin, Trần Phi thực lực có thể so với hắn mạnh hơn, đó không phải là chê cười sao. Chạy, ngươi thật đúng là vô sỉ đến trình độ cao nhất, ta như muốn chạy, ngươi thật đuổi theo kịp ta. Trần Phi châm chọc một tiếng, xoay người bước chân trực tiếp là bước ra đi, cả người thả ra kinh người sắc bén hơi thở. Trong tay cầm hắc quang kia quá đao, hàm chứa đáng sợ vô hạ kiếm ý một kiếm bổ ra, chợt vậy đánh tới khủng bố thần niệm trực tiếp là bị chém chết. Tiêu tán ở vân không trong. Thấy tình cảnh này, sau đó theo tới,
núp trong bóng tối tất cả thế lực tiểu thiên vị nhân vật trực tiếp là ánh mắt kinh sợ kinh. Thằng nhóc này, lại là thật có tiểu thiên vị tầng thứ sức chiến đấu. Giết, Trần Phi lại lần nữa ra tay, khủng bố kiếm ý tràn ngập ở hắc quang kia quá trên đao chém đi ra ngoài, hóa thành một đạo chất phác không màu mè quang ba, quá mạnh mẽ, làm vậy dọc đường khí lưu đều là mất đi. Ngươi tự tìm cái chết, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chính là chân chính tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, coi như là nhắm mắt, vậy tất nhiên là sẽ không sợ, không thể sợ. Hắn cường hãn nhất thủ đoạn chính là thần niệm, hóa thành chống chiều chuông sớm, thật lớn vô cùng, sóng gợn kinh trời, chấn áp xuống tới, đè hướng Trần Phi một kiếm. Phịch! Ông, hư không run lên, kiếm quang ông minh, run rẩy không ngừng, dường như muốn nứt ra vậy. Trần Phi hơi biến sắc mặt, rõ ràng nếu không phải vận dụng tử tiêu khí mà nói, hắn cùng đối phương thực lực tương đối vẫn là có chút chênh lệch. Bất quá chênh lệch này đã không quá rõ ràng. Mà ở thấy một màn này, coi như là kích phá Trần Phi một kiếm kia, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt cũng là hơn nữa khó xem, tiểu súc sinh này thực lực lại đạt tới trình độ như vậy, yêu nghiệt như vậy, cái này phải để cho hắn như thế nào giết. Thực lực như vậy chênh lệch không lớn dưới tình huống, hắn muốn giết Trần Phi, thật quá khó khăn đến liền chính hắn cũng không có lòng tin gì. Không chỉ là hắn. Những cái kia ẩn thân trong bóng tối các thế lực lớn tiểu thiên vị nhân vật lúc này cũng là có loại này cảm thụ. Thằng nhóc này kết quả là lai lịch gì? Ta xem hắn, còn chưa tới chân quân cảnh tầng thứ chứ? Có người tự lẩm bẩm trong giọng nói mang kinh ngạc, rung động, Trần Phi thực lực, Trần Phi thiên phú, cũng làm bọn họ cảm nhận được nội tâm kích động. Chân quân cảnh trở xuống, có thể có tiểu thiên vị cảnh giới sức chiến đấu, như vậy tiểu quái vật bọn họ võ thành không phải là không có. Nhưng mà, thằng nhóc này là nhà nào? Hoàn toàn cho tới bây giờ căn bản là không có nghe nói qua à? Đây là, đột nhiên trên bầu trời một đạo vang lớn truyền ra, sát theo mọi người lại là gặp được một tôn cung khuyết hạ xuống. Vậy cung khuyết trong ánh sáng vô tận vẩy ra, hình thành một mảng lớn nguy hiểm màn sáng, xen lẫn vờn quanh chung một chỗ, thật nhanh hướng Trần Phi chìm ngập đi. Là có người đánh lén. Lan Tiêu, ngươi tới thật đúng lúc, giết hắn. Đầu đầy tóc bạch kim ông già vừa thấy được vậy cung khuyết liền ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, cất giọng kích động nói. Cái này cung khuyết, là bọn họ lan ra bảo vật, mà hắn người có, cũng là bọn họ lan ra một vị tiểu thiên vị nhân vật, thực lực không kém. Xì xì, từ vậy cung khuyết chính giữa vẩy ra màn sáng lại là nguy hiểm mấy phần, sao động lên, tràn ra kinh khủng ý sát phạt, bao phủ Trần Phi, muốn đem hoàn toàn xóa bỏ. Suy, Trần Phi sắc mặt ngưng nhiên. Cầm kiếm giơ tay lên, vô tận cường hãn vô hạ kiếm ý vào giờ khắc này tuôn tràn ra đáng sợ nhất uy lực. Một kiếm, vậy nguy hiểm màn sáng liền bị phá ra. Lại một kiếm, vậy cung khuyết liên quan bị đánh bay ra ngoài khoảng cách rất xa, trên bầu trời hiện ra khoa trương chấn động ông minh. Tầng mây ngược dòng lăn lộn, tốt không đáng sợ. Bất quá, Trần Phi vậy vẫn là bị thương, cả người hiện đầy vậy chói mắt vết máu, sâu thấy tới xương, máu tươi chảy như dòng nước. Hiển nhiên, đây chính là vậy nguy hiểm màn sáng lực lượng tạo thành phá hoại. Có thể có chút kỳ quái là, lấy Trần Phi hiện nay thân sắc cường độ, kia như thế dễ dàng sẽ bị thương, hơn nữa còn bị thương như thế khoa trương, nặng như vậy. Đây đúng là có chút kỳ quái. Trừ phi, hắn là cố ý. Một màn này tuy chỉ là phát sinh ở ngay lập tức gian, có thể mọi người tại đây ai là người phàm. Toàn nhìn rõ ràng. Hai đứa nhỏ thiên vị hướng một cái người hậu bối động thủ, hơn nữa còn là đánh lén. Thật là có quá vô sỉ, có người lẩm bẩm nói, ngày hôm nay trận chiến này thằng nhóc kia chỉ sợ là không chạy khỏi, bất quá, truyền đi, lan ra cũng biết lâm vào là trò cười. Như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, không khỏi có chút quá bị ổi. Ông phịch, mà vào lúc này, vậy cung khuyết lại lần nữa giết trở về, khủng bố ánh sáng rực rỡ bỏ ra, nhập vào xuất ra chói lọi dương. Cực kỳ đáng sợ, vậy lực lượng trực tiếp là hướng cả người là máu Trần Phi quán đính. Từng đạo nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc vang truyền ra, Trần Phi sắc mặt trắng bệch, trên thân thể thần hoa đều bắt đầu dần dần ảm đạm, thất khiếu chảy máu. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như vậy, ta xem ngươi có chết hay không? Xa xa, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già cũng là cặp mắt tràn ra vui sướng cười nhạt, nói châm chọc, lúc trước, bằng hắn sức lực của một người không giết chết Trần Phi. Mà bây giờ tới người giúp, hắn không tin Trần Phi còn có thể trốn vượt bay lên trời. Xem ta có chết hay không, có thể đây là,
cả người là máu Trần Phi lại đột nhiên cười, cười làm cho người khác không nghĩ ra, càng làm người ta trong lòng có dũng khí tim đập rộn lên khó hiểu kinh dị cảm. Phịch, một giây kế tiếp, vân không trong đột ngột hiện ra khủng bố chiến ý, chớp mắt gian, đối với kinh khủng quân đội trực tiếp là xuất hiện ở trước người, hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở chớp mắt gian, nhưng sấm sét vạn quân, để cho người rung động. Cái này, đây là cái gì? Quân đội, người sao ánh mắt kinh dị ngưng mắt nhìn vậy đột ngột xuất hiện quân đội, thần sắc rung động, bởi vì ở quân đội kia chính giữa, bọn họ lại là cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mà bọn họ cũng đều là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật à? Chẳng lẽ, xích tiêu chiến trận, chiến long móng, thanh âm u lãnh vang khắp ở vân không trong, theo sát phía sau chiến ý bùng nổ, bắn ra trận văn, đem vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm. Đồng thời gian, hiện đầy dữ tợn vảy long trảo xuất hiện, từ vậy bàng bạc, cường hãn quân đội chính giữa bay tới, giết hướng vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già. Vừa lên tới chính là tuyệt diệt sát chiêu, như sát thần giáng thế. Xích tiêu quân, dĩ nhiên nếu là lấy quân đội đặt tên, vậy thì thật ra thì chính là đao phủ thủ, giết người so núi còn cao, còn sâu hơn biển, cho nên một khi động thủ đứng lên, sát ý kia tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Mọi người ánh mắt hung hăng rụt một cái, nguyên lai thằng nhóc này lại còn có như vậy hậu thủ. Đủ để sánh bằng tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại vô tình quân đội, đây là bực nào hiếm thấy nội tình. Hắn, kết quả là lai lịch gì? Cẩn thận, từ vậy cung khuyết trong truyền ra tiếng, có chút gấp rút. Cái này quân đội cho hắn cảm giác không bình thường, nhất là bây giờ công kích này, như hoàn toàn là bị đánh lén dưới, chỉ sợ cũng coi như là hắn, cũng biết bị thương nặng. Mà bây giờ, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chính là đang bị đánh lén trạng thái. Vì làm buông lỏng cảnh giác, Trần Phi cố ý bị thương, chính là muốn làm hắn phân tâm. Đáng chết, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt biến, vô cùng là âm nặng, bao phủ ở kinh khủng kia khí cơ hạ, hắn thân thể đều bắt đầu hơi rung rung. Là bởi vì là cảm nhận được khổng lồ áp lực. Hô, một giây kế tiếp liền gặp hắn há miệng quát một tiếng, cắn bể lưỡi cây, khạc ra máu tươi. Rồi sau đó cặp mắt trực tiếp là có một vòng kinh khủng thần niệm hóa thành bảo bánh xe bắn ra, thần uy cái thế, cực độ đáng sợ. Xích tiêu quân xuất hiện ở thời cơ quá tốt, chính là hắn phân thần thời khắc, hơn nữa, vậy khoảng cách quá gần. Cho nên hắn chỉ có thể làm được như bây giờ vậy trình độ. Bị động như vậy phòng thủ, lấy công làm thủ. Phịch, vậy bảo bánh xe cuồng liệt đụng phải chiến long móng, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, hư không run lên. Sau đó trực tiếp là có sáng chói như ánh sáng mặt trời cường hãn sóng trùng kích dễ như bỡn tàn phá mở, đem vậy chung quanh hết thảy cũng mất đi tiêu diệt. Đây cũng là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật mạnh mẽ, giơ tay lên gian xé thiên địa, thần uy cái thế. Còn nếu là lớn hơn thiên vị nhân vật tới, chỉ sợ cũng mới vừa rồi vậy một chút, phạm vi này trăm dặm cũng được hủy diệt, vô địch đến như vậy trình độ. Mà lúc này, bụi mù tản đi. Vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chật vật không dứt hiện thân, cả người là máu, máu tươi đầm đìa, hơi thở uể oải. Tựa hồ không thể so với Trần Phi dáng vẻ giả vờ không sai biệt lắm. Ngươi hèn hạ, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già giận quát một tiếng, khí được cả người đều run rẩy, không nghĩ tới Trần Phi lại cất giấu như vậy lá bài tẩy, thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Hèn hạ, nói những lời này thời điểm ngươi chưa thấy được đỏ mặt sao, chẳng lẽ các người mới vừa rồi liền không đánh lén ta? Còn nữa, ta liền chân quân cảnh tầng thứ cũng không đến, mà ngươi nhưng là cao cao tại thượng tiểu thiên vị nhân vật, nhưng còn bây giờ thì sao? Ỷ lớn hiếp nhỏ, thậm chí còn đánh lén, ngươi không biết xấu hổ nói ta hèn hạ. Trần Phi quát lạnh một tiếng, vậy trên bầu trời xích tiêu quân lại lần nữa động thủ, lực lượng kinh khủng hướng đầu đầy tóc bạch kim ông già chìm ngập. Nếu như người sau còn ở vào thời kỳ tột cùng, bọn họ thực lực nhất đối với là không hơn không kém, hoặc là 4-6 mở. Bất quá bây giờ bởi vì mới vừa rồi một kích kia mà làm bọn họ chiếm được tiên cơ, như vậy cơ hội tốt, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Không gian điên cuồng gào thét, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già tổn thương càng thêm tổn thương, mặt mũi dữ tợn, cả người toàn bộ khí tức tách thả ra ra, hét, Lan Tiêu đừng để ý ta, người mau ra tay làm thịt tiểu xúc sinh kia. Ông, lời hắn tiếng vừa dứt, lực lượng kinh khủng hướng Trần Phi nghiền ép tới, vậy cung khuyết lại lần nữa xuất hiện. Thậm chí còn là ném ra bất hủ hào quang ngưng tụ thành một chuôi trường mâu, nổ bắn ra tới, thủng vậy hư không. Vương, thiếu gia, cảm nhận được vậy đối phương ý đồ,
lại là chuẩn bị lấy Trần Phi thành tựu cửa đột phá, Xích Tiêu Quân Cơ tinh mặt liền biến sắc, ánh mắt phòng rộng rãi dồn dập chuyển qua. Hắn cũng không biết Trần Phi chân chính nội tình và thực lực, cho nên hắn không biết, Trần Phi bây giờ còn chống đỡ không chịu đựng được. Đừng để ý ta, bất quá đáp lại hắn, nhưng là Trần Phi không có chút nào chập chờn thậm chí hở hững thanh âm. Hắn cầm trong tay hắc quang quá đao trực tiếp là bổ ra một kiếm, đề nghị như sao rơi, sắc bén lực lượng đem trường mâu kia chặt đứt, có thể trường mâu kia còn sót lại lực lượng vậy vẫn là quá mạnh mẽ, hướng hắn thân thể lướt đi, bình bịch bịch tiếng liên tục không ngừng vang lên, máu tươi tách thả ra, giống như xương máu, vô cùng kinh người. Mà như vậy cảnh tượng, làm rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng ngưng. Có ở trong mắt xuất hiện đáng tiếc sắc thái. Trần Phi tu vi tầng thứ chưa tới tiểu thiên vị chân quân cảnh, nhưng lại có thể chiến đến loại trình độ này, đã có tư cách được gọi chi là kinh người, yêu nghiệt. Nhưng tiếc là, hắn kẻ địch quá mạnh mẽ, lan ra lan tiêu, tên này coi như là ở bọn họ các người chính giữa, cũng không coi là yếu. Phịch! Mà lúc này, vậy Xích Tiêu Quân thế công vậy vô cùng là khủng bố. Che đậy thiên khung chiến ý, ngưng tụ thành chiến qua, trường thương, phách đao. Liêm kích cùng lợi khí giết người, như tinh thần rơi xuống, đánh thắp bầu trời mênh mông, lực lượng này cũng là làm vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chật vật mà chạy, bánh xe vào vô cùng nguy hiểm hiểm cảnh. Xích Tiêu Quân lực lượng, năm đó đây chính là từng chạm đến đại thiên vị ngưỡng cửa, mà hôm nay coi như là rớt xuống chút, vậy vẫn là vô cùng là khủng bố. Mang tuyệt diệt hơi thở. Xích Tiêu chiến trận, chiến long diệt thế. Trầm thấp lời nói. Không chấn động kinh thiên địa đáng sợ uy thế, có thể vậy đầu đầy tóc bạch kim nhưng ở kinh khủng này khí cơ phong tỏa hạ, trực tiếp là cương ở nơi đó. Cùng lúc đó vậy cung khuyết chính giữa lan ra cao thủ lan tiêu trực tiếp là sắc mặt kinh biến đứng lên, kinh hô, gặp. Hống, một tiếng lạnh thấu xương thú hống, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bị lực lượng kinh khủng phong tỏa, rất miễn cưỡng bị đẩy vào sát phạt thế giới, khu vực này bên trong hiện đầy khủng bố chiến ý, sát ý, còn có một cái dữ tợn chiến ý chiến long. Ngửa mặt lên trời gầm thét, móng nhọn sắc bén, hướng hắn nhào tới, muốn hủy diệt hết thảy. Không, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, lực lượng này đã là Xích Tiêu Quân lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy, quá kinh khủng, nói trắng ra, chính là muốn giết hắn. Mà phiền toái nhất là hắn bây giờ trạng thái thật sự là quá kém, đánh, không đánh lại, chạy, không chạy khỏi. Lần này liền vậy cung khuyết chính giữa lan gia cường giả lan tiêu cũng không dám lại tiếp tục đuổi giết Trần Phi đi xuống, bởi vì nếu là như vậy ở để mặc cho đầu đầy tóc bạch kim ông già bỏ mặc, vậy hắn, sợ rằng sẽ chết. Phịch, vậy cung khuyết hướng Xích Tiêu Quân đánh tới, sáng chói hoa quang ngưng tụ thành một cái vô cùng chói mắt bàn tay, kinh khủng rơi xuống, phải đem vậy khu vực phong tỏa đánh vỡ, làm đầu đầy tóc bạch kim ông già trốn ra được. Âm 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 âm. Không có gì sánh kịp cường hãn nổ, cái này cung khuyết bên trong lan ra cao thủ lan tiêu lúc này cũng là nảy sinh ác độc, cầm ra đè đáy dương thủ đoạn. Bàn tay kia trong tràn ngập uy thế như mà thế chi hồng, quá mạnh mẽ, làm vậy Xích Tiêu Quân rất nhiều quân sĩ đều bắt đầu ói học. Phịch, khó mà hình dung tàn phá chập chờn, hết sức sáng chói, bất quá làm vậy tàn phá đã qua sau đó nhưng là vô tận khói báo động, che khuất bầu trời, tất cả mọi người làm hô hấp gấp gáp. Nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời tản đi khói mù địa phương. Võ thành cực kỳ lâu đều không phát sinh chiến tranh, cho nên tiểu thiên vị tồn tại chỉ cần là không mình tìm chỗ chết, vậy cơ hồ là sẽ không chết, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng đánh hơi được sợ rằng sẽ phát sinh mới lịch sử mùi vị. Tiểu thiên vị người, không phải thiên tai lượng, cuối cùng là có người muốn bị làm thịt sao? Phịch, hào hùng Xích Tiêu Quân đội ngũ bị rất miễn cưỡng oanh bay ra, đụng vào núi kia trên ven núi. Một ngọn núi trực tiếp là sụp đổ, đưa tới động đất vậy chập chờn. Thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, xem ra cái này quân đội là liều mạng chịu đựng một kích giá phải trả, cũng phải đem vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bị thương nặng. Chợt, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống chiến trường bên kia, chỉ gặp vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bừa bãi nằm ở mấy ngàn gạo đường kính khổng lồ lỗ lớn trong, dưới người mặt chính là vũng máu, bị thương vô cùng nặng. Lan Tiêu, giết bọn họ. Giết bọn họ cho ta, mà lúc này, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già cũng là hoàn toàn cặp mắt máu đỏ lên, vô cùng dữ tợn, gầm hét lên. Quân đội kia mới vừa rồi mặc dù nặng sang hắn, nhưng cũng là rất miễn cưỡng bị Lan Tiêu công kích, tất nhiên bị thương rất nặng. Đây là cơ hội. Các người rất tốt, thật rất tốt,
vậy cung khuyết chính giữa, truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm, uy nghiêm vô cùng, rồi sau đó liền gặp vậy cung khuyết bên trong lưu quang rủ xuống liền đi ra, tràn ngập khủng bố sát ý, hướng Xích Tiêu quân nhiều người thổi tới, như một tôn lấy mạng sát thần vậy. Cái gì, thằng nhóc kia hắn, nhưng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi xôn xao. Trần Phi trước bị thương như vậy, nặng, sớm bị người bỏ quên, nhưng lúc này, hắn không những không tìm chỗ trốn, còn không biết lúc nào lặn xuống vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già nằm đất địa phương. Đợi chút, hắn không phải là muốn. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời đang giết hướng Xích Tiêu quân cung khuyết vậy dừng lại. Bởi vì một màn này phát sinh, làm hắn cũng mới liệu chưa kịp. Ngươi muốn giết ta, hố sâu bên trong, trong vũng máu, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già thấy Trần Phi bóng người con ngươi hung hăng rụt một cái, chợt trên mặt hiện ra lau một cái nguy hiểm cười nhạt. Ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta? Trần Phi hỏi ngược lại. Muốn, dĩ nhiên muốn, cho nên ta chờ ngươi đi tìm cái chết, tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Muốn, dĩ nhiên muốn, cho nên ta chờ ngươi đi tìm cái chết, tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già lại có thể chợt bạo khởi, cặp mắt hiện ra nguy hiểm ánh sáng, hơi thở lạnh lẽo, lại ba lần ở Trần Phi trên tay thua thiệt, hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy sớm liền bắt đầu đề phòng. Mà bây giờ, cuối cùng là làm hắn đến khi cơ hội. Phốc! Một giây kế tiếp, trước người hắn trực tiếp là hiện ra một mảnh lóa mắt thần quang, một mảnh thuộc về diệu ngày lực lượng ngưng tụ thành khí thế vậy đồ, đem chính giữa Trần Phi ngăn chặn. Một hớp tinh khí bảo bánh xe ở ngay sau đó từ hắn trong miệng nhuốm máu khạc ra. Cắt rời liền Trần Phi thân thể. Thiếu gia, Xích Tiêu quân cơ tinh các người trong mắt co giúp một cái, diễn cảm rung chuyển. Đã chết rồi sao, những người khác cũng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia. Trần Phi thân thể bị vậy tinh khí bảo bánh xe cắt rời cảnh tượng, bọn họ từ đầu tới đuôi, vạn toàn nhìn rõ ràng. Không đúng, đó không phải là... Linh... Linh khí phân thân, có thể một giây kế tiếp, mọi người tại đây ánh mắt nhưng chợt biến đổi, bởi vì vậy, Trần Phi thân thể, bị nhuốm máu tinh khí bảo bánh xe cắt sau đó, lại trực tiếp phịch một tiếng biến mất, hóa là hỗn loạn khí lưu. Mọi người sắc mặt ngay tức thì là đổi được cổ quái. Linh khí phân thân, như vậy đơn giản, đại chúng cấp thấp thuật pháp, bây giờ nhưng lại có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Người này, như vậy điện quang đá lửa hạ, tâm tính thật là bình tĩnh. Trầm ổn đến như vậy trình độ sao? Xin lỗi, xem ra là ta thắng. Một đạo bình thản thanh âm xuất hiện ở vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bên tai, một giây kế tiếp, hắn trước mắt chính là gặp được bôi đen mang chém xuống tới, máu tươi bão táp, đầu hắn trực tiếp là cút lưu trên đất. Xì, không chỉ có như vậy, lại sát theo hừng hực ngọn lửa lăng không mà hiện, đem thân thể không lành lặn hoàn toàn đốt thành cho tàn. Là vậy xà tâm địa linh diễm. Chân quân cảnh nhân vật theo lý mà nói đã không phải người phàm, thân xác toàn tồi tệ nói không chừng cũng có thể sống, nhiều nhất thực lực giảm lớn, nhưng luôn có nặng trở về ngày hôm đó. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng trực tiếp là tuyệt đường lui của hắn, liền hắn thần niệm vậy đốt sạch sẽ, cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật đã chết rồi, người này thật là, như vậy một màn, một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại chết. Coi như là vậy âm thầm vây xem trận chiến này các thế lực lớn cao thủ cũng là trầm mặc. Không cách nào hình dung nội tâm là cái tư vị gì. Bởi vì liền chính bọn họ, muốn giết chết cùng cảnh giới tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, đó cũng là khó lại càng khó hơn. Trăm năm qua không có nghe nói có bao nhiêu người có thể thành công, nhưng bây giờ, một cái không đạt tới chân quân cảnh tiểu bối nhân vật nhưng làm được, đây coi là cái gì. Có vài người không nhịn được khấu trừ trừ gương mặt. Có chút ngứa, có chút ửng đỏ. Cùng lúc đó, bọn họ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là đổi được hoàn toàn không giống nhau. Kinh tài tuyệt diễm, ngút trời chi tư. Trên bầu trời có một đạo hơi thở uyên mạnh bóng người chậm rãi hiện thân, lộ ra hình dáng, khoác vàng khè sắc trường bào, mặt mũi khô lão, trên đầu mặt lại không có tóc trắng, tóc đen dày, toàn thân sáng chói. Hổ gầm chân quân, mà ở thấy người kia xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì đây chính là đếm 10 năm trước bọn họ liền lấy là đối phương đã là chết lão yêu quái, tứ phương ma môn cường quyền nhân vật, mà nay, hắn nhưng lại xuất hiện, không có chết. Rồi sau đó, mọi người hồi tưởng lại hổ gầm chân quân nói ra câu nói kia, đều là cả người chấn động một cái. Hổ gầm chân quân là người nào? Ngày xưa vô địch nhân vật, sớm cũng sớm đã là đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp, mà nay hắn lại không có chết,
chỉ sợ là gần hơn một bước cũng có hy vọng. Người như vậy, đáng sợ đến mức nào, mà hắn đã gặp qua thiên tài, lại là biết bao nhiêu. Có thể nói nhiều vô số kể. Mà giờ khắc này hắn lại dùng khoa trương như vậy đánh giá Tuyên Gia Miệng, có thể gặp, Trần Phi hôm nay cái này chiến biểu hiện ở hắn trong lòng là nặng bao nhiêu phân lượng. Bất quá, thật giống như vậy phải như vậy. Lan ra chết cái tiểu thiên vị, thiên tổn thất lớn, máu thua thiệt, có thể làm đến bước này Trần Phi chẳng lẽ không phải là yêu quái sao? Vậy may bọn họ không hề biết Trần Phi còn cất giấu thực lực, nếu không, bọn họ lúc này rung động cũng không biết sẽ kéo dài đến cái dạng gì. Thiếu gia, không có sao chứ. Mà lúc này, vậy Xích Tiêu Quân cũng là trở lại Trần Phi sau lưng. Cơ Tình ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, hỏi. Cái này đồng thời, hắn rơi vào Trần Phi trên người ánh mắt thật ra thì cũng là mang chút khó mà hình dung phức tạp, và chấn động. Tuy trước khi nói Trần Phi cùng hắn âm thầm câu thông, là có nhắc tới muốn giết người, nhưng đối phương dẫu sao là tiểu thiên vị nhân vật, quá khó khăn giết, hắn cũng không để ý, chỉ muốn làm đối phương biết khó mà lui. Chẳng qua lưỡng bại câu thương, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, vậy tiểu thiên vị nhân vật chết, là thật có dũng khí làm hắn lại lần nữa nặng nhận thức mới liền Trần Phi cái này bọn họ Xích Tiêu Quân tân chủ nhân cảm thụ. Từ ban đầu vậy thật người cảnh tứ trọng thiên kẻ địch cũng được muốn liều sống liều chết thực lực, cho tới bây giờ, lúc này mới bao lâu à? Cũng đã có thể thí sát tiểu thiên vị nhân vật. Bực này khoa trương tiến triển, thiên tài, yêu nghiệt, không, đây quả thực là quái vật. Đúng như vậy hổ gầm chân quân đối với Trần Phi đánh giá, kinh tài tuyệt diễm, ngút trời chi tư. Ta không có sao, Trần Phi khoát tay một cái, cầm ra một viên thuốc ăn vào, đi theo hắn vết thương khắp người cả người là máu thân thể lại bắt đầu tách ra quang đứng lên. Tia sáng kia trong, Trần Phi mềm vết thương trên người chậm rãi khép lại, làm người ta ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng. Hắn thân xác lại khôi phục, là đan dược kia, vẫn là. Mọi người có chút không nói ra lời. Bởi vì một màn này thật sự là làm bọn họ không nghĩ tới, một viên đan dược có thể làm cả người thương thế tất cả đều khôi phục. Không người là người ngu, đều biết không thể nào, cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại có duy nhất giải thích. Đó chính là Trần Phi căn bản cũng chưa có trước bọn họ nhìn thấy, tổn thương được nặng như vậy, mà hết thảy các thứ này, hoàn toàn là có thể giả vờ. Giả vờ tổn thương, nói cách khác ban đầu, hắn liền nghĩ xong muốn giết người, sau đó hết thảy tất cả. Đều là hắn bày cuộc. Có người tự lẩm bẩm, đột nhiên rõ ràng tại sao hổ gầm chân quân sẽ đối Trần Phi nói ra như vậy đánh giá. Trước không nói vậy đánh giá cao hay là thấp, liền nói bây giờ, liền hắn cái này tiểu thiên vị nhân vật nhìn lại Trần Phi thời điểm, đều cảm giác người này có đủ nguy hiểm, tốt nhất chớ chọc. Mà hắn nhưng mà cái tiểu thiên vị nhân vật à, đối phương nhưng liền chân quân cảnh cũng còn chưa tới. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời cung khuyết bên trong Lan gia cao thủ Lan Tiêu cũng giống là đánh mất tái chiến tiếp ý tưởng. Hôm nay chuyện này, ta Lan gia tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cho một giải thích. Ngươi chờ, cung khuyết bên trong truyền ra như vậy thâm độc thanh âm, lại để cho người khó hiểu có chút cảm thấy tức cười, trước như vậy uy mãnh, bây giờ nhưng kinh sợ. Chỉ biết dùng miệng, một đám không biết xấu hổ lão cẩu mà thôi, nói thật, ta thật không tin lão cẩu còn có thể cắn chết người. Cơ thống lĩnh. Ngươi tin không? Trần Phi châm chọc nói. Ta cũng không tin, Cơ Tình cũng là chậm rãi nói, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Vậy trên bầu trời, trong phảng phất cung khuyết bên trong tựa như thả ra từng luồng ý định giết người, hắn Lan gia bực nào thế lớn, chính hắn cũng là đường đường tiểu thiên vị nhân vật, bây giờ lại bị như vậy châm chọc, hết lần này tới lần khác trả lời cũng không trả nổi, đánh cũng không dám lại đánh, đánh không thắng. Thật là lẽ nào lại như vậy? Còn chưa cút. Có phải hay không suy nghĩ một chút đi cùng hắn? Trần Phi lên tiếng lần nữa, quát lạnh. Phịch, cung khuyết bên trong truyền tới tức giận tung vật tiếng, ầm ầm vang dội. Tiểu tạp chủng, lần này coi là ta Lan gia thua, bất quá lần sau, nhớ tìm người cho ngươi nhặt xác. Cung khuyết bên trong ùng ùng chấn động ra như vậy vô cùng âm lãnh tiếng gầm nhỏ, cắn răng nghiến lợi, rồi sau đó liền gặp vậy cung khuyết hóa thành lưu quang bay đi, đợi không nổi nữa. Phải không? Ta chờ, Trần Phi cười lạnh cười, ngẩng đầu nhìn một chút vậy trên bầu trời, trong bóng tối mấy đạo cường hãn bóng người, cũng không muốn chào hỏi ý nghĩa, mà là đem vậy Xích Tiêu Quân thu hồi quân phù, bước chân một bước, hóa thành lưu quang, rất nhanh chính là biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Những người đó do dự một chút, vẫn là không có đi truy đuổi. Bọn họ cùng Trần Phi không mâu thuẫn gì,
hơn nữa càng không muốn khó hiểu trêu chọc loại này lai lịch thần bí, hơn nữa nguy hiểm người, Trần Phi chàng này chiếc mới vừa đánh xong, bị thương, loại này thời kỳ nhạy cảm bọn họ tự nhiên không muốn đi xúc phạm. Trần Phi một mình cách lái bay khoảng cách rất xa, từ phía đông đến phía tây, từ phía tây rồi đến phía nam, đi theo lại đang dọc đường hao tổn quay trở lại, cuối cùng là ở cách võ thành ngoài mấy trăm dặm một tòa núi sâu chính giữa ngừng lại. Thần bí mộ huyệt kia mở sắp tới, liền mấy ngày nay, hắn dĩ nhiên là không thể rời đi. Ai, nhưng sau đó, hắn sắc mặt nhưng mãnh biến đổi, ánh mắt quét đến liền trong núi sâu trong bóng tối một nơi xó xỉnh giọng vô cùng lạnh thấu xương quát lên. Lại còn có người đi theo hắn tới. Người nào, mục đích gì? Một khắc sau, một cái cả người trắng noãn như ngọc nam tử từ vậy trong bóng tối đi ra, cả người lại là quanh quẩn nhàn nhạt mùi thơm, mùi vị đó. Trần Phi mũi người một cái, ánh mắt khẽ biến, đan thơm. Ừ, nam kia tử gật đầu một cái, ánh mắt bình thản nhìn Trần Phi, nói, ngươi chính là Trần Phi. Ngươi là ai? Trần Phi lạnh nhạt hỏi ngược lại. Giang Vạn Lý. Giang Vạn Lý, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, chợt thản nhiên nói, nguyên lai là ngươi. Vương cấp luyện đan sư, tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, hắn lần này tới võ thành nửa mục tiêu, chưa từng nghĩ hắn không đi tìm đối phương. Đối phương lại là trước tìm tới cửa. Là bởi vì là Tề Hư Trùng. Hắn nếu như nhớ không lầm, Tề Hư Trùng tựa hồ đã đi tìm đối phương một lần. Ta lấy là có thể để cho Tề Hư Trùng tự mình tới người ta, là nhân vật lớn gì, không nghĩ tới, lại là một người tuổi trẻ. Giang Vạn Lý ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trần Phi trên mặt, lời nói gian có chút nhàn nhạt khinh thị, nói, người muốn Thiên Ất Long Trúc. Đúng vậy, ta muốn. Làm sao? Giang Vạn Lý đan vương ngươi là chuẩn bị tránh ra cho ta. Trần Phi cặp mắt hơi híp, nhàn nhạt nói. Cái này Giang Vạn Lý mặc dù tư thái nhìn như gắng gượng tiêu sái, có thể cái loại đó trong xương kiêu hoành, cao cao tại thượng, nhưng làm hắn có chút không thoải mái, không ưa. Xem ra, đây cũng là cái nhìn mình rất cao nhân vật. Ngươi có biết vậy Thiên Ất Long Trúc là vật của ta muốn? Giang Vạn Lý lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Vậy thì như thế nào? Trần Phi hỏi ngược một câu, cân nhắc nói, khác xa lắc xa lơ, có đức người cư chi. Cái này Thiên Ất Long Trúc chưa nói xong không tới ở trên tay ngươi, coi như là đến, ngươi lấy là ta không dám từ bên trong tay ngươi cướp. Từ ta trong tay cướp, Giang Vạn Lý giống như là nghe được cái gì chứa thiên hạ lớn kê nụ cười, ha ha cười mở ra, nói, ngươi thật sự là người có ý tứ, hơn nữa thực lực vậy tạm được, bất quá, ngươi nói ta nếu là bây giờ đem ngươi giết. Vậy không liền đầu xuôi đuôi lọt, cái gì hậu hoạn cũng bị mất. Vừa nói, hắn chậm rãi bước lên trước, một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở liền đem Trần Phi bao phủ, mà hơi thở kia trình độ nguy hiểm, chỉ sợ cũng coi như là trước ba cái vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già, cũng không sánh bằng. Tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp. Đây cũng là tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp lực lượng sao? Thật là mạnh. Ha ha, thả ung dung, ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Đây là, Giang Vạn Lý kiêu hoành, châm chọc cười một tiếng, nói, mặc dù ta không biết Tề Hư Trùng có chuyện gì yêu cầu đến ngươi, bất quá, ngươi đối với hắn mà nói thật giống như rất trọng yếu à. Mặc dù ta cũng không sợ hắn, bất quá, có thể không đắc tội sẽ trả là được rồi. Vậy đùa cợt vậy tư thái, cùng với vậy cao cao tại thượng châm chọc lời nói, trực tiếp là làm Trần Phi che giấu ở tay áo bảo chính giữa ngón tay hung hăng bóp nặn. Ánh mắt trầm xuống, tên này, thật đúng là làm cho người chán ghét à. Ta bây giờ cho ngươi cái cơ hội, Thiên Ất Long Trúc sự việc, ngươi quên đi. Sát theo liền gặp hắn hướng Trần Phi thản nhiên nói, giọng tràn đầy không thèm chú ý đến, ra lệnh. Dứt lời, lại gặp hắn lấy ra một viên thuốc lược, đem mở ra, một quả tròn xoe viên thuốc yên tĩnh nằm ở trong đó, tràn ngập mùi thơm hơi thở. Giang Vạn Lý cao cao tại thượng nhìn Trần Phi, đùa cợt nói, muốn không? Đây là cấp 5 thượng phẩm, khôn mãng vân đan, có thể để cho tu sĩ nhiều hơn 10% kết đan tỷ lệ thành công, ha ha. Nếu như ngươi có thể quên liền Thiên Ất Long Trúc sự việc, tái hảo hảo van cầu ta, cái này, khôn mãng vân đan, ta coi như là đưa ngươi cũng không sao. Trần Phi lắc đầu một cái, nói cái này rác dưới đồ ngươi vẫn là mình giữ đi. Ngươi nói gì sao? Giang Vạn Lý ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Ta nói. Cái này rác dưới đồ ngươi vẫn là mình giữ đi, ta không có hứng thú. Trần Phi thản nhiên nói, trong lòng vẫn có châm chọc, 10% kết đan tỷ lệ thành công.
Hàng này sắc đồ hắn bây giờ coi như là nhắm hai mắt, cũng có thể tùy tiện luyện ra một cái sọt, hữu dụng. Ngươi bây giờ nếu như muốn giết ta, ta phụng bồi, xem ngươi có thể hay không có bản lãnh đó, nếu không phải muốn, vậy hay là mời hồi đi, thiên ất long trúc, ta thế ở tất được. Nhàn nhạt nói xong câu này nói, Trần Phi ở Giang Vạn Lý tràn vào là kinh ngạc, tràn vào là âm trầm ngay trong ánh mắt, xoay người liền là đối xa xa đi. Không có lại muốn để ý tới Giang Vạn Lý ý nghĩa. Phịch, nhìn Trần Phi vậy thân ảnh đi xa. Giang Vạn Lý cả người thả ra đáng sợ khí thế, âm lãnh sát ý, nhưng làm hắn ánh mắt chú ý tới cách đó không xa một đạo thân ảnh sau đó, vẫn là âm trầm hừ lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, nếu không phải xem ở Tề Hư Trùng vậy lão phong tử mặt mũi, làm sao cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Thật là một không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta Giang Vạn Lý là được toàn ngươi. Đến lúc đó, ta xem ngươi có thể có nhiều ít hoa chiêu. Ha ha! Ha ha cười lạnh một tiếng, Giang Vạn Lý vừa xoay người rời đi. Tên này, cùng lúc đó, cách đó không xa đạo thân ảnh kia lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó thân thể bị một tầng đạm bạc hoa quang bao phủ, chớp mắt gian, trực tiếp là biến mất ở trên trời. Sau đó liền gặp đạo thân ảnh này xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt nói, Tề Hư Trùng tiền bối, là ngươi. Không tệ, bóng người này không phải người khác, chính là vậy Tề gia bảo lão tổ Tề Hư Trùng. Nếu không phải bởi vì có hắn ở đây, Giang Vạn Lý, nói không chừng cũng đã là hướng Trần Phi ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Thiên Ất Long Trúc đối với Trần Phi mà nói rất trọng yếu, đối với Giang Vạn Lý mà nói, vậy giống vậy là rất trọng yếu. Nếu không, hắn cần gì phải khổ tìm hơn 10 năm, kiên trì đến bây giờ. Ân là ta, Tề Hư Trùng gật đầu một cái. Rồi sau đó diễn cảm nhìn Trần Phi có chút cổ quái, nói thật, ngươi lá gan thật rất lớn, ngươi hẳn rõ ràng Giang Vạn Lý là có năng lực giết ngươi chứ. Ngươi còn dám như vậy nói với hắn nói. Không phải còn có tiền bối ngươi ở đâu, lại có thể như vậy, ta sợ cái gì? Trần Phi cười một tiếng, nói. Tề Hư Trùng nghe vậy hơi ngẩn ra, nói, ngươi vừa mới phát hiện ta ở. Hắn nhưng mà đại thiên vị cảnh giới. Trần Phi thằng nhóc này liền chân quân cảnh cũng còn không phải là, lại có thể phát hiện hắn, cái này không quá có thể chứ. Trần Phi không trả lời cái vấn đề này, mà là lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng, nói, tên kia nhìn như thì không phải là thứ tốt gì, ta nguyên bản còn chuẩn bị và hắn nói một chút, bây giờ nhìn lại, tựa hồ vậy không việc gì cần thiết. Tề Hư Trùng trầm mặc một chút, không nhịn được hỏi, vậy, Khôn Mãng Vân Đan, người thật không có hứng thú. Khôn Mãng Vân Đan, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái, nói, không có hứng thú. Tề Hư Trùng ngạnh liền hạ, nhìn chằm chằm Trần Phi xem đợi thật lâu, cuối cùng vẫn là không biết làm sao lắc đầu một cái, nói, thằng nhóc ngươi còn là cả quái nhân. Giang Vạn Lý bảng hiệu chính là vậy Khôn Mãng Vân Đan, có thể để cho sông lên cấp nguyên đan cảnh người nhiều hơn 10% kết đan trước tiên, đây hoàn toàn gọi là chí bảo, vạn bảo khó cầu, ngươi lại có thể không có hứng thú. Ta nói vậy phá đồ chơi ta nhắm hai mắt cũng có thể luyện ra mấy trăm chồng hoa tới, ngươi tin không? Trần Phi bình thản nói. Tề Hư Trùng ngẩn người, lườm một cái, nói ta tin. Hắn tin mới có quỷ. Cái này Khôn Mãng Nguyên Đan đừng nói là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, coi như là Giang Vạn Lý bực này vương cấp luyện đan sư tự mình ra tay, tỷ lệ thành công cũng thấp dọa người. Trần Phi phải nói hắn cũng là luyện đan sư, Tề Hư Trùng miễn cưỡng còn có thể tin. Có thể phải nói có thể đem loại này đan dược cực phẩm luyện ra, tin quỷ tài không sai biệt lắm. Hắn lại không phải người ngu, ngu xuẩn. Trần Phi gặp Tề Hư Trùng không tin, vậy không nói thêm nữa, mà là hỏi một chuyện khác, nói, mộ huyệt kia còn muốn thời gian bao lâu mới có thể mở ra. 2 ngày, Tề Hư Trùng giơ lên hai đầu ngón tay, nói thời gian đã quyết định, 2 ngày sau đó, chúng ta 4 thế lực lớn còn có Giang Vạn Lý tìm người tới. Đem chung nhau tiến vào mộ huyệt kia chính giữa thăm dò. Lúc ấy hậu ngươi xen lẫn trong chúng ta Tề gia bảo đội ngũ chính giữa, vào liền có thể đi. 2 ngày, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, liền còn dư lại 2 ngày liền sao. Sốt cuộc để cho hắn cho đến lúc. Ngoài ra, còn có chuyện. Đây là, vậy Tề Hư Trùng muốn nói lại thôi nói. Cái gì, Trần Phi hỏi. Ta theo ngươi trước nói. Cho ta Tề gia bảo hộ tông thần thú đút vào liền một viên sinh mạng bảo đan, có thể hắn trạng thái bây giờ nhưng không tốt lắm,
khí huyết chạy mất hoàn toàn không khống chế nổi. Tề Hư Trùng mặt lộ vẻ lo lắng, nói. Ai bảo ngươi bây giờ này nó ăn? Trần Phi lườm một cái. Chẳng lẽ không phải là bây giờ? Tề Hư Trùng sắc mặt đổi một cái, nói, vậy nên làm gì bây giờ? Lấy 10 giọt máu ngươi cho ta, muốn căn nguyên máu tươi. Trần Phi vừa nói, một bên giương tay một cái, xà tâm địa linh diễm lan tràn đến trên bầu trời. Hừng hực thiêu cháy, đỏ thẫm vô cùng. 10 giọt căn nguyên máu tươi. Tề Hư Trùng sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, nói, ngươi muốn làm gì? Nói ngươi cũng không hiểu, có bắt hay không, không cầm ta phỏng đoán các người cái gì đó hộ tông thần thú chống đỡ không tới mặt trời ngày mai liền đi. Trần Phi bình tĩnh nói. Tề Hư Trùng sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng cắn răng, hai tay 10 ngón tay chia đều mở, từ vậy trên đầu ngón tay, bước ra 10 giọt màu sắc đỏ tươi, cuồn cuộn không ngừng sôi trào, giống như là có sinh mệnh vậy, tràn ngập uy áp kinh khủng hơi thở giọt máu. Bất kỳ một người nào tu sĩ căn nguyên máu tươi đều là tràn ngập cường đại lực lượng, nhất là cái này Tề Hư Trùng, thân hơi lớn thiên vị nhân vật, hắn một giọt căn nguyên máu tươi, sợ rằng liền một tòa đá lớn cũng có thể đè bể. Phịch, một tiếng rên, Trần Phi ngón tay hơi lắc lư, vậy xà tâm địa linh diễm trực tiếp là biến thành một đạo nước lũ đem vậy 10 giọt căn nguyên máu tươi bao vây lại. Hừng hực liệt diễm đem khí doanh vòng quanh đốt, Trần Phi xếp bằng ngồi dưới đất, hướng về phía vậy trong hư không đánh ra mấy đạo ấn quyết, diễm lãng bay lên không. Ngươi thật đúng là biết luyện đan, Tề Hư Trùng nhỏ há miệng nhìn một màn này, rõ ràng đây cũng là đang luyện đan, có thể Trần Phi lại có thể thật sẽ, là một vị luyện đan sư. Cái này còn là làm hắn không nghĩ tới, thậm chí có chút khó tin. Luyện đan sư, kiếm tu, thể tu. Cho dù là hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng Trần Phi kết quả là có bao nhiêu tinh lực, có bao nhiêu thiên phú, biết bao yêu nghiệt kinh người, mới có thể ở nơi này ba phương hướng lên cũng tề đầu tịnh tiến, hoàn thành liền như vậy kinh người. Mặc dù hắn cũng không biết, Trần Phi luyện đan sư năng lực là mấy phẩm cấp mấy, có thể có một chút hắn nhưng rất rõ ràng. Hắn căn nguyên máu tươi, tầm thường luyện đan sư có thể đừng nghĩ đem ung dung luyện hóa. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi gương mặt, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra những thứ gì, nhưng lại hoàn toàn không dùng, căn bản không nhìn ra. Trần Phi trên mặt vậy bình tĩnh cùng với sân vắng như thường liền hắn cũng cảm giác có chút phát thấm, giống như, trước mắt một màn này căn bản không khó khăn gì vậy. Như vậy lớn như vậy hẹn mấy canh giờ sau đó. Trên bầu trời vậy xà tâm địa linh diễm qua lại không biết vặn vẹo bao nhiêu hồi, rốt cục thì tất cả đều dừng lại một chút. Trần Phi lúc này đang hai tay niết ấn, thấy tình cảnh này, bình thản chống ra một cái tay, hướng về phía vậy bất động xà tâm địa linh diễm một chút, người sau lại là sao động lên, hóa là một đầu hỏa xà, vô cùng to lớn, một hớp đem vậy khu vực trung tâm huyết đoàn nuốt vào. Thất bại, Tề Hư Trùng con người hơi chăm chú nhìn một màn này, hắn không hiểu luyện đan. Càng không gặp qua Trần Phi như thế, dã, luyện đan chiêu thức, còn lấy là thất bại, sắc mặt có chút không tốt lắm lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vậy cuồng bạo hỏa xà bỗng nhiên gian tiêu tán ở không. Mà ở đó hừng hực ngọn lửa biến mất địa phương, một quả tràn ngập khí tức thần bí huyết đan đang lẳng lặng nằm ở đó. Đối với một màn này, may là Tề Hư Trùng người như vậy, đều là không nhịn được miệng lại lần nữa theo bản năng trưởng thành. Trần Phi nơi cho thấy cái này thủ pháp luyện đan cùng với thực lực không chỉ có, con đường dã, hơn nữa quá nước chảy mây trôi. Thậm chí tựa như cùng hắn trước trong lòng theo bản năng nghĩ, chàng này luyện đan, đối với Trần Phi mà nói, tựa hồ căn bản là không có độ khó. Nhưng mà, Tề Hư Trùng hơi híp mắt quét mắt hơi thở kia thần bí huyết đan, có thể đan này chỉ sợ là không đơn giản sao. Đưa cái này cầm đi cho nó ăn, sau đó tìm một âm khí nặng địa phương, trước đem nó chôn. Đến lúc đó ta lấy được thiên ất long trúc, ta liền sẽ đến cửa thực hiện ta cam kết. Trần Phi đem máu kia đan đưa cho đối phương, nói. Tề Hư Trùng đem đan dược kia thu ở trong tay, trầm mặc một chút, vẫn là nói, giang vạn lý khó dây dưa, chỉ khó dây dưa ở hắn vương cấp luyện đan sư thân phận lên. Ngươi như năng lực luyện đan vậy như vậy lợi hại, bày ra, có thể đoạt được vậy thiên ất long trúc tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều. Như thế nào hiện ra? Trần Phi không có chối, mà là hỏi. Ngươi thật, vậy Tề Hư Trùng con ngươi rụt một cái, dừng hồi lâu, mới nói cái này rất đơn giản, ta để làm việc liền có thể. Vương cấp luyện đan sư có thể luyện vương đan, mà vậy vương đan, đừng nói là tiểu thiên vị đám người, coi như là hắn bực này đại thiên vị nhân vật,
cũng đều đỏ con mắt được chặt. Như Trần Phi thật có năng lực kia, Giang Vạn Lý đem đối với hắn uy hiếp nhỏ rất nhiều rất nhiều. Từng có rất nhiều người xài giá thật lớn đến cửa cầu Giang Vạn Lý luyện vương đan, nhưng là, tỷ lệ thành công nhưng thấp dọa người. Mà mỗi một lần thất bại cũng đối với cầu đan người mà nói, tổn thất quá lớn, cho nên lâu ngày, mới không người đi tìm Giang Vạn Lý luyện vương đan. Có thể, tiền bối ngươi để làm việc, ta bỏ mặc, dù sao ta chỉ cần đem Thiên Ất Long Trúc thu vào tay là được. Hai người lại đang một hồi trao đổi, sai đừng rời đi. Cùng lúc đó, trong võ thành cũng là xuất hiện không nhỏ động đất. Võ thành, khu vực đông bộ, một mảnh ngang qua ở thành trong ao trong dãy núi. Sâu trong lòng đất, từng cái linh mạch xen kẽ, như rắn mãng, dư tợn đan vào, lộ ra mênh mông linh khí. Trên mặt đất, từng ngọn vân phong hiểm trở dốc, cao vút trong mây, tràn ngập hùng hậu nguy nga hơi thở. Mà ở đó trong đó một tòa hiểm trở vân phong phía trên, một cái ngang qua mười mấy dặm thác nước nổ ran, trắng xóa một mảnh, ầm ầm ra. Hắn phía dưới nhưng quỷ dị chính là ngồi đất trắng trăm dặm, không có một ngọn cỏ nham. Không có sinh cơ, đỏ thẫm một mảnh. Mà chính là ở quỷ dị này đất trắng chính giữa, thật sâu chỗ, một tòa hào hùng màu đen đền trôi lơ lửng trên không. Đây là võ thành tiếng tăm lừng lẫy gia tộc Lan gia nơi thương nghị quốc hội. Ngày thường đều là đóng kín lại, chỉ có phát sinh nặng sự kiện lớn lúc đó. Như hôm nay, gia tộc Hạ đảm nhiệm người thừa kế chết, một vị tiểu thiên vị lão tổ vậy bị giết chết ở ngoài thành, gặp được như vậy chuyện kiện, Lan gia mới có thể mở cái này đặc thù đất. Cung khuyết trong, có thể có tư cách tham dự hội nghị này Lan gia người thật ra thì cũng không nhiều, chừng 10 tấm ghế đá thậm chí đều không ngồi đầy một nửa, nhưng là, những người này thân phận cùng lai lịch cũng không người bất kỳ sẽ nghi ngờ. Bởi vì bọn họ mới là hôm nay cái này Lan gia chân chính cột trụ, tầng chót nhân vật. Mỗi một vị cho dù không phải tiểu thiên vị nhân vật, cũng là có vậy tầng thứ thực lực. Hôm nay, bọn họ toàn tụ tập ở chỗ này, đối mặt với trước người một tòa trên thạch đài các loại tin tức, từng cái sậm mặt lại, vô cùng khó khăn xem. Vô dụng chết, chuyện bao lâu rồi, người nào làm? Vô dụng chết ta còn có thể hiểu, nhưng vì cái gì Lan chiến vậy mất mạng? Là ai có thể giết tiểu thiên vị nhân vật, Tề Gia Bảo? Tứ phương ma môn, vạn thế điện, vẫn là cửu u cung, hoặc là phủ thành chủ. Đều không phải là một so vô dụng còn trẻ người tuổi trẻ làm, trong tay hắn có một chi đủ để sánh bằng bọn ta tầng thứ sức chiến đấu quân đội. Cái này không thể nào, so vô dụng còn trẻ người tuổi trẻ, coi như là trong tay hắn có một chi đủ để sánh bằng bọn ta sức chiến đấu quân đội, thì như thế nào? Lan chiến đánh không thắng, chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Hơn nữa Lan tiêu ngươi cũng ở đây, tại sao không ngăn lại? Một vị cả người chảy xuôi khói dáng ông già đứng ra nói, vẻ mặt lạnh lùng nói. Lan chiến và hắn quan hệ thân cận, hơn nữa còn là tiểu thiên vị nhân vật, bây giờ nhưng chết, đối với bọn họ Lan gia mà nói là đồ sộ đả kích lớn, thậm chí sâu hơn vậy Lan vô dụng mấy phần. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lan chiến mình bị thằng nhóc kia bày cuộc tính toán, tại chỗ nhiều như vậy các thế lực lớn tiểu thiên vị, cứng rắn là ai đều không nhìn thấu, không phát giác, người muốn ta có thể làm sao? Vậy cung khuyết chủ nhân, Lan gia tiểu thiên vị nhân vật Lan tiêu sắc mặt vô cùng là âm nặng, lạnh nhạt nói. Không ngăn lại Trần Phi các người giết Lan chiến, nhưng là hắn sơ sót, nhưng vấn đề là lúc ấy ai cũng không nhìn thấu, liền liền Lan chiến mình vậy còn hướng tính toán người, kết quả. Lại bị phản tính toán, mất mạng, hắn có thể như thế nào? Điều này có thể trách móc hắn sao? Chớ quấy rầy, ồn ào cái gì, bây giờ không phải là gây gổ thời điểm, im miệng. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị lúc này cũng ở tại chỗ. Người đầu lĩnh kia cầm kiếm ông già Lan Thu hung hăng vỗ một cái ghế đá nắm tay, trên mặt hiện đầy âm trầm, phiền muộn mắng. Học trò hắn cũng đã chết, bây giờ lửa không chỗ phát, ồn ào. Ồn ào cái rắm ồn ào. Cả đám một hồi trầm mặc, Lan gia không có đại thiên vị nhân vật, cái này bảo vệ tộc thất kiếm thị chính là đỉnh núi. Bây giờ chuyện này nên như thế nào giải quyết? Hồi lâu sau đó, có người không nhịn được đặt câu hỏi. Còn có thể giải quyết như thế nào? Giết người thì thường mạng, nợ máu trả bằng máu. Một người khác diện mạo dữ tợn quát lạnh. Chuyện này nếu không tìm một giải thích, bọn họ Lan gia ắt sẽ lâm vào mỉm cười chui. Hơn nữa bực này huyết cừu, làm sao có thể không báo? Có thể thằng nhóc kia còn có quân đội kia cũng có tiểu thiên vị tầng thứ sức chiến đấu, hơn nữa bọn họ ở trong tối, chúng ta ở minh,
người chắc chắn tên kia điên lên chúng ta Lan gia có thể chịu đựng ở tổn thất kia. Nhưng cũng có người rất lạnh yên tĩnh, cố kỵ nói. Đối với bọn họ bực này ra đại nghiệp đại tông môn thực lực mà nói, sợ nhất không phải cùng chi ngang nhau, giống vậy thực lực cường hãn, bá đạo thực lực, mà là như Trần Phi bực này cô độc hành hiệp, một thân một mình, không có gánh nặng. Bởi vì một thân một mình nói, hoàn toàn có thể buông tay chân ra làm bậy, đến lúc đó bọn họ những thứ này đang làm người có thể không sợ, thế nhưng chút người phía dưới đâu? Chẳng lẽ để cho bọn họ vĩnh sinh trọn đời xúc trong gia tộc, không đi ra, vậy cũng có thể sao? Vậy lên tiếng, muốn giết, chi sắc mặt người đổi một cái, chợt trùng trùng hừ lạnh một tiếng, nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tính? Được rồi, mọi người một hồi trầm mặc, chợt đồng loạt lắc đầu một cái, bực này sỉ nhục huyết cừu nếu là thật để cho bọn họ thôi, vậy còn không như trực tiếp giải tán gia tộc, đều tự tìm cái nông thôn xó xỉnh làm ruộng nuôi bò tính. Điều này có thể tính. Đây là, một đạo thân ảnh không kinh động người bất kỳ chậm rãi tiến vào cái này trong cung điện. Trực tiếp hắn bước chân vang lên, bên trong cung điện mọi người mới chợt biến sắc, hơi thở bạo khởi. Ai? Ha ha, xem có tới hay không trễ, chư vị đều ở đây à? Một đạo bình thản cười tiếng vang lên, đến từ một vị người khoác trước quỷ dị đạo bào xích phát nam tử. Nam tử có chừng 2 mét cao, bàn tay rộng lớn, một dài một ngắn, lòng bàn tay khe hở gian tràn ngập quỷ dị hoa quang, tia sáng kia rất đáng sợ, tràn đầy nguy hiểm hơi thở. Vương Chiến Tâm, ngươi tới chúng ta Lan gia nghị sự điện làm gì? Thấy người đến, mọi người sắc mặt đổi một cái, Vương Chiến Tâm, Vạn Thế Điện Tiểu Thiên vị đỉnh cấp nhân vật, cao cấp các lão một trong, không chỉ có thực lực rất khủng bố, hơn nữa đầu óc cũng có chút vấn đề, là một người điên. Ta tới tự nhiên là có sự việc tìm các người. Vương Chiến Tâm thâm độc cười một tiếng, nói các người tụ ở cái này cùng nhau hẳn là đang thảo luận như thế nào giết chết được kêu là Trần Phi tiểu tử chứ. Dứt lời, hắn cũng không cùng Lan gia các người đáp lời, lại tự mình nói, cười lạnh nói, bất quá người nọ nghe nói mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể thực lực nhưng lợi hại được chặt, không sai biệt lắm đã là đạt tới tiểu thiên vị, hơn nữa ở trên tay hắn còn có một có thể sánh bằng tiểu thiên vị quân đội, hắn nếu như quyết tâm muốn chạy, các người Lan gia muốn giết hắn, khó khăn. Đền bên trong Lan gia nhiều người cường giả nhướng mày một cái, sắc mặt có chút khó khăn xem. Có thể bọn họ nhưng không thừa nhận cũng không được, Vương Chiến Tâm nói không sai, thằng nhóc kia nếu là thật quyết tâm muốn chạy, muốn ẩn núp, bọn họ Lan gia quả thật khó giết hắn. Hơn nữa các người nếu là không giết được, để cho hắn chạy, lại tới báo thù, sợ rằng đến lúc đó các người Lan gia thì phải ngược lại xui xẻo. Vậy Vương Chiến Tâm lại lần nữa cười lạnh nói, lại bị một người cắt đứt. Được rồi, một vị chống cây nạng bà lão nhíu chặt mày nhìn Vương Chiến Tâm, nhàn nhạt nói. Vương Chiến Tâm ngươi nói chuyện vậy không đừng như thế giấu nặn bóp, rốt cuộc muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Khôn Sơn bà lão, Vương Chiến Tâm cặp mắt híp lại nhìn lão kia ẩu, lão bà tử này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, mà là năm đó Lan gia lão tổ trẻ mồ côi, mới sinh ra liền bị ném đi liền vạn dặm bên ngoài, trải qua muôn vàn, sau mấy chục năm giết trở về, đem những cái kia không biết xấu hổ Lan gia lão hàng giết một lần, đánh xuyên cung điện. Cũng là một nguy hiểm người điên. Hôm nay Lan gia, cái này Khôn Sơn bà lão có thể nói là một người thiên hạ, liền vậy bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng được nghe nàng. Hôm nay đối phương mở miệng, hắn ngược lại là được thu liếm chút ít. Ta biết các người Lan gia muốn giết hắn, làm người hài lòng cũng không tiện tìm, hơn nữa một khi có gió thổi cỏ lay gì, thằng nhóc kia tùy thời có thể đi xa cao bay, khó lại càng khó hơn. Mà ta... có biện pháp có ở đây không bứt dây động rừng dưới tình huống tìm được hắn. Vương Chiến Tâm nói. Biện pháp gì? Vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cầm kiếm ông già trực tiếp là đứng lên, hỏi. Nếu có loại phương pháp này, có lòng coi là vô tình, thằng nhóc kia coi như là chắp cánh, vậy khó bay. Ngược lại là vậy Khôn Sơn bà lão giống như là nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt, nói, người nói là các người Vạn Thế Điện vậy mặt gương. Không sai. Vương Chiến Tâm gật đầu một cái, nói, vậy mặt gương cái khác chỗ dùng không có, có thể dùng để truy xét người, hiệu quả nhưng là nhất lưu. Chỉ cần có dính hắn hơi thở đồ, chu vi ngàn dặm bên trong, cũng có thể tìm được. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, vậy Khôn Sơn bà lão cũng là trầm mặc xuống, cái gương này hắn biết, là Vạn Thế Điện lão tổ bí bảo, cũng chính là vậy đại thiên vị nhân vật đồ, nàng muốn mời được đối phương hỗ trợ, quá khó khăn, không muốn biết trả giá cao gì.
ngươi là người đại biểu cửa vạn thế điện tới. Khôn Sơn bà lão ngẩng đầu lên, hỏi, cái vấn đề này hết sức mấu chốt. Không phải, Vương Chiến Tâm lắc đầu một cái, nói, bất quá vậy gương ta có thể đi hướng bầu trời minh mông lão tổ mượn tới, chúng ta vạn thế điện nội bộ có đặc định điều ước, đủ ta mượn mấy lần vật kia. Khôn Sơn bà lão con ngươi ngưng ngưng, thật sâu liếc nhìn Vương Chiến Tâm, nói, Vương Chiến Tâm, ngươi sẽ lòng tốt như vậy chỉ là muốn giúp chúng ta chứ? Muốn cái gì, muốn chúng ta lan ra làm gì? Ta muốn thằng nhóc kia trong tay quân đội. Vương Chiến Tâm lạnh lùng nói, khiến cho được vậy Khôn Sơn bà lão ánh mắt đông lại một cái, nói quân đội kia nhưng mà tương đương với một cái tiểu thiên vị nhân vật. Người Vương Chiến Tâm nhúc nhích một chút miệng chỉ muốn, không khỏi cũng có chút lòng quá tham chứ. Không, nếu là không có ta, các người liền thằng nhóc kia ở đâu cũng không tìm được, chớ nói chi là giết hắn. Trên thực tế nếu không phải hắc quang kia quá đao là các người lan ra cổ bảo, ta liền hắc quang kia quá đao cũng muốn. Vương Chiến Tâm ha ha cười một tiếng, nói. Vậy không thể nào, lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu, vậy cầm kiếm cụ già không chút do dự quát lạnh, mở miệng nói, hắc quang kia quá đao là ta lan ra tổ truyền cổ bảo, nhất định phải thu hồi tới. Một điểm này không bất kỳ chỗ trống có thể nói. Vậy thì vẫn là câu nói kia, ta muốn thằng nhóc kia trong tay quân đội. Vương Chiến Tâm không ra ngoài dự liệu cười lạnh cười, ánh mắt nhìn chằm chằm yên lặng không nói Khôn Sơn bà lão. Nói, dĩ nhiên, thành tựu trao đổi, cũng coi là tỏ rõ ta Vương Chiến Tâm thành ý, ta có thể âm thầm làm hai người và các người cùng đi, giết thằng nhóc kia. Làm ai đi? Khôn Sơn bà lão lạnh lùng hỏi. Người đây không cần phải để ý đến. Bất quá, hai người kia thực lực tuyệt không thể so với bọn họ yếu nhiều ít. Vương Chiến Tâm đưa tay chỉ lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị, nhàn nhạt nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đông lại một cái. Tim vậy đi theo trùng trùng nhảy lên một chút, không thể so với bọn họ lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị yếu nhiều ít. Đây chẳng phải là nói chính là, thật là lớn chiến trận à, cái này Vương Chiến Tâm lại có thể bỏ phải trả ra loại này giá phải trả, giúp bọn họ. Nhưng vì cái gì? Chẳng lẽ nói hắn cũng là cùng thằng nhóc kia có thù gì, oán gì? Khôn Sơn bà lão ánh mắt sắc bén, yên lặng lạnh nhìn Vương Chiến Tâm, chợt nói, Vương Chiến Tâm, đừng cất giấu nắm. Nói một chút là chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi và hắn không thù không oán, còn như vậy bỏ được, làm ra như vậy chiến trận. Ừ, Vương Chiến Tâm hơi ngẩn ra, ánh mắt đưa mắt nhìn Khôn Sơn bà lão, chợt lắc đầu một cái, cười lạnh nói, ta xác thực và hắn không thù không oán, bất quá loại thiên phú này yêu nghiệt đến quá đáng tiểu tử, ngươi chưa thấy được hắn có chút chướng mắt sao? Ngoài ra, thật ra thì ta cũng chỉ là cái chân chạy, truyền lời, Khôn Sơn bà lão. Người biết đầu hắn trị giá nhiều ít. Trị giá nhiều ít, Khôn Sơn bà lão ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng hỏi. Ba viên đôi văn khôn mãng vân đan, Vương Chiến Tâm tham lam liếm môi một cái, cười to lạnh lùng nói. Cái gì, ba viên đôi văn khôn mãng vân đan, người nói là, Giang Vạn Lý muốn giết hắn. Khôn Sơn bà lão con người bỗng nhiên co giúp một cái, nói, ba viên đôi văn khôn mãng vân đan. Cánh tay này không khỏi vậy quá kinh người chứ. Nếu không ngươi lấy là ngoài ra còn có ai có thể để cho ta Vương Chiến Tâm tự mình chạy chuyến này. Vương Chiến Tâm mặt đầy cười nhạt, nói ta đã dẫn tới, muốn không muốn hợp tác, Khôn Sơn bà lão ngươi bây giờ cho ta một câu chính xác nói đi. Ngươi nếu như cảm thấy không tin ta, vậy cũng có thể, ta đi tìm những người khác. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Khôn Sơn bà lão mở miệng gọi lại hắn, ánh mắt sắc bén nhìn mặt hắn, nói, đến lúc đó, vậy đôi văn khôn mãng vân đan như thế phân. Bằng bản lãnh của mình, Vương Chiến Tâm cười, nhàn nhạt nói, chúng ta hai bên ai có thể tự tay giết hắn, vậy thì cầm hai phần, còn dư lại vậy một phần, như vậy không thành vấn đề chứ. Khôn Sơn bà lão yên lặng, hai người cứ như vậy một chạm một tòa liền hồi lâu, vậy Khôn Sơn bà lão ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, được. Đôi văn khôn mãng vân đan cứ như vậy phút, nhưng nếu là còn có những vật khác, hắc quang quá đao ta lan ra nhất định phải cầm về, quân đội kia, ai cướp được chính là của người đó, như thế nào? Được, đồng ý, ta bây giờ đi trở về tìm bầu trời minh mông lão tổ mượn vậy mặt gương. Các người lan ra vậy chuẩn bị một chút đi. Vương Chiến Tâm cười rời đi. Làm hắn rời đi lan ra đại điện nghị sự sau đó, hắn thẳng đi tới bên trong thành nào đó ngồi trà lâu khách quý gian. Ở trong đó,
một vị cả người trắng nõn như ngọc người trung niên đang uống rượu. Mà ở hắn bên người, còn có hai người khác, nhất trung một người già người. Già thanh bạch trường bào, đầu đầy chỉ bạc, làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, rất là huyền huyễn, lấp lánh rực rỡ, giống như có lực lượng thần bí, làm người ta kính sợ. Trung niên người thì lộ vẻ được thô cuồng rất nhiều, mặt đầy râu, ánh mắt âm ngoan, bưng ly rượu cánh tay cũng là có một cái thật dài vết sẹo, giống như là con rít vậy dữ tợn, phá lệ rõ ràng. Gặp Phương Chiến Tâm trở về, vậy cả người trắng nõn như ngọc người cười một tiếng, nâng ly hỏi, anh Vương, sự việc làm được như thế nào? Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy Trần Phi trước đã gặp Giang Vạn Lý. Lan gia đã đáp ứng, ta bây giờ tới đây nói cho ngươi một tiếng, sau đó chuẩn bị đi trở về tìm bầu trời minh mông lão tổ mượn vậy mặt gương. Vương Chiến Tâm nói, như vậy, vậy cũng được tốt, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông chứ. Giang Vạn Lý bưng lên ly rượu đem vậy rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tự lẩm bẩm, chợt thâm độc cười lên, giống như rắn độc vậy. Ha ha, thứ không biết chết sống, dám cùng ta Giang Vạn Lý đối nghịch. Thật lấy là tề hư trùng lão già kia ta chỉ sợ, có thể giữ được ngươi sao? Phịch, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên đem cái ly trong tay nặng rơi ở trên bàn, lắc đầu cười một tiếng, khinh miệt nói, Giang Đan Vương, ta phải nói cần gì phải như vậy phiền toái. Còn đi tìm vậy Lan gia, quang chúng ta bây giờ tại chỗ, cộng thêm ngươi chính là bốn cái tiểu thiên vị đỉnh phong, đại thiên vị cũng có thể cùng chi đấu một trận, còn sợ không giết chết một con kiến nhỏ. Vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Không sai. Lão kia người cũng là trong trẻo lạnh lùng uống miếng rượu, rồi sau đó khạc ra cam cay mùi rượu, nhàn nhạt nói, ta cũng lấy là Giang Đan Vương ngươi quá cẩn thận, chính là một cái người hậu bối, không đáng giá được như vậy. Giang Vạn Lý hơi biến sắc mặt một chút đổi, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cẩn thận một chút chút tóm lại là chuyện tốt, ta không muốn gặp lại bất kỳ bất ngờ. Ngoài ra, hai vị yên tâm, ta đòi hỏi của các ngươi, sau khi chuyện thành công, định sẽ không có vấn đề. Vậy cũng tốt, nếu Giang Đan Vương ngươi cũng nói như thế, bọn ta hai người nghe theo ngươi an bài chính là. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên cười hắc hắc cười, cũng sẽ không đi tranh cãi cái gì. Dù sao chỉ cần đồ có thể bắt vào tay, những thứ khác liền cũng không trọng yếu. Ừ, nếu Giang Đan Vương ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy lão hủ cũng sẽ không nhiều lời nữa, tới, uống rượu. Lão kia người cũng là nhẹ khẽ cười cười, nâng ly hướng Vương Chiến Tâm nói, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sắc mặt ửng đỏ, cực kỳ hưởng thụ, tốt không được tự nhiên. Vương Chiến Tâm bình tĩnh quét lão kia người một mắt, lắc đầu một cái, hướng Giang Vạn Lý hỏi, lúc nào động thủ. Càng nhanh càng tốt, Giang Vạn Lý cặp mắt hiện ra lạnh lùng vẻ, nói. Được, Vương Chiến Tâm gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi, hẹn nửa giờ sau đó, hắn lại lần nữa trở về, trong tay cũng đã là nhiều hơn mặt phong cách cổ xưa bảo kính, bụi đất chăn đệm, giống như là thứ không đáng tiền như nhau. Đây cũng là các người vạn thế điện bầu trời minh mông lão tổ trong tay vậy mặt bảo kính. Thật quỷ dị đồ. Mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên thật sâu nhìn Vương Chiến Tâm trong tay vậy gương, cau mày, cảm nhận được trong đó có dũng khí làm hắn kiêng kỵ lực lượng thần bí, rất là cổ quái. Bắt đầu đi, Giang Vạn Lý vung tay lên, trong mắt hiện đầy âm ngoan vẻ, không thể chờ đợi. Ừ, Vương Chiến Tâm khẽ gật đầu, chợt liền gặp thân thể bay lên không, đứng ở chỗ cao, đem vậy gương cẩn thận bỏ vào trước mặt giữa không trung, hướng về phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cầm một bản thần bí nguyền rủa điểm sau vứt xuống bảo kính lên, nhất thời, thiên địa biến ảo, bên trong căn phòng phảng phất có hắc đêm hạ xuống, vậy trong kính bắn ra một đạo vô cùng quỷ dị lực lượng, hướng xa xa bắn mạnh tới. Vào thời khắc này, Vương Chiến Tâm đưa tay dán đến vậy trên gương, hắn trong hai con ngươi, phảng phất là có một đạo đạo thần bí hình ảnh xuất hiện, đầu tiên là mơ hồ, sau đổi được rõ ràng một ít, đại khái có thể thấy rõ, một tòa hoang vu núi cổ trong. Trần Phi ngồi xếp bằng ở gãy lìa vách núi lên, như pho tượng, một hơi một tí, phụt ra phụt vô tinh khí, giống như là đang tu luyện. Mà ở hắn bên người còn có một người trẻ tuổi khác ảnh, không phải mục tiêu chủ yếu, cho nên không thấy rõ là ai. Tìm được, hắn ánh mắt bạo tránh, yêu dị vô biên, giống như thiên nhãn vậy, rồi sau đó trong lòng chính là biết đại khái Trần Phi lúc này chỗ ở phương vị ở đâu. Ngay tại bọn họ võ thành bề ngoài cách vài trăm dặm nào đó ngồi núi sâu chính giữa. Ở đâu, Giang Vạn Lý kích động đứng lên, trong mắt hiện đầy âm ngoan, nói.
bên ngoài thành vài trăm dặm đối phương. Vương Chiến Tâm nói. Thông báo lan ra, sau đó chúng ta lập tức chạy tới. Giang Vạn Lý sải bước hướng bên ngoài quán rượu đi tới, mang nồng đậm sát ý. Vậy mặt đầy râu người trung niên cùng với ông già lập tức là đứng dậy, đi theo Giang Vạn Lý rời đi. Vương Chiến Tâm thu hồi bảo kính, đầu tiên là trở lại Vạn Thế Điện đem trả lại, sau đó trở lại lan ra. Người tìm được. Ở đâu? Bên ngoài thành vài trăm dặm địa phương. Đi thôi, ta mang các người đã qua. Trần Phi, lần này sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu, rõ ràng ta lan ra cũng không phải là dễ trêu như vậy. Từng đạo tràn đầy sát ý thanh âm tràn ngập ra, từng vị lan ra tiểu thiên vị nhân vật cũng là nghiêng dùng mình đi ra cổ trạch, theo vậy Vương Chiến Tâm ra khỏi thành. Lần này, bọn họ nhất định phải để cho tiểu xúc sinh kia trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, Trần Phi sở tại, đang tu luyện Trần Phi đột nhiên cau mày, phảng phất có loại cảm giác bị người dòm ngó. Ngươi thế nào, một bên Tề Gia Bảo Long Nghị cũng ở đây. Hắn thấy Trần Phi tu luyện đột nhiên ngừng lại, không khỏi được nghi ngờ nói. Ta cảm giác có người dòm ngó ta. Trần Phi chau mày, chậm rãi nói. Hắn có tiên môn công pháp tọa vong kinh tí thân, trực giác vô cùng bén nhạy, hơn nữa loại cảm giác đó cũng cùng hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa một ít thủ đoạn tương tự, cho nên tuyệt chưa đến nỗi có sai. Có người đang dòm ngó hắn. Người nào? Đất này võ thành còn có người nắm giữ vậy lực lượng thần bí. Ngươi chắc chắn, nghe vậy, Long Nghị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói. Ngươi biết cái gì? Trần Phi cau mày hỏi. Vạn Thế Điện có một mặt gương, rất kỳ dị, có thể quét tra được ngàn dặm bên trong bất kỳ mục tiêu. Long Nghị thân hơi lớn thiên vị môn đồ, theo chân cực mạnh, tự nhiên rõ ràng Vạn Thế Điện là có bảo vật này. Nhưng vì cái gì, không thù không oán. Vạn Thế Điện lại sẽ giống như Trần Phi động thủ. Vật kia không phải ở đó vị lão tổ trong tay sao? Thật đúng là, có thể kỳ quái, Vạn Thế Điện ta thật giống như không cùng bọn họ có thù oán chứ. Tiêu lão lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, nếu có người dòm ngó hắn, vậy khẳng định là muốn đối phó hắn, như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là lan ra những người đó. Lan ra, Trần Phi nhẹ nhàng ở đó dốc đá lên gõ, như bọn họ toàn bộ điều động. Vậy mình lần này chỉ sợ là không ổn, hơn nữa, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng còn cảm giác có chút vô hình phát hoảng. Trần huynh, nếu không ngươi và ta trở về Tề gia bảo chứ? Gặp Trần Phi sắc mặt khác thường, vậy Long Nghị mở miệng nói, bọn họ Tề gia bảo chính là võ thành bốn lớn chóp đỉnh một trong những thế lực, cường giả như mây, coi như là Vạn Thế Điện nhúng vào đi vào, bọn họ vậy vẫn không sợ. Đối phương lại càng không gặp được chạy tới bọn họ đại bản doanh ngang ngược. Trần Phi yên lặng, chợt lắc đầu một cái, nói không, thôi, coi như ta bây giờ tránh đi liền các người Tề gia bảo, bọn họ muốn đối phó ta, sau đó tiến vào mộ huyệt kia chính giữa, cũng giống như vậy. Nên tới từ đầu đến cuối chạy không thoát. Vậy làm sao bây giờ? Long Nghị ngẩn người, nói. Bọn họ nếu muốn chơi, vậy thì cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Trần Phi cười lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người hiện ra nhàn nhạt uy nghiêm. Vừa vặn hắn cái này hai ngày thủ đoạn có đột phá, thật nếu là đánh, cũng không biết sợ cái gì. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại lên tiếng lần nữa, nói, được rồi, người đi trước đi, đợi tiếp nữa sợ rằng liền ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Long Nghị sắc mặt đổi một cái, nói, vậy cũng tốt, người bây giờ tránh một chút, ta bây giờ lập tức trở về đi bẩm báo sư tôn, để cho hắn lập tức phái người tới. Hắn vậy biết mình thực lực chênh lệch Trần Phi quá xa, quá khác xa, huống chi. Lần này liền Vạn Thế Điện cũng nhúng vào đi vào, hắn cậy mạnh lưu lại, chẳng qua là liên lụy người mà thôi. Bất kỳ một vị tiểu thiên vị lão tổ cũng có thể ung dung muốn mạng hắn. Cho nên hắn chỉ có thể đi, không thể lưu lại. Dứt lời, hắn thân thể bay lên trời, xông lên vân tiêu, nhanh chóng biến mất không gặp. Lan ra, Vạn Thế Điện, còn có Giang Vạn Lý vậy rối trá người. Lần này tới người ít nhất sẽ là ở tiểu thiên vị trở lên chứ. Cũng không biết sẽ có mấy cái, thật là phiền toái quá lớn à. Gặp Long Nghị rời đi, Trần Phi lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm nói, bất quá thật may ta cái này bây giờ trận pháp đột phá tu vi, đạt tới nhân trận cửu trọng thiên, hơn nữa trước trên trái đất chuẩn bị vật kia, còn chưa kịp dùng, chắc cũng là có sức đánh một trận chứ. Trước trên trái đất vật kia hắn chính là vì chuẩn bị tới giết người, tầm thường tiểu thiên vị nhân vật đụng căn bản là được chết, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là vật này cũng chỉ có một,
hơn nữa còn là một mình. Nói cách khác, đồ chơi này hắn chỉ có thể dùng để giết một cái, giết sau đó, sẽ không có. Bất quá cái này cũng không biện pháp, tiểu thiên vị nhân vật bực nào tồn tại. Người trên người, thiên khung chóp đỉnh, món đồ kia có thể tiêu diệt hạng nhân vật này đã thật là đổi ta, nếu như vẫn có thể số lượng trở nên nhiều, đó không phải là quá phóng đại sao?